Tối cường hệ thống đế hoàng chương 1808, mạnh mẽ linh đô. Mau tránh ra. Nữ thần hoàng lớn tiếng nhắc nhở, bởi vì nam thần hoàng đã bị tạc hoàn toàn thay đổi, trong mắt đều nổ tan. Nam thần hoàng vừa muốn né tránh, chỉ nghe nguyên thần bên trong vang lên hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt mộng bức. Hừ, cáp, chính là tây môn hạo hanh các thần kích. Bành, chu tà thần long đánh vào nam thần hoàng trên thân, cả người bay lên, nhưng cái này cũng chưa hết ngay sau đó tây môn hạo mở ra luân hồi chi nhãn một đạo ngũ sắc quan mang bắn tới phốc phốc nam thần hoàng cái tráng bị xỏ xuyên trực tiếp đánh nát thần cách đồ phòng ngự phát ra tới một viên thần cách phong tây môn hạo số lượng đem thần cách phong ấn sau đó nhét vào trong ngực không nữ thần hoàng thê lương hét trầm lên dùng ra tất cả thủ đoạn tốc độ cao giải quyết hai cái hồng giáp thần binh có thể là chờ đợi nàng thì là hai khỏa phi tốc phóng tới đạn chỉ thấy Tây Môn Hạo đang khiên 98k, bắn liên tục hai phát. Cùng lúc đó, bên hông Medusa bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ngân sắc quan mang chính xác đánh vào nữ thần hoàng trên hai mắt. Nữ thần hoàng trong nháy mắt cảm giác thân thể cứng đờ, thậm chí cảm giác hai chân của mình đang ở hóa đá, hơn nữa còn tại lan tràn lên phía trên. Không tốt, Mỹ đổ toa, bành, nàng nói còn chưa dứt lời, đỉnh đầu liền bị nổ bay ra ngoài. Bành, tiếng thứ hai, nàng thần cách đồ phòng ngự bị tạc vỡ. Tây môn hạo lại một lần nữa phong ấn một viên thần cách. Hai cái thần hoàng, không ra thời gian uống cạn chung trà liền bị miễu sát, cái này là tây môn hạo thực lực bây giờ. Ngay tại hắn dây hai cái thần hoàng không lâu, bành một tiếng nổ tung, theo một hồi kim quang chợt hiện, hỗn độn chi giới trong nháy mắt sụp đổ. Nguyệt hân thân ảnh hiển lộ ra, vết thương chằng chịt, vẻ mặt đều có mấy vết thương. Mà Linh Nô cũng xuất hiện, muôn vàng nô Linh tan biến, đồng dạng bị thương, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Tây môn hạo, ta xem thường ngươi. Linh Nô thấy được chính mình mang hai tên thần hoàng đã chết, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tới thời điểm hắn làm một chút Tây môn hạo tình báo, biết cái này người là một cái như yêu nghiệt thiên tài, nhưng không nghĩ tới tự nhiên biến thái đến loại trình độ này. Vậy mà dây dết mình mang tới hai cái thần hoàng. Hắc hắc, xem thường hạo gia người đều đã chết. Tây môn hạo âm trầm cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyệt Hân. Tiểu Nguyệt Nguyệt, không có sao chứ? Nguyệt Hân lắc đầu. Không có việc gì, nhưng hắn rất mạnh, cẩn thận một chút. Rất mạnh sao? Tây Môn Hạo nhếch miệng lên, hắn hiện tại đối với thần hoàng đã không phải là hết sức để ý, hắn muốn khiêu chiến một thoáng thần đế. Mặc dù thần đế là một cái hoàn toàn mới cao tầng thứ, thế nhưng hắn thật muốn khiêu chiến một lần. Tây Môn Hạo, ban đầu linh thần bệ hạ nghĩ muốn người sống, thế nhưng hiện tại xem ra người sống là không thể nào, chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi trở về. Linh nô thân thể dần dần bắt đầu hư ảo, đồng thời sau lưng xuất hiện một cái đồng dạng hơi mờ hư ảnh, chính là thỉnh linh thần dáng vẻ. Nguyên lai, like, hắn vừa rồi cùng Nguyệt Hân chiến đấu căn bản không có toàn lực, mà là tại giữ lại thực lực. Trống, linh nô sau lưng linh thần trong nháy mắt bọc lại linh nô, cùng linh anh Tuấn rất giống, hợp thành một kiện linh thần áo giáp. Bất quá bộ này linh thần áo giáp thoạt nhìn muốn cực nhã nhiều lắm, tựa như là một tầng trong suốt áo giáp, đem linh nô chăm chú bao bọc, đồng thời còn sau lưng còn xuất hiện hai cây cánh mỏng, như là cánh ve một dạng. Không chỉ như thế, linh nô trong tay đầu kia khoa trương dây xích chù y cũng biến mất không thấy gì nữa, mà là hai tay biến thành hai cái như ẩn như hiện tế kiếm. Thật mạnh khí tức, vương gia, cẩn thận. Nguyệt Hân biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Nàng bản tôn là thần đế, hiểu rõ thần đế khí tức. Mà bây giờ Linh Nô mặc dù không kịp hinh nguyệt khí tức mạnh như vậy nhưng cũng đã là nửa bước thần đế tây môn hạo cũng không nửa khinh địch hơn một vạn năm thời gian trời mới biết này thần vực có nhiều ít cái chết biến thái chính mình thời gian tu luyện quá ngắn trưởng thành quá nhanh đối thần vực cường giả thế giới còn không phải hiểu rất rõ hôm nay cái này linh nô cái này phụng linh thần chi mệnh tới giết chính mình thái giám tại thỉnh linh thần về sau vậy mà khí tức cùng hình dáng đều trở nên quỷ dị như vậy dâng lên tây môn hạo đây là linh thần bệ hạ ban cho ta linh thần đối với ta một cái không phải linh thần nhất tộc người mà nói đây là lớn lao vinh quang cho nên hôm nay ngươi chắc chắn phải chết theo chết chữ rơi xuống đất linh nô đột nhiên biến mất ngay tại chỗ tây môn hạo liền con mắt cũng không kịp nháy một thoáng chẳng qua là thấy mi tâm nhói nhói vội vàng hướng sau hả ra một phát đầu xoạt một đạo máu tươi tiêu ra tới cái mũi của hắn bị cắt một đạo thật sâu lỗ hổng một thanh lanh lãnh tế kiếm theo gương mặt xuyên qua tây môn hạo nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu bay lên một cước một cổ to lớn thần lực màu đỏ theo trên chân bay ra thẳng đến linh nô bụng ai ngờ linh nô nhất kích không thành trong nháy mắt tan biến xuất hiện lần nữa thời điểm nếu đến nguyệt hân trước mặt không phúc nguyệt hân không có may mắn như vậy mi tâm bị đâm xuyên một viên bụi bẩn thần cách bị đâm ra ngoài thần cách đồ phòng ngự đã sớm vỡ vụn họa tàu tiểu nguyệt nguyệt tây môn hạo kinh hãi hắn căn bản không có kịp phản ứng nguyệt hơn cứ như vậy chết tại trước mặt mình mặc dù không có hoàn toàn đều chết hết nhưng thần cách tung bay trên không trung ngay cả chạy trốn đều không trốn rõ ràng nguyên thần đã tiến vào sắp chết trạng thái cái này khiến hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên vẫn chưa có người nào có thể ở ngay trước mặt hắn giết người huống chi là một cái chính mình muốn trêu chọc nữ nhân này đã liên quan đến tôn nghiêm vấn đề hắn đã từng nói, sẽ bảo vệ mình nữ nhân bên cạnh, nhưng bây giờ thì sao? Hạo gia chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Hừ, Cách. Tây Môn Hạo lại là một cái hanh cát thần kích, sau đó chân không có giày đệm toàn lực phát động, tại Linh Nô Triệt để giết chết Nguyệt Hân trước đó, cứu đối phương thần cách. Sau đó đem thần cách hướng trong ngực nhét vào, phất tay liền là một khỏa gia cường phiên bản cao bạo lựu đạn. Oanh! Một hồi kim quang chợt hiện, tay Môn Hạo lách mình đến nơi xa. Cổ tay rung lên, 98K sớm biến thành thần lực súng lục. Tốc độ của đối phương quá nhanh, chỉ có mang truy tung đạn cũng có thể công hiệu. Phanh phanh phanh, một con thoi đạn đánh hụt, sau đó nhìn sáu phát xông vào kim quang đạn. Bỗng nhiên, đạn vậy mà quẹo cua, vậy mà bay ra cao bạo lựu đạn nổ tung khu vực. Hết sức rõ ràng, Linh Nô đã lợi dụng cái kia tốc độ khủng khiếp tránh qua, tránh né cao bạo lựu đạn. Đương đương đương, sáu phát bay ra đạn toàn bộ bị Linh Nô tế kiếm bổ trúng, phát ra một chuỗi nổ tung. Đây là thần lực súng lục tại có truy tung kỹ năng về sau lần công kích thứ nhất thất bại. Hắc hắc, chết chính là ngươi. Linh Nô bỗng nhiên cái kia như là tới từ địa ngục âm u tiếng cười tại bên tai vang lên. Một thanh bén nhọn tế kiếm thẳng đến Tây Môn Hạo Huyệt Thái Dương. Mở. Tây Môn Hạo căn bản không né tránh, quay đầu đối Linh Nô mở ra luân hồi chi nhãn. Công. Luân hồi chi nhãn công kích vậy mà đánh vào cái kia tế kiếm phía trên, tế kiếm không có xuyên thấu hào quang, hào quang nhưng từ tế kiếm bên trên xuyên qua, như là bị bổ ra cây trúc, bay về phía Linh Nô. Phốc phốc phốc, Linh Nô trong nháy mắt mấy đạo ngũ sắc quang mang, bất quá hào quang bị phân hóa, yếu đi rất nhiều, nhưng chính là như vậy cũng làm cho hắn không thể không lui lại né tránh. Mở một chút mở, Tây Môn Hạo Luân hồi chi nhãn khép lại hợp lại, khép lại hợp lại từng đạo ngũ sắc quan mang bắn ra nguyên thần không đủ trực tiếp mấy khỏa nguyên thần đang dược nhét vào trong miệng linh nô ăn phải trái lỗ vốn không dám đón đỡ chỉ có thể tốc độ cao né tránh sau lưng tránh ve tốc độ cao run rẩy nhường tay môn hạo căn bản không nhìn thấy thân hình của đối phương ầm thần lực súng lục kỹ năng chủ động bạo lực xoay tròn thời gian làm lạnh đến xoay tròn đạn thẳng đến đang đang tránh né luân hồi chi nhãn linh nô nhưng vào lúc này Tay môn hạo bên hông Medusa lần nữa mở hai mắt ra, đối Linh Nô bắn ra hai đạo bạc hào quang màu xám. Linh Nô chỉ cảm thấy thân thể trở nên cứng ngắc, mặc dù tránh thoát ngũ sắc quang mang, nhưng cũng cho xoay tròn đạn cơ hội. Phốc phốc, đạn đánh vào Linh Nô cái trán. Bành, đạn nổ tung, Linh Nô cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng bởi vì có linh thần áo giáp bảo hộ, cũng không có sốc lên đỉnh đầu. A, à, đi chết. Linh Nô hai tay vung lên, hai cái tế kiếm bỗng nhiên bay ra như là hai đạo hai đạo điện quan kéo tới tây môn hạo cổ tay rung lên một mặt tấm chắn ngăn tại trước người ken ken không gì làm không được đế vương đồ cuối cùng bị đâm xuyên bất quá tại tế kiếm xuyên qua về sau liền trong nháy mắt khép lại phúc phúc hai cái tế kiếm theo tây môn hạo lồng ngực xuyên qua trực tiếp xỏ xuyên qua sau đó hư không tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến linh nô trong tay Linh Nô tại phát động một kích này về sau, liền một khỏa thần đang nhét vào trong miệng, trên thân sáng lên nhàn nhạt vần sáng, bắt đầu khôi phục thương thế. Tây môn hạo đồng dạng một khỏa thần đang nhét vào trong miệng, chữa trị ngực thương thế. Mặc dù không có thương tới đầu, nhưng vẫn là rất đau, thậm chí còn có thần lực tan biến cảm giác. Ngươi vậy mà đã thương ta, thật không thể tưởng tượng nổi, một cái thần vương kỳ tạm thời đột phá thần hoàng, vậy mà đã thương ta nửa bước thần đế linh nô nhịn không được phát ra một hồi cảm khái cái này tây môn hạo thật đúng là yêu nghiệt a à. trách không được dám bắt chẹp linh thần bệ hạ ha ha ngươi mới nửa bước thần đế hạo gia vẫn muốn khiêu chiến thần đế còn không có cơ hội bất quá ngươi này cái gì nửa bước thần đế cũng không tệ tây môn hạo bẻ bẻ cổ hoạt động một chút thân thể ken trong tay tấm trắng biến thành yển nguyệt đao một đầu hồng long từ bên trong xông ra sau đó bàn đi lên hạo gia quyết định bổ ngươi nha cùng long trảm tây môn hạo không chờ miệng vết thương của mình khôi phục dùng sức vung lên đế vương đồ một đầu lớn long bay ra ngoài hừ dõng dạc linh nô sau lưng cánh ve bỗng nhiên biến lớn sau đó dụng lực vung lên người như đạn pháo một dạng bay ra ngoài sau đó thân thể quét ngang hai tay khép lại hai cái tế kiếm khép lại ở cùng nhau thẳng đến cái kia bay tới hồng long vù linh nô vậy mà trực tiếp theo miệng rồng bên trong chui vào nắm hồng long một chút xông vỡ. Có thể là hắn cũng không nhìn thấy, Tây Môn Hạo đã tế ra truy mệnh, biến thành hơn 30 nắm, sau đó biến thành một thanh cự kiếm, theo trước ngực bay ra ngoài. Không chỉ như thế, tại cự kiếm bay ra ngoài về sau, hai cái thần hoàng kỳ hồng giáp thần binh cũng ngăn tại trước người. Công, tế kiếm cùng cự kiếm chạm vào nhau, nhưng hỏng mất huyết long trong nháy mắt sụp đổ. Xoạt xoạt, hai cái hồng giáp thần binh tan biến ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Linh Nô bên người phân tả hữu bắt lấy đối phương cánh tay Tây Môn Hạo giấu vết mị ảnh dày đệm toàn lực phát động dùng không kém gì Linh Nô tốc độ xông tới trong tay Yển Nguyệt Đao cũng trong nháy mắt biến lớn ngang theo một tiếng long ngâm Yển Nguyệt Đao mang theo một hồi huyết mang bổ xuống chính là Linh Nô đầu cong một kích này Tây Môn Hạo đã dùng hết toàn lực bởi vì hắn biết linh thần áo giáp chỉ có bạo lực mới có thể phá vỡ nhất kích qua đi thuận thế luân hồi chi nhãn lại là nhất kích, thẳng đến đối phương cái tráng. Tạch tạch tạch, linh thần áo giáp bắt đầu xuất hiện vết rách, mà linh nô cũng bị này một đao đánh cho thần cách đều đang run rẩy. Phốt, ngũ sắc quan mang đánh vào còn không có chữa trị tốt trên trán, trực tiếp xỏ xuyên qua, đem thần cách cũng đánh ra ngoài. Soạt, linh thần áo giáp cuối cùng nát. Chết đi, tây môn hạo luân hồi chi nhãn lần nữa vừa mở, lại là một đạo ngũ sắc quan mang bắn ra ngoài, một kích này nếu là trúng, linh thần thủ hạ trung thành nhất nô tài liền triệt để phế đi. Một kích này về sau, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đầu một hồi choáng váng, cuốn họng ngòn ngọt, ngọt, một nguồn máu tươi phun tới. Ngay tại hắn nhìn xem ngũ sắc quan mang đuổi theo thần cách mà đi thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, vất tay đem đế vương đồ biến thành phi hành thuyền, không chút do dự lái phi hành thuyền liền luôn luôn lúc lộ phi đi. Soạt! Linh nô thần cách đột nhiên biến mất, ngũ sắc quan mang đánh hụt, một tên kim bào uy nghiêm nam tử xuất hiện trên không trung, chính là linh thần quốc hoàng đế, linh thần. Tại thời khắc mấu chốt, linh thần xuất thủ cứu linh nô. Hừ, tính tiểu tử ngươi chạy nhanh. Linh thần nhìn xem đã biến mất tung tích tây môn hạo, lạnh nghiêm mặt, mang theo một tia tích tụ. Kỳ thật dựa theo tốc độ của hắn là rất có khả năng đuổi kịp tây môn hạo, sau đó giết chết. Có thể là, nơi này là phiền thần quốc, mình xuất hiện đã sớm gây nên sự chú ý của người khác càng không khả năng ra tay giết người, bằng không thì ngay từ đầu hắn liền ra tay rồi. Bất quá, đối với Tây Môn Hạo thực lực hắn xem như có toàn hiểu biết mới. Linh Nô thực lực hắn hiểu rõ, Tây Môn Hạo vậy mà kém chút nắm chính mình phái tới ba người đều giết. Nếu như muốn là đối mặt mình toàn thịnh Tây Môn Hạo, đoán chừng muốn giết chết không dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như nếu là hắn biết Tây Môn Hạo hợp thể thời gian có hạn chế, kết thúc thuộc tính giảm phân nữa, hắn nhất định sẽ không chút do dự ra tay có thể là hắn không biết, đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là hai vị nếu tới liền ra đi. Linh thần bỗng nhiên đối trên không nói một câu. Ha ha ha, linh thần, làm sao? Linh thần quốc không ai giết ngươi những thuộc hạ này sao? Vậy mà nhường Tây môn Hạo cái kia yêu nghiệt đến giúp đỡ. Thú thần xuất hiện trên không trung, mặc dù đang cười, nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác. Hừ, linh thần, thật biết chơi a. À cũng dám ám sát chúng ta phiền thần quốc vương gia hình nguyệt cũng hiện ra thân hình vẻ mặt cực kỳ khó coi nàng không là tức giận linh thần phái người tới bởi vì tất cả những thứ này đều là âm mưu của nàng nàng tức giận là nguyệt hân nàng có thể cảm giác được nguyệt hân lúc này nguyên thần hết sức suy yếu nếu quả như thật chết rồi nàng không biết là nên khóc hay nên cười đây quả thực là dời lên tảng đá nện chính mình chân a làm sao liền các ngươi hai cái tới mặt khác lão già nhóm không có tới. Linh thần không nhìn thẳng hai người chất vấn, hắn dám theo linh thần quốc tới, liền không sợ đối phương chất vấn. Hừ, linh thần, ngươi cũng quá đề cao chính mình đi. Nói đi, vì cái gì chạy tới nơi này, còn ám sát bổn quốc phương gia. Hình nguyệt đại nương này nhóm cũng đủ có thể, rõ ràng là nàng nắm đối phương dẫn tới, bây giờ lại trái lại chất vấn, nàng đây cũng là một hòn đá ném hai chim. Đã thương Tây Môn Hạo, áp chế nhuệ khí của đối phương, còn có thể bắt lấy linh thần nhược điểm. Chỉ tiếc, duy nhất tỳ vết liền là phân thân của mình kém chút bị làm chết. Liền là A linh thần. Người hôm nay ám sát không chỉ có là một cái vương gia, không chừng về sau vẫn là một nước hoàng đế nha. Thú thần gia hỏa này, rõ ràng là tại mang tiết tấu A. Linh thần nhìn xem chất vấn chính mình hinh nguyệt, sau đó nhìn thoáng qua mang tiết tấu thú thần, bỗng nhiên cười. Ha ha ha, chết cười lão tử. Một cái hinh nguyệt đại đế, một cái thú thần đại đế, Vậy mà nhường một cái nho nhỏ thần vương biến thành thế chân vạc, lão tử là thật không biết nên khen tháng cái kia Tây Môn Hạo quá mạnh, hay là nên khinh bỉ các ngươi hai cái quá yếu. Hình Nguyệt cùng thú thần bị nói móc mặt đồng thời kéo xuống. Hừ, cái gì tạo thế chân vạc? Hắn là bổn quốc vương gia, Tây Bắc vương. Hình Nguyệt dĩ nhiên sẽ không thừa nhận tạo thế chân vạc, dù cho Tây Môn Hạo đã nói rõ tâm tư. Hứ, Tây Bắc vương, Tây Bắc hoàng thích hợp nhất a. À? Hình Nguyệt đừng cho là ta không biết ngươi là khống chế không nổi tây môn hạo có chút bất đắc dĩ thú thần hiện tại cùng hinh nguyệt có thể nói là không đội trời chung nếu không phải linh thần chạy tới bọn hắn căn bản sẽ không đơn độc gặp nhau thú thần ngươi luôn là đâm lão nương tâm là nhường linh thần chế dẻo sao hinh nguyệt ảo não trừng mắt thú thần cái này khắp não toàn cơ nhục gia hỏa lúc này liền không thể nhất trí đối ngoại ồ a à, đúng a à, linh thần nói đi Việc này làm thế nào chứ? Ngươi đây chính là vượt giới A. Nếu không như vậy đi, móc cái vạn 8 ngàn ức thần thạch được rồi. Thú thần công phu sư tử ngoạm, rõ ràng liền là tại ác tâm linh thần. Linh thần căn bản cũng không chim muôn thần, mà là nhìn về phía hình nguyệt. Hình nguyệt, Tây môn hạo đối ta làm sự tình ngươi biết không? Hiện tại ta kia đáng thương đệ đệ còn si ngốc ngây ngốc, trách nhiệm này người nào chịu? Cái gì? Sự tình gì? Hắn đối đệ đệ ngươi làm cái gì? Hình Nguyệt nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đúng A à, Linh Thần, Tây Môn Hạo cái kia người chuyên gây họa làm sao chọc tới ngươi rồi. Cho ngươi dẫn người tới đuổi giết hắn. Thú thần một mực hết sức buồn bực. Linh Thần phí khí lực lớn như vậy dẫn người tới này bên trong. Đến cùng là vì cái gì? Hắn. Linh Thần bỗng nhiên nghẹn lời. Không biết trả lời như thế nào. Chuyện này nói ra quá mức mất mặt. Nhất là bị hai người này sau khi biết. Nhất định sẽ nói đi ra. Mà liền tại hắn không biết trả lời như thế nào thời điểm bỗng nhiên sững sờ, sau đó lấy ra một mặt lập lòe hào quang lệnh bài. Đây là bọn hắn hoàng thất lệnh bài, chỉ có thành viên hoàng thất mới có, dĩ nhiên, còn có một cái đáng đâm ngàn đao tây môn hạo. Một sợi thần lực đánh vào, lệnh bài bên trong vang lên một cái hư nhược thanh âm. Khụ khụ khụ, linh thần, ngươi đại gia, ngươi dám trả thù hạo gia, ngươi cho hạo gia chờ lấy. Ngươi bị hạo gia gõ hai nghìn ức thần thạch sự tình, sẽ truyền khắp chỉnh cái thần vực đại lục. Soạt, quan mang tan biến linh thần ngây ngẩn cả người thú thần ngây ngẩn cả người hình nguyệt thì là cười trên nỗi đau của người khác nụ cười ta à, mẹ nó ngưu bức a tây môn hạo cũng dám gõ linh thần quy linh thần đến cùng chuyện ra sao nói một chút chứ thú thần hai cái giày nặng trong tay dùng sức chà xác một bộ bát quái dáng vẻ ha ha trách không được linh thần khí chạy đến địa bàn của ta tới giết người nguyên lai là bị tây môn hạo tiểu tử kia cho lường gạt Ha ha ha. Hình nguyệt cuối cùng có thể quan minh chính đại dễu cật linh thần. Trước mặt kệ Tây Môn Hạo hành động uy hiếp đến bọn hắn, vẻn vẹn dọa dẫm linh thần sự tình truyền khắp thần vực, liền sẽ để linh thần mất hết thể diện. Linh thần tức đến run rẩy cả người, hắn nghĩ không ra cái kia Tây Môn Hạo đều bại lộ còn dám như thế trắng trợn uy hiếp chính mình, đơn giản không biết chết, chữ viết như thế nào. Bành, truyền âm lệnh bài bị hắn bóp chặt lấy, sau đó trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ hắn thật sự là không mặt mũi ở lại hình nguyệt đừng nói lão tử không chân chính là hắn tây môn hạo khinh người quá đáng chờ lấy chúng ta linh thần quốc đại quân áp cảnh đi ừm hình nguyệt mày liễu nhíu một cái rõ ràng phiền thần quốc nội ưu tần tần tại tới điểm ngoại hoạn vậy coi như thật lộn xộn đến hình nguyệt ngươi nói chúng ta là trước cướp bên ngoài vẫn là trước an bên trong thú thần cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này dù sao linh thần quốc thật muốn tiến công bọn hắn thú tộc cũng rất khó không đếm xỉa đến. hừ, yên tâm, hắn không dám tùy tiện khơi mào hai nước cuộc chiến, sẽ có người ngăn cản hắn. thú thần, một năm sau, trẫm sẽ đối với các ngươi thú tộc phát động phản công, hy vọng ngươi chuẩn bị xong. hình nguyệt nói xong, liền biến mất ở tại chỗ. bất quá, tại tan biến thời điểm, rơi vào phía dưới trong núi lớn nguyệt hân thần thi cũng đã biến mất. một năm, hừ, ngươi nói một năm liền một năm chậm trong vòng nửa năm trước tiếng đánh ngươi. Thú thần sớm liền chuẩn bị tốt tiếp tục tiến công, trong vòng nửa năm hắn khẳng định sẽ phát động công kích. Khụ khụ khụ, linh thần, ngươi đặc biệt bất nhân, cũng đừng trách hạo gia bất nghĩa. Tây môn hạo nửa nằm tại phi hành trên thuyền, trên thân hào quang chấp động, còn khôi phục thương thế. Trong tay lệnh bài đã nát, đang cùng linh thần thông xong lời sau liền bóp nát. Hắn kỳ thật căn bản cũng không rõ ràng cái kia một đạo mạnh mẽ khí tức có phải hay không linh thần, chỉ biết là lúc ấy nếu như nếu không chạy, liền thật chạy không được. Đến mức khinh nguyệt cùng thú thần sự tình, hắn càng không rõ ràng. Cách mình hành cung còn có hai ngày lộ trình, cũng chính là mình rời đi ba thành giao giới không hai ngày nữa, liền bị Linh Nô dẫn người cho vây quanh. Lấy ra một mặt lệnh bài, tiếp thông cơ vô bệnh. Tiểu cơ, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi bắt cốc Linh Anh Tuấn, bắt chẹt Linh thần sự tình sao? Nhớ kỹ A lão đại, thế nào? Nắm tin tức tràn ra đi, thực tên chế liền nói hạo gia làm một chữ không kéo tràn ra đi dùng tốt nhất thuyết thư hình thức cho ta truyền thắp chỉnh cái thần vực tây môn hạo nghiến răng nghiến lợi không vì mình cũng phải vì tiểu nguyệt nguyệt a à, lão đại thực tên cái kia linh thần còn không tìm ngươi phiền phức a à. cơ vô bệnh đơn giản không thể tin vào tai của mình mẹ nó bọn hắn đã tìm hạo gia phiền toái tiểu nguyệt nguyệt đến bây giờ sinh tử chưa biết đâu cho ta truyền đi càng tà dị càng tốt lập tức ta hai ngày nữa liền trở về tây môn hảo lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy nhất là tiểu nguyệt nguyệt bị đánh thành trọng thương còn có cái kia từ bỏ linh nô thần cách khiến cho hắn cái này có thù tất báo gia hỏa không có chút nào có thể nhịn a à, bị linh thần tìm phiền toái ai quán ta à sớm biết ngài trước khi đi coi cho ngươi một quẻ ngài không có sao chứ cơ vô bệnh ân cần hỏi han ta không sao thụ thương không nặng Chẳng qua là Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn treo, chỉ sợ phải dùng Hạo gia một kiện đại bảo bối. Tây Môn Hạo nhớ tới chính mình giọt kia tiên lộ, chỉ sợ phải dùng tại Tiểu Nguyệt Nguyệt trên thân. Hô, ngài không có việc gì liền tốt, có muốn hay không ta phái người đi đón ngài. Cơ vô bệnh túng dục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Tây Môn Hạo không có việc gì, người nào chết hắn cũng không đáng kể. Không cần, nhanh đi làm đi, vừa vặn cho Hạo gia dương danh một chút, ta đi xem một chút Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tây môn hạo dập máy thông tin, sau đó cẩn thận lấy ra Nguyệt Hân thần cách. Thần cách khí tức rất yếu, thậm chí nhìn kỹ một mặt còn có một cái hố nhỏ, tại hố nhỏ chung quanh còn có một số vết rạn, chính là bị linh nô đâm. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Tiểu Nguyệt Nguyệt, có thể nghe được sao? Tỉnh, Tây môn hạo hô hoáng, một sợi nguyên thần chi lực thâu nhập đi vào, có thế là căn bản vô hiệu, nguyên thần vẫn còn đang hôn mê. Ai? Xem ra hạo gia tiên mở xương là thật dữ không được nha. Xoạt. Hắn cuối cùng được như nguyện đem nguyệt hân mang vào cửu tầng thời gian tháp, trực tiếp đi tầng thứ sáu. Cửu tầng thời gian tháp, tầng thứ sáu. Tây môn hạo một tay nâng một khối màu xám thần cách, một tay cầm một cái bình ngọc nhỏ, bên trong có một giọt tiên mở sương. Tiểu nương bì, đây chính là hạo gia cứu mạng đại bảo bối, hạo gia nhất định phải làm cho ngươi lấy thân báo đáp. Đinh. Một giọt màu xanh biết tiên mở sương nhỏ ở thần cách trên vết thương. Ông. Một hồi đạm hào quang màu xanh lục đem thần cách bao vây lại, bắt đầu tốc độ cao chữa trị. Chỉ thấy cái kia vết thương càng ngày càng nhỏ, phía trên vết rách tốc độ cao chữa trị dâng lên. Tây Môn Hạo đem thần cách buông ra, thần cách lơ lửng giữa không trung, lặng lặng bất động, chỉ có nhàn nhạt màu xanh lá hào quang đang lóe lên. Bởi vì đi quá mau, không có thu hồi nguyệt hân thần thể, cứ như vậy coi như là tái tạo thân thể, cũng sẽ thực lực đại giảm, cái này khiến hắn rất là ảo não cũng không biết qua bao lâu, tây môn hạo vết thương trên người đều tốt, nửa thuộc tính di chứng cũng đã biến mất, rõ ràng bên ngoài đã qua một ngày. chậm rãi mở to mắt, chợt phát hiện trước mắt một cái màu xanh lá hình người trùng sáng. mẹ nó, nhanh như vậy, này tiên mở sương thật ra sức a. À. tây môn hạo nhìn xem màu xanh lá hào quang bên trong một bóng người, mơ hồ có khả năng thấy là một tên không mảnh vải che thân nữ tử bàn ngồi ở bên trong, còn có mái tóc dài màu xám, chỉ bất quá tướng mạo có chút khác biệt nhưng xem không rõ ràng lắm ngay tại hắn nghĩ phải cẩn thận xem xét một phen thời điểm bỗng nhiên những cái kia màu xanh lá hào quang toàn bộ chui vào Nguyệt Hân trong cơ thể lộ ra một tên mái tóc dài màu xám khiết bạch vô hà lưu thể nữ tử chính là ta dời à Tây môn Hạo đợi thấy rõ Nguyệt Hân tướng mạo về sau dọa đến trực tiếp chạy tới thông hướng tầng thứ năm đầu bậc thang trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi Hinh Nguyệt Hinh Nguyệt Đại Đế mái tóc màu xám Hinh Nguyệt Đại Đế không mảnh vải che thân hình nguyệt đại đế. Ai, liền biết tái tạo thân thể về sau sẽ lộ tẩy. Nguyệt hân, hoặc là nói là hình nguyệt phân thân thở dài, sau đó chậm rãi mở mắt, trong con ngươi lóe lên một đạo hào quang màu xám. Rầm, tây môn hạo nuốt ngụm nước bọt, có thể thấy không mặc quần áo hình nguyệt đại đế, đoán chừng ngoại trừ hình nguyệt cha mẹ, chính là mình. Nguyệt Hân thấy Tây Môn Hạo ánh mắt không đúng, cúi đầu xem xét, dọa đến hét lên một tiếng, vội vàng dùng thần lực bao bọc thân thể, sau đó trong lòng khẽ động, mong muốn thu hồi chính mình thất lạc ở thần thể bên trên không gian bảo vật, bên trong còn có không ít quần áo. Có thể là đây là đâu? Vì cái gì ta cảm giác không thấy không gian của ta bảo vật. Nguyệt Hân lúc này không có biến hóa tướng mạo, không có thay đổi thanh âm, đơn giản cùng hình nguyệt giống như đúc. Cái này, này là ta, đúng a? À. Hoa ca ca, đây là hạo gia địa bàn, sợ ngươi làm cái gì? Tiểu nương bì, nói, ngươi có phải hay không hinh nguyệt cái kia đại nương nhóm phân thân? Hinh nguyệt, nguyệt hân, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Tây môn hạo cuối cùng phản ứng lại, chủ yếu là hinh nguyệt cái kia đại nương nhóm quá dọa người. Có thể là làm nhớ tới nơi này là chính mình cửu tầng thời gian tháp, vậy còn sợ cái lông gà a à. Quan tâm nàng là nguyệt hân vẫn là hinh nguyệt, đều là mình nói tính. Nguyệt Hân theo ngắn mũi kinh hoảng bên trong bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện tốc độ thời gian trôi qua nhanh chóng, không khỏi khuôn mặt khẽ biến. Sau đó nhìn một mặt đắc ý thậm chí có thể nói là tử nhạc tử nhạc Tây Môn Hạo, không khỏi có chút nhỏ thấp thỏm. Không sai, ta là hình nguyệt đại đế phân thân, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện đi. Nói xong, xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, nhắm mắt lại. Nàng là Giang Tế, là Tây Môn Hạo bên người ẩn giấu sâu nhất gián điệp, nếu không phải tái tạo thân thể, căn bản liền sẽ không bại lộ. Giết ngươi, ha ha, ngươi cũng đã biết vì cứu ngươi, hạo gia hao tốn cái gì đại giới sao? Mà lại ngươi có phát hiện hay không? Ngươi tái tạo thân thể về sau, thực lực chẳng những không có giảm xuống, thậm chí còn tăng cường sao? Tây môn hạo vừa nói, vừa đi về phía Nguyệt Hân, còn hết sức tử nhạc tử nhạc liếm môi một cái. Nguyệt Hân khuôn mặt nhỏ lần nữa nhất biến, lúc này mới phát hiện chính mình không chỉ thực lực không có yếu bớt, thậm chí tu vi còn tăng lên một điểm. Ngươi, ngươi dùng cái gì bảo vật? Hắc hắc, hạo gia dùng bảo vật, thần vật phần độc nhất này bảo vật trân quý cho ngươi dùng tiểu nguyệt nguyệt a không nữ đế phân thân chà chà khoan hãy nói ngươi dạng này so trước kia dáng vẻ càng hăng nhiều nữ đế a tây môn hạo nói xong trong lòng hơi động nguyệt hân trên người hỗn độn chi khí bỗng nhiên sụp đổ hoàng mỹ hiện ra tại tây môn hạo trước mắt a khen nguyệt hân trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai cái nguyệt nha nhận đây cũng là nàng duy nhất còn lại bản mệnh bảo vật sau đó Nguyệt Nha nhận cản trước người, có chút khủng hoảng nhìn xem Tây Môn Hạo, ngươi, ngươi không được qua đây, không muốn, hắc hắc, không muốn loại nào a? À? Tây Môn Hạo nói xong, trong lòng lần nữa khẽ động, Nguyệt Hân cả người không bị khống chế hiện lên hình chữ đại kề sát ở trên vách tường, không thể nhúc nhích. Tây Môn Hạo, không muốn, ngươi không thể dạng này, bản tôn sẽ cảm ứng được. Nguyệt Hân lớn tiếng kêu gào, cầu khẩn, uy hiếp, cảm ứng tây môn hạo nhìn thoáng qua chung quanh sau đó cười nói yên tâm tại đây bên trong ai cũng không cảm ứng được nói đi có phải hay không hinh nguyệt cái kia đại nương nhóm biết hạo gia hết thảy nói xong hắn chậm rãi dựa vào đi lên sau đó xem xét cẩn thận vài lần cũng không có động thủ bởi vì đối phương trong lòng của hắn vẫn là tiểu nguyệt nguyệt đương nhiên chủ yếu nhất là sợ hinh nguyệt sau khi biết sẽ lên cửa phế đi chính mình ta ta không thể nói Nguyệt Hân cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt lại có chút phức tạp. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi không nên ép ta, hạo gia thủ đoạn ngươi có thể là biết đến. Tây môn hạo vương hai đầu ngón tay, tốc độ cao động đến mấy lần. Nguyệt Hân ngẩng đầu nhìn liếc mắt, đột nhiên một cái lạnh rung, vội vàng cúi đầu. Tây môn hạo, ngươi thật đừng làm loạn, bản tôn biết sẽ giết ngươi. Tây môn hạo động tác một chầu, bỗng nhiên ngồi xuống thân thể, từ dưới đi lên nhìn về phía Nguyệt Hân mặt ngươi vậy mà tại quan tâm hạo gia chẳng lẽ không có ngươi không nên hiểu lầm ta sẽ không đối ngươi tâm động nguyệt hân không đợi tây môn hạo nói hết lời liền dùng sức lắc đầu uy ta cũng không có nói ngươi yêu ta a à. tây môn hạo xấu xa cười một tiếng sau đó lấy ra một cái áo bào trắng nhét vào nguyệt hân trên thân đồng thời nhường đối phương có thể chuyển động kỳ thật ngươi không nói ta cũng rõ ràng ta hết thảy hình nguyệt cái kia đại nương nhóm khẳng định đều biết cách không được tiểu cơ luôn là hoài nghi ngươi nguyên lai ngươi lại là hinh nguyệt phân thân hỗn độn thuộc tính a cái kia đại nương nhóm là thật bỏ hết cả tiền vốn a nguyệt hân vội vàng mặc lên áo bào trắng lại nghe đến một cổ nhàn nhạc, nhạc nam nhân vị ngươi xuyên qua từng xuyên qua quên rửa đem liền xuyên đi tây môn hạo khoát tay áo sau đó khoanh chân ngồi xuống nguyệt hân dĩ nhiên sẽ không thoát theo vách tường ngồi xuống sau đó hai tay ôm đầu gối con mắt không dám nhìn tây môn hạo nơi này là tây môn hạo thế giới nàng bản tôn liền có loại bảo vật này cho nên nàng biết ý vị như thế nào bất quá lúc nghe nơi này có thể ngăn cách bản tôn tâm linh tương thông thời điểm chẳng biết tại sao vậy mà cảm giác rất nhẹ nhàng đúng vậy liền là dễ dàng có thể nghĩ chính mình suy nghĩ không sợ bản tôn biết thời gian tháp bên trong hết sức an tĩnh tây môn hạo loay hoay thần lực súng lục trước người để đó hai cái thần cách chính là một nam một nữ kia, linh thần quốc hai cái thần hoàng kỳ. Nguyệt Hân ngồi tại bên tường không nhúc nhích, thời điểm con mắt thỉnh thoảng ngắm liếc mắt Tây Môn Hạo. Nàng vì cái gì không giết ta? Tây Môn Hạo nhắm lại một con mắt, nhắm chuẩn một viên thần cách, thủ đoạn vừa nhất, làm cái nổ súng động tác. A, à, cái gì? Người nào? Nguyệt Hân rõ ràng đang thất thần, bởi vì lúc này nội tâm của nàng vô cùng phức tạp. Tính mạng của nàng là hinh nguyệt cho, có thể là nàng cũng có ý nghĩ của mình mà lần này sinh mệnh là Tây môn Hạo cho nếu như không phải Tây môn Hạo nàng không chết cũng thực lực đại giảm tuy nói chính mình thụ thương là vì Tây môn Hạo nhưng là sự tình này vốn chính là chính mình bản tôn mượn đao giết người chỉ bất quá không nghĩ tới Tây môn Hạo lần này không chút dẫn người Tây thôi người nói xem người bản tôn a à, nàng hẳn là rất sớm trước đó liền biết Hạo gia muốn tự lập làm vương a à, làm thập còn không sớm ra tay Tây Môn Hạo dĩ nhiên sẽ không cho là Hinh Nguyệt nắm phân thân đặt ở bên cạnh mình là vì giúp mình. Mà lại hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, theo mình bị mời đi chỗ đó di tích, chính mình liền tiến vào Hinh Nguyệt thòng lọng. Đối phương phí khí lực lớn như vậy nắm phân thân làm tại bên cạnh mình, nhất định là vì giám thị chính mình. Rõ ràng đối phương sớm liền nhìn ra giả tâm của mình, nhưng không biết tại sao không nói trước nắm chính mình ách giết từ trong trứng nước đâu. Bởi vì sư phụ của ngươi là hắn, là Tây Nha Hiệp. Nguyệt Hân cũng không có dấu giếm, tỉnh táo lại hắn, rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, mà lại nàng cũng không dám giấu giếm, nàng nghĩ thừa cơ hội này kể một ít chính mình muốn nói. Liền bởi vì cái này, Tây Môn Hạo có chút không tin. Còn có, chủ nhân bắt đầu là muốn mượn tay của ngươi đối phó thú thần, có thể là ngươi cuộc khởi quá nhanh, quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà lại, chủ nhân cũng mệt mỏi, nàng nghĩ chuyên tâm đột phá cái kia cảnh giới tối cao. Nguyệt Hân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời, ngữ khí tràn đầy cảm khái. Ý của ngươi là Hinh Nguyệt mong muốn thoái vị. Cái này khiến Tây Môn Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyệt Hân nhẹ gật đầu. Không sai, nhưng nhân tộc những năm này một mực chưa từng xuất hiện người thích hợp, mà lại thoái vị cũng không phải nói lui liền có thể lui, chủ nhân thoái vị, hoàng thất có một đám người muốn lên vị, cho nên chủ nhân đây cũng là đang khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi thật có thể lần này đại loạn bên trong đánh xuống một mảnh bầu trời, cho ngươi làm hoàng đế thì thế nào? Đây là nàng nói cho ngươi. Không phải, ta cảm giác, ta có thể cảm giác được chủ nhân mỏi mệt. Mặc dù nàng yêu thích quyền lợi, nhưng đó là trước kia, hiện tại nàng chỉ muốn đột phá cái kia đạo cảm, sau đó đi sáng tạo thế giới của mình. Sáng thế thần. Tây Môn Hạo thản nhiên nói. Nguyệt Hân kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Hạo. Ha ha, đừng quên sư phụ ta là ai. Tây môn Hạo nắm cái kia xả đảng hiệp dời ra tới. Được a, à, đúng vậy, cái này là chủ nhân không có động thủ nguyên nhân. Nàng nghĩ chuyên tâm tìm kiếm cơ hội đột phá, cho nên muốn tìm một cái có khả năng giữ được nhân tộc địa vị hoàng đế. Dĩ nhiên, nếu như ngươi lần này đại chiến bên trong thua, cái kia kết quả của ngươi chỉ có một cái, chắc hẳn ngươi cũng biết là kết cục gì. Nguyệt Hân cơ hồ đem hình Nguyệt Tâm tư nói không giữ lại chút nào ra tới, cảm giác kia thoải mái cực kỳ cuối cùng đã không còn loại kia nói cái gì đều sợ bị bản tôn biết đến cảm giác. Tây môn hạo dùng thần lực súng lục trà sát cái cầm, con mắt nhìn trừng trừng lấy nguyệt hân, nghĩ nhìn một chút đối phương nói thật hay giả. Phanh phanh phanh, ba phát, một viên thần vương kỳ thần cách hào quang lóe lên, vang lên một hồi thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, tuôn ra thần cấp hồng bao một cái, thỉnh trong vòng một phút điểm lấy, một phút đồng hồ sau hồng bao tan biến ngươi tạm thời không thể đi ra ngoài, hoặc là nói ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không đi ra đi, trừ phi ta có nắm bắt đánh bại hình nguyệt sau. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát động rút thưởng luân bàn. Thỉnh tại 5 giây bên trong clip mở bắt đầu. Túc túc túc, chúc mừng ký chủ. Rút trúng cửu tầng thời gian tháp tầng thứ bảy chìa khóa mảnh vỡ một khối. Đã tồn vào không gian giới chỉ. Ngươi không thể dạng này. Nguyệt Hân đứng dậy kích động nhìn Tây Môn Hạo. Tây Môn Hạo trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ, đưa tay ôm Nguyệt Hân bờ eo thon, ôm chặt lấy, mặt cơ hồ kề sát ở trên mặt của đối phương. Ta không thể loại nào. Nơi này là địa bàn của ta, mệnh của ngươi cũng là ta cứu, ngươi bây giờ thuộc về ta. Địa bàn của ta ta làm chủ. Hiểu. Nói xong, miệng xẹp tới. Nguyệt Hân mong muốn né tránh, nhưng chợt phát hiện thân thể không có thể động, chỉ có thể mặc cho cái kia không biết xấu hổ hôn vào trên môi của mình. Không chỉ như thế, đối phương còn càng thêm quá mức dâng lên, dở trò, tuyệt không khách khí. Tiểu Nguyệt Nguyệt, coi như hạo gia thích ngươi, nhưng cũng không thể để ngươi cái này nằm vùng rời đi khống chế của ta, hạo gia cái gì tính tình, những năm này ngươi hẳn là hiểu rõ rất rõ ràng. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt tu luyện đi, ta sẽ thỉnh thoảng tiến đến theo ngươi. Tây môn hạo tha bị chính mình khiến cho toàn thân như nhũng ra Nguyệt Hân, sau đó đưa tay khẽ hấp, đem một cái khác miếng thần cách hút tới ở trong tay. Ta muốn bắt hồi trở lại không gian của ta bảo vật, nhất định phải ra ngoài, bằng không thì không có phụ trợ đang dược tu luyện. Nguyệt Hân cố nén loại kia rung động, sợ mình khống chế không nổi chủ động ôm lấy gấp Tây Môn Hạo. Yên tâm, đang dược, thần tinh, hạo gia có rất nhiều. Tây Môn Hạo nói xong, vậy cái kia miếng thần cách ném. Phanh phanh phanh, lại là ba phát. Đinh, chúc mừng ký chủ, tuôn ra thần cấp hồng bao một cái. Thỉnh trong vòng một phút điểm lấy, một phút đồng hồ sau hồng bao tan biến ha ha ngươi nghe cỡ nào mỹ diệu thanh âm a tây môn hạo chìm đắm trong cái kia êm tai hệ thống nhắc nhở âm bên trong đây là hắn thích nghe nhất thanh âm sao hoa tiên tử tiếng đàn còn mỹ diệu nguyệt hân nhìn xem say mê tây môn hạo nhìn xem bàn tay của đối phương đặt ở cái kia bị giết chết thần cách bên trên đối phương biểu lộ phát sinh biến hóa rất lớn là kinh hỉ cái này khiến nàng hết sức nghi hoặc đã nghi ngờ nhiều năm đinh Chúc mừng ký chủ, phát động tiên giới hồng bao quảng trường. Ký chủ đem cùng một đám thần tiên cướp đoạt chúng tiên vung xuống hồng bao. 5 giây chuẩn bị bắt đầu, 5, 4. Hệ thống, Thái Thượng Lão Quân phát một cái hồng bao. Hệ thống, Đinh, chúc mừng ký chủ, cướp được Nguyệt Lão Hồng Bao, thu hoạch được dây đỏ một cây. Đinh, chúc mừng ký chủ, cướp được không ký danh Hồng Bao, mở ra sau sẽ có không tưởng tượng nổi bảo vật, hoặc là không chiếm được bất cứ thứ gì. Hệ thống, này hồng bao đã bị hao thiên quyển mở ra. Hệ thống, ngươi hồng bao bị hao thiên quyển cướp đi, mất đi cỡ lớn thần thạch một khối. Hao thiên quyển lười nhát nhắn lại. Đinh, chúc mừng ký chủ. Hàng Nga tiên tử hồng bao, thu hoạch được nguyệt lượng thạch một khối. Hệ thống, này hồng bao đã bị. Hệ thống, lần này hồng bao quảng trường kết thúc, lần này vận khí vương hao thiên quyển, hồng bao số lượng, 5. Nguyệt lão dây đỏ, đem dây đỏ cột vào khắc phái trên tay, có thể đạt được đối phương cảm mến. Nguyệt lượng thạch, một khối sinh ra từ nguyệt cung mỹ lệ tảng đá, đeo đeo ở trên người, có thế ngưng thần tĩnh khí. Không ký danh không biết hồng bao, mở ra sau khi sẽ có không tưởng tượng nổi bảo vật, cũng có thể là không có vật gì. Tây môn hạo im lặng, hết sức im lặng. Một cây dài hơn một thước dây đỏ. Một khối mấy cm lớn nhỏ, trăng lưỡi liềm hình dạng màu trắng tảng đá. Một cái giấy đỏ bao thành hồng bao, tựa như là khi còn bé cho tiền mừng tuổi bao cái chủng loại kia. Trong lòng hơi động, nguyệt lượng thạch xuất hiện trong tay. Vào tay hơi lạnh, một cổ mắt lạnh khí tức tuôn ra một bên toàn thân, khiến cho hắn tinh thần vì đó chấn động, phản phất hết thảy đều trở nên tốt đẹp như vậy. Xem trong tay nguyệt lượng thạch, sau đó liếc qua nơi hẻo lánh nguyệt hân, khóe miệng hơi hơi vĩnh lên. Lấy ra đế vương đồ, biến thành một cái nhỏ cái dùi, tại nguyệt lượng thạch một góc chui một cái lỗ nhỏ sau đó lấy ra cái kia nguyệt lão dây đỏ, theo lỗ nhỏ xuyên qua, biến thành một cái mặt dây chuyền. Quy, vừa đạt được một khối nguyệt lượng thạch, đưa ngươi đi, còn không sai, chính là thích hợp tiểu nguyệt nguyệt. Tây môn hạo tiện tay ném một cái, đem nguyệt lượng thạch ném về phía nguyệt hân. Nguyệt hân đưa tay tiếp được, bỗng cảm giác một hồi sản khoái tinh thần, hết thảy không tươi đẹp tâm tình trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh. Đây là, nàng nắm nguyệt lượng thạch nhất lên, mặt trăng, đó là hạ giới đồ vật, tại thần vực thậm chí là trong di tích đều không nhìn thấy. Hắc hắc, tặng ngươi lễ vật, đến, ta đeo lên cho ngươi. Tây môn hạo đi tới, cầm qua nguyệt lượng thạch, sau đó bọc tại nguyệt hân trên cổ. Tại nguyệt lão dây đỏ bị mặc lên cái kia một sát na, nguyệt hân bỗng nhiên thân thể mềm mại rung lên, ánh mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, xuất hiện cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua nhu tình. Cám, cám ơn. Nguyệt hân ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào. A nha ta che trời a, à? thần kỳ như vậy sao? Tây Môn Hạo có chút không dám tin vào hai mắt của mình, tháng này lão dây đỏ cũng quá ngưu bức đi. Mới vừa rồi còn thề sống chết không theo Trinh Tiết Liệt nữ, dây biến hoa si tiểu muội tử a. À? Hắc hắc, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta đâu? Lấy thân báo đáp sao? Tây Môn Hạo cái này lãng hóa, có thể là lại tiện nghi không chiếm khốn kiếp chủ, một thanh liền ôm Nguyệt Hân. Nguyệt Hân cũng không có cự tuyệt thậm chí thuận thế khẽ nghiêng tựa vào tây môn hạo trong ngực tiểu nữ tử đã sớm đối vương gia hữu ý nếu như vương gia nguyện ý tiểu nữ tử thuận theo là được nói xong đưa tay kéo một cái kéo trên người món kia mang theo tây môn hạo mùi áo bào trắng tây môn hạo xem con mắt đều ngây người tháng này lão dây đỏ thật sự là ra sức a à. thuần thục đem chính mình trở về đại tự nhiên cũng không dám kia là cái gì không ký danh hồng bao trực tiếp đem cái này nữ đế phân thân cho đẩy lên sau đó hết thảy nước chảy thành sông. Ừm, một chiếc bay hướng phiền thần thành máy phi hành bên trên, Hinh Nguyệt khẽ trao mày, từ lúc ngồi bên trong thức tỉnh. Vừa rồi nàng cảm thấy một cổ dị dạng theo đáy lòng toát ra, không chỉ có là đáy lòng, thậm chí phía dưới. Đáng giận, trẫm làm sao lại tư xuân đâu. Hinh Nguyệt ảo não mắng một câu, sau đó vung tay lên, đổi một bộ trường bào. Mà bị thay đổi món kia bị nàng trực tiếp lấy cái nát bấy, bởi vì phía trên có lớn nhất khối vết bẩn. Bệ hạ, làm sao vậy? Điều khiển phi hành khí hồng phất quay đầu hỏi. Hinh Nguyệt hơi đỏ mặt, cảm giác vừa rồi tràn lan có chút mất mặt. Không có gì. Nói xong, đứng dậy tiến nhập phi hành khí một cái phòng. Gian phòng bên trong có một cái giường, nằm trên giường một bộ thần thi, cái trán còn có một cái lỗ nhỏ, chính là Nguyệt Hân thần thể. Không có khả năng a? Vì sao trẫm cảm giác không thấy nàng tồn tại đâu? Nàng còn sống a? Hinh Nguyệt đưa tay đặt ở thần thi bên trên nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng đến bỗng nhiên thân thể mềm mại của nàng đột nhiên rung lên loại kia dị dạng cảm giác lần nữa xông ra để cho nàng cái này nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm đại nương nhóm nổi lên một tia gợn sóng rất muốn tìm cái nam nhân xúc động đáng giận trẫm đây là thế nào tại sao có thể như vậy hình nguyệt không ngừng khống chế có thể là càng khống chế cái loại cảm giác này liền càng mãnh liệt tựa như là ăn mùa xuân dược vật dị dạng nếu như không phải cảm giác không thấy phân thân tồn tại, hẳn là thụ thương đánh trúng tiếng vào hôn mê, nàng sẽ tưởng rằng không phải phân thân bị Tây Môn Hạo cái kia không biết xấu hổ cho đẩy. Có thể coi là là đẩy, thời gian ngắn như vậy, coi như là sử dụng thời gian gia tốc phân thân cũng không có khả năng tái tạo thân thể. Cho nên, nàng nắm loại cảm giác này xem thành chính mình nguyên nhân, hẳn là tâm không ổn định, tư xuân. Nếu như nàng nếu là biết, hiện tại phân thân của nàng đã thật sâu yêu Tây Môn Hạo đồng thời đang bị đối phương điên cuồng phát ra, không biết có thể hay không sụp đổ. A, à, thời gian tháp tầng thứ 6, Nguyệt Hân phát ra cao vút hò hét, cái kia tiếng la chấn động đến chỉnh cái thời gian tháp đều đang rung rẩy. Bay, triệt để bay lên, đơn giản thoải mái đến trên trời, thoải mái đến án mây bên trong, thật lâu không thể xuống tới. Tây môn hạo cũng là thân thể khẽ rung lên, sau đó đứng dậy. Kỳ thật không có mấy ngày, cũng là bên ngoài nửa ngày, nơi này ba ngày thời gian. Nhìn xem dưới chân cái kia Hinh Nguyệt Đại Đế phân thân, chẳng biết tại sao, tim của hắn tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Đây đã là biến tướng chinh phục Hinh Nguyệt cái kia lớn nương môn, một đời nữ đế ai, sao có thể khiến cho hắn không tự hào. Nghĩ, nghĩ không ra như vậy mỹ diệu, Tiểu Nhật Thiên, ngươi thận thật tốt." Nguyệt Hân lười biến nằm tại mềm mại trên mặt thảm, thân thể còn đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, còn không có theo trên đám mây xuống tới. "Hắc hắc, ngươi cũng không phải chưa thấy qua." lúc này mới thế nào đến đâu đối tiểu nguyệt nguyệt ngươi là thật yêu ta sao tây môn hạo muốn thử xem cái kia nguyệt lão dây đỏ hiệu quả ừm cũng không biết vì cái gì cảm giác liền là ngươi là trừ chủ nhân bên ngoài ta đàn ông thích nhất ta cũng không biết vì cái gì ngược lại liền là ưa thích ngươi nguyệt hân nói xong đứng dậy ôm lấy tây môn hạo giời ạ à, thật cường đại dây đỏ a à. như thế đặc biệt ở đâu là giác nhân duyên a à. đơn giản liền là khống chế a à. Tây môn hạo trong lòng điên cuồng kêu gào, kém chút đẹp bong bóng nước mũi đều đi ra. Kỳ thật hắn không biết, nếu như không phải Nguyệt Hân đối với hắn ban đầu liền có như vậy một chút ý tứ, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Cũng chính là nhường Nguyệt Hân thích hắn, sau đó hai người lần nữa tăng tiến một chút tình cảm, sau đó nước chảy thành sông. Đáng tiếc, đối phương là phân thân, đệ nhất chủ người vẫn là Hinh Nguyệt, cái này theo trong lời nói mới rồi liền không khó coi ra vậy nếu là cho ngươi lựa chọn ta cùng hinh nguyệt ngươi sẽ chọn ai tây môn hạo đột nhiên hỏi nguyệt hân thân thể mềm mại rung lên buông lỏng ra tây môn hạo sau đó cúi đầu nói ra ta ta không biết chủ nhân là cho cho sinh mạng ta người ta thần ta hồn đều là theo trên người chủ nhân bốc ra có thể là ta lại không muốn hại ta thích nhất người ta hết sức xoắn suýt tiểu nhật thiên đừng để ta lựa chọn kỹ càng sao nói xong từng chuỗi nước mắt lăn xuống đây là tây môn hạo lần thứ nhất thấy nguyệt Hân thúc thiết là như thế điềm đạm đáng yêu như thế làm cho người thương tiếc đơn giản cùng cái kia hinh nguyệt đại đế đại tướng phản ai được a à, ngược lại ta thích chính là tiểu nguyệt nguyệt không phải cái kia đại nương nhóm tốt qua một thời gian ngắn ta cho ngươi thêm ra ngoài đến mức ngươi muốn làm sao cùng hinh nguyệt hồi báo tùy ngươi vậy tây môn hạo phất tay mặt vào quần áo sau đó rời đi tầng thứ sáu đi tầng thứ năm Nguyệt Hân nhìn xem thông hướng tầng thứ năm lối vào, nội tâm cực độ dãy dụa lấy. Kỳ thật liền nàng cũng cảm thấy tất cả những thứ này đều giống như giống như nằm mơ, không rõ vì sao lại yêu Tây Môn Hạo chết đi sống lại. Thời gian tháp, tầng thứ năm, Tây Môn Hạo sở dĩ rời đi, là bởi vì hắn mở ra cái kia bọc giấy hồng bao. Cầm trong tay, xúc cảm cùng trang giấy giống như đúc, thậm chí hắn hoài nghi phía trên kia màu đỏ có thể hay không phai màu. Lấy tay nhéo nhéo, bên trong là một cái vật cứng, tựa như là một cái một đồng tiền tiền xu, mẹ nó, không phải là thật một khối tiền a. Tây Môn Hạo mở ra hồng bao, sau đó ra bên ngoài thẻ đảo, đổ ra một khối rất kỳ quái tinh thể. Tinh thể thật cùng tiền xu không sai biệt lắm, nhưng màu sắc trong suốt, tựa như là một khối kim cương, nhưng tuyệt đối so với kim cương trân quý. Phía trên khắc lấy líp nha líp nhấp hoa văn, nhìn qua tựa như là một cái cỡ nhỏ trận pháp. Đinh, chúc mừng ký chủ, một đầu đâm vào chó bay luyện trong đống thu được vị diện xuyên qua thạch một khối cái gì vị diện xuyên qua thạch cái quỷ gì tây môn hạo hỏi ai ngờ hề hề trực tiếp nhảy tới trong đầu tiểu nhật thiên ngươi có muốn thử một chút hay không đây chính là ta mới nghiên chế bảo bối bất quá có thể là hàng dùng một lần sử dụng liền không có cụ thể là cái gì chờ ngươi sử dụng tự nhiên sẽ biết hề hề cũng không định làm tây môn hạo nói rõ lý do mà là làm cho đối phương tự mình đi thí nghiệm nói như vậy cái kia không ký danh hồng bao là ngươi phát tây môn hạo hỏi thông minh hề hề vỗ tay phát ra tiếng tây môn hạo khóe mắt giật một cái cũng không có đang xoắn suýt mà là hỏi được a à, dùng như thế nào bóp nát nó bóp nát đúng liền là bóp nát tây môn hạo xem trong tay xuyên toa không gian thạch hắn biết chỉ cần mình bóp vỡ liền sẽ xuyên qua ra ngoài đến mức đi đâu có lẽ liền hề hề cũng không biết Quy có muốn hay không ta tìm một chỗ sau đó cùng bọn thuộc hạ nói một chút một phần vạn trong thời gian ngắn về không được đâu ha 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 yên tâm đi này loại xuyên qua thạch bóp nát về sau nơi này thời gian liền sẽ đứng im hề hề giải thích nói cái kia đến cùng xuyên qua đến phương diện nào tây môn hạo tò mò hỏi ta nào biết được đều là ngẫu nhiên bóp đi ngươi liền hề hề không kiên nhẫn được nữa rõ ràng hết sức không chịu trách nhiệm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a à. thử một chút chẳng phải sẽ biết đi sản phẩm mới luôn là muốn bốc lên điển hiểm mà hề hề càng ngày càng không đáng tin cậy thảo bành tây môn hạo khẽ cắn răng ngón tay vừa dùng lực xuyên toa không gian thạch trong nháy mắt bị bóp nát theo một hồi hào quang lấp lánh tây môn hạo trong nháy mắt tan biến tan biến sạch sành xanh tầng thứ năm trong không gian chỉ có thần khôi mộng ép nhìn xem tan biến tây môn hạo một chút cũng không cảm giác được bản tôn khí tức. Đinh, chúc mừng ký chủ, sử dụng vị diện xuyên qua thạch thành công, đang tiến hành xuyên qua. A, à, Họa tào, vậy liền coi là tại xuyên qua không gian sao? Tây môn hạo lúc này chỉ cảm thấy mình tại bay thật nhanh, bốn phía tất cả đều là gào thét mà qua ánh sáng, liền như năm đó chính mình theo mã khí đại lục xuyên qua đến thần vẫn chiến trường một dạng. Bất quá so lần kia nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại thời gian rất dài không biết lúc nào mới có thể xuyên qua hoàn thành ha 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 tiểu nhật thiên ra sức không đây cũng không phải là vẻn vẹn tiểu không gian mà là tại tiến hành vị diện cùng vị diện ở giữa xuyên qua đây chính là lão nương chuyên môn vì ngươi cổ đảo nha hề hề thanh âm trong đầu vang lên nghe đối phương ý tứ cái này không ký danh không biết hồng bao là hề hề phát nha thật đúng là sẽ chơi ồ đúng rồi vậy mà quên cho ngươi gợi ý cần gì tranh thủ thời gian ra bên ngoài cầm Bằng không thì không gian bảo vật đi qua về sau lại nhận áp chế, vô phương sử dụng. Hề hề vội vàng nhắc nhở, bất đi qua về sau mở không ra, đối phương tại oán trách chính mình. "Thảo, ngươi không nói sớm." Tây Môn Hạo giật nảy cả mình, vội vàng nắm thần lực súng lục đem ra, nhét vào trong ngực. "Cái này, hắc hắc, ta cũng quên đi, này loại vị diện cùng vị diện xuyên qua, đối với không gian bảo vật áp chế rất lợi hại. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng hoàn thiện." giảm bớt một thoáng không gian áp chế hề hề ngượng ngùng cười cười lộ ra hết sức không chịu trách nhiệm mà lại nghe nàng ý tứ hòn đá không gian này còn không có hoàn toàn hoàn thiện hoặc là nói là cái vật thí nghiệm tây môn hạo thành chuột bạch tây môn hạo hiện tại không có thời gian phản ứng cái này không đáng tin cậy hề hề mà là tốc độ cao chọn bảo vật nhét vào trong ngực cái khác có khả năng không cầm bảo vật này không thể thiếu đến mức đế vương đồ trong thức hải của mình không bị hạn chế sau đó lại lấy ra hai bình bát phẩm thần đan, còn có một bình nguyên thần đan dược, sau đó suy nghĩ một chút, lấy ra hai khỏa ma lực bóng cùng mấy khỏa gia cường phiên bản cao bạo lựu đạn. Lại sau đó lại lấy ra một cái huyễn trận trận bàn, một mạch toàn bộ nhét vào trong ngực. Móa, tiểu nhật thiên, cái này là cho ngươi đi mở mắt một chút, ngươi làm sao làm đến cùng trên chiến trường giống như. Hề hề cái kia im lặng a à. con em ngươi ngươi còn nói, sớm biết liền tử bần đạo cùng một chỗ mang đến, lần này tốt đi. Tây môn hạo cảm giác trong ngực của mình không đủ dùng, nếu là thần khôi tại, không chỉ có thể lấy thêm ít đồ, còn có thể thêm một cái giúp đỡ. Móa, trách ta đi, ai bảo ngươi nắm thần khôi ở lại bên ngoài. Hề hề y nguyên hết sức không chịu trách nhiệm nói. Ồ móa, quên thần thạch. Tây môn hạo chợt nhớ tới thần lực súng lục cần thần thạch mới có thể công kích, không khỏi một hồi nhất cả trứng, về sau chẳng lẽ muốn từng khỏa hướng bên trong nhét. Thần lực súng lục không có việc gì, thần thạch cũng không có không phải trực tiếp lấy ra mà là bị thần lực súng lục đạn hấp thu cùng sử dụng không gian bảo vật là hai chuyện khác nhau tốt hưởng thụ vượt qua thời không cảm giác còn rất dài một khoảng cách đâu gia tốc vù a à, tây môn hạo cảm giác mình muốn biến hình phải biến đổi đến bức hư hóa mạnh mẽ thần thể cũng bắt đầu trở nên khúc uốn éo cũng không biết bao lâu trôi qua hắn chỉ cảm thấy thân thể không còn sau đó không bị khống chế bắt đầu rơi xuống không phải lực hút lớn, mà là đầu óc choáng ván, căn bản là không có cách bay lượn. Phù phù, Tây Môn Hạo tiến vào một mảnh trong hồ nước, cái kia hồ nước mặt ngoài còn nổi nồng đậm sương trắng, giống như mộng cảnh. Qua một hồi lâu, trên mặt nước lộ ra một cái đầu, chính là còn có chút choáng ván Tây Môn Hạo. Hoa nga, chúc mừng ngươi tiểu Nhật Thiên, xuyên qua đến cổ lão mà đặc thù tiên giới vị diện, thật đúng là cùng tiên giới hữu duyên a. Hề hề cái này không đáng tin cậy lại nhảy ra ngoài, nhìn không được cảm khái một chút. Mẹ nó, tiên giới, tiên nữ có thể trêu chọc sao? Tây Môn Hạo trong đầu lóe lên từng vị có danh tiếng tiên nữ, nếu như nếu là có thể gặp được cái kia không có việc gì phát phiêu lưu bình tiên nữ tỷ tỷ liền tốt, không chừng còn có thể tới một lần lãng mạn tình yêu đây. Trêu chọc ngươi muội a, à. may nhờ trước ngươi nếm qua tiên vật, trên thân mang theo một tia tiên khí, bằng không thì ngươi khẳng định sẽ bị cho rằng là ngoại tộc nhớ lấy tuyệt đối không nên tùy tiện động võ thần lực của ngươi cùng thế giới kia không giống nhau dùng một lát liền sẽ bại lộ đây chính là đặc thù đại vị mặt cùng hết thảy vị diện cũng khác nhau cường giả khắp nơi trên đất đi ngươi hẳn là rất rõ ràng chà chà kỳ thật ta cũng không nghĩ tới vậy mà cho ngươi xuyên qua đến quen thuộc tiên giới ngươi thật là may mắn hề hề lại một lần nữa nhắc nhở tây môn hạo xem ra liền nàng cũng không nghĩ tới sẽ tới tiên giới vị diện cái này là tiên giới. Tây môn hạo trà sát đem mặt, bốn phía sương mù mông lung, hết thảy đều xem không chân thực, nhưng phía trên lại có thể thấy rõ, bởi vì đó là vô tận không gian, căn bản không nhìn thấy đầu cái chủng loại kia. Hồ nước rất lớn, bốn phía có vượt ngang toàn bộ hồ nước cầu nhỏ, mà lại ngổn ngang lộn xộn không biết một tòa, còn có một số đình nghỉ mát. Ha ha ha, tỷ tỷ đừng làm rộn, nắm cái yếm còn cho người ta. Ha ha ha, muội muội ngươi tới đoạt a cướp được liền cho ngươi đừng làm rộn cẩn thận bị nương nương phát hiện đúng rồi bọn tỉ muội các ngươi vừa rồi có nghe hay không đến có đồ vật gì rơi xuống nước thanh âm không có a đại tỷ, có lẽ là bên trong cá con đi từng đợt nữ tử cười đùa tiếng xuyên thấu tây môn hạo trong lỗ tai mà lại ngay tại cách đó không xa nghe ý tứ là có mỹ nữ đang tắm mà lại còn không chỉ một cái giời ạ à, không phải đâu thần kỳ như vậy sao Tây Môn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó một cái mảnh tử đâm vào trong nước, theo phương hướng của thanh âm bơi đi. Bởi vì ao nước này vô cùng trong veo, tuyệt không ảnh hưởng ánh mắt. Hắn không dùng thần lực đẩy ra ao nước, hắn nhớ kỹ hề hề dặn dò, không thể mạo muội làm dùng thần lực. Trong nước có một ít xinh đẹp cá con đang du động, phía dưới cũng là rất nhiều sáng lấp lánh cây rong hoặc là tảng đá, lộ ra lộng lẫy. Rất nhanh, Tây Môn Hạo thấy được từng sợi trắng noãn ngọc trụ, cẩn thận khẽ đếm, vừa vặn 14 căn. Một cái kia cái như là ngọc ngó sen ngọc trụ, khiến cho hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, vừa mới tại nguyệt hơn trên thân tiết xong lửa hắn, núi nhỏ pháo lần nữa chuẩn bị phóng ra. 14 căn ngọc trụ, đại biểu cho 7 người, lại hướng lên xem như trong đó màu sắc quần đùi, cùng với 6 cái sáu màu cái yếm, bên trong một cái vậy mà không có mặt. Hết sức rõ ràng vừa mới hô bị cướp đi cái yếm chính là nàng. Đỏ, vàng, lam, lục, thanh, chanh, tím bảy loại màu sắc, bảy cái mỹ nữ, nhưng Tây Môn Hạo bỗng nhiên nghĩ đến thất tiên nữ. Mẹ tới tích, sẽ không như thế may mắn sao? Gặp thất tiên nữ, vẫn là tắm gội thất tiên nữ, ngư bức. Tây Môn Hạo thật hận không thể mình bây giờ có khả năng 72 biến, biến thành một đầu cá con, xích lại gần xem xét. Tỷ tỷ, mau đưa cái yếm còn cho người ta. Tên kia ăn mặc màu tím quần đùi, không có mặc yếm tiên nữ hô. Ha ha ha, muội muội, cho ngươi cái yếm tiếp lấy xoạch a nha rơi vào muội muội nhanh đi moi ra tới tây môn hạo ở phía dưới nghe rõ rõ ràng ràng cũng xem rõ rõ ràng, ràng ràng thấy một kiện màu tím cái yếm theo mặt nước hạ xuống sau đó liền thấy tên kia áo tím tiên nữ một cái mảnh tử đâm xuống dưới đi nhặt cái yếm tây môn hạo lúc này đang thấy nhập thần mà chờ hắn kịp phản ứng mới phát hiện đã chậm chỉ thấy tên kia áo tím tiên nữ đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem chính mình thậm chí đều quên che chắn chính mình bạo lộ ở bên ngoài hai bé thỏ trắng. Xong đi, Tây Môn Hạo dọa đến xoay người chạy, tựa như là một đầu cá mập lớn, tốc độ cao bơi về phía phương xa. Qua một hồi lâu, bên tai mới truyền đến một hồi thét lên, khiến cho hắn kém chút sặc nước miếng. Ha ha ha, chết cười lão nương, Tây Môn Hạo, ngươi ngư bức, ha ha ha. Hề hề tại Tây Môn Hạo trong đầu lớn tiếng trào cười rộ lên. Cười ngươi mùi a. À tây môn hảo đứng tại một tòa cầu hình vòng phía dưới, sau đó đảo trên thân cầu hình vòng, giấu ở trong sương mù khói trắng. lập tức hơi hơi phóng thích một tia thần lực, bốc hơi quần áo, sau đó vội vàng thu thần lực. mẹ nó, thất tiên nữ tại sao lại ở đây? đây là đâu a? À? bất quá cái kia áo tiếng tiên nữ, chà chà, dáng người thật giỏi. tây môn hảo ghé vào cầu hình vòng bên cạnh, hồi tưởng đến lúc trước một màn, đơn giản cực sướng ngay tại hắn hồi tưởng đến lúc trước dưới nước từng màn lúc bỗng nhiên một hồi tiên nhạc vang lên giống như có đại nhân vật gì tới tây môn hạo đứng dậy theo tiên nhạc nhìn lại chỉ thấy một đội người mặc tiên y tiên nữ hành tẩu tại hồ nước phía trên trước mặt tại vung hoa mở đường phía sau đang diễn tấu tiên nhạc mà ở giữa thì là có tám tên tiên nữ kéo lấy một chiếc kim đuổi phía trên được lụa trắng loáng thoáng có khả năng thấy bên trong ngồi một người mới vừa rồi là người nào tại náo động Kim đuổi qua mặt vang lên thanh âm một nữ nhân, nhu hòa bên trong không mất uy nghiêm, hẳn là vị rất có địa vị. Thanh âm vừa ra, bảy tên người mặc các loại tiên y tiên nữ trực tiếp lướt qua sương trắng bay tới, rơi vào phía trước đội ngũ. Bái kiến vương mẫu nương nương. Mẹ nó, vương mẫu. Tây môn hạo đang nghe truyện trên TV audio CV kém chút một đầu đâm vào cầu hình vòng phía dưới, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi rịn. Mới vừa rồi là các ngươi bảy cái tại náo động sao? không biết đây là địa phương nào sao? Vương mẫu nương nương ngữ khí hết sức bất thiện. Thất tiên nữ đuổi vội vàng quỳ xuống đất, trong đó áo tím tiên nữ ủy khuất nói. Nương nương, có cái nam tiên tự tiện xông vào giao trì, còn, còn trộn xem chúng ta tắm rửa. Cái gì? Vương mẫu nương nương bỗng nhiên vén lên trắng màng, dò xét đã xuất thân tử. Mẹ nó, nơi này là giao trì, ta, móa, cái kia chính là vương mẫu sao? Tây Môn Hạo nhìn xem Kim đuổi qua cái kia quý phụ nhân, quần áo không chỉ lộng lẫy, tướng mạo không chỉ tuyệt mỹ, khí thế cũng là như là vương giả, cho người ta một loại uy áp. Cái kia tiểu mâu tặc hiện tại ở đâu? Vương Mẫu Nương Nương hỏi. Hắn chạy, nhưng ta nhớ kỹ bộ dáng của hắn, tái kiến nhất định nhận ra được. Áo tím tiên nữ thở phì phò nói, nàng có thể là bị Tây Môn Hạo nhìn sạch sành xanh. Hừ, vậy các ngươi nhận ra hắn là ai tọa hạ tiểu tiên sao? vương mẫu nương nương mặt trầm xuống lớn như vậy thiên đình tìm người thế nào dễ dàng như vậy cái này nương nương cái này người lạ mặt vô cùng có phải hay không mới phi thăng tiên nhân áo tím tiên tử nói ra nương nương theo ta thấy thời gian ngắn như vậy hắn hẳn là còn không hề rời đi hồng y tiên nữ làm lão đại dĩ nhiên muốn ra đến nói chuyện ồ còn không có ra ngoài không tốt nhanh đi bàn đào viên vương mẫu nương nương giống là nghĩ đến cái gì cũng không cần người dơ lên, trực tiếp bay về phía bàn đào viên. Những người khác cũng là từng cái vẻ mặt trong nháy mắt biến, tuần tự bay lên, thẳng đến bàn đào viên phương hướng. Giời ạ, à, bàn đào viên. Ha ha ha. Tây Môn Hạo nhìn xem Vương Mẫu mang theo một đám tiên nữ bay đi phương hướng, cũng không theo sau, mà là tìm cái ẩn nấp địa phương ẩn giấu đi. Hắn hiện tại không dám lung tung đi lại, một phần vạn bị đụng phải, cái kia chính mình mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Hắc hắc. Ta cũng cùng hầu ca học một ít, trọng điểm bàn đào ăn, đều là tu vi a. Hoa ca ca. Tiên giới thiên đình không tháng ngày, cho nên Tây Môn Hạo cũng không biết tới bao lâu. Hắn lúc này giấu ở một ngọn núi giả đằng sau, nhắm mắt lại, cảm thụ được tiên giới khí tức, cũng là nhàn nhã. Đoạn thời gian trước gặp không ít tuần tra nữ tiên binh, hiển nhiên là đang tìm kiếm cái kia nhìn lén thất tiên nữ tắm rửa gia hỏa. Tây Môn Hạo một mực chờ đến tuần tra đội ngũ càng ngày càng ít về sau mới cẩn thận theo hòn non bộ đằng sau chạy tới, sau đó theo lúc trước nhớ hướng đi tiến lên. Hắn cũng không dám bay loạn, trực tiếp chui vào dưới nước, theo giao trì bên trong du hành, một mực bơi đến đỉnh đầu, mới leo lên. Khoan hãy nói, này giao trì nước không hổ là tiên giới nước, không chỉ trơn bóng da thịt, còn có cường thân kiện thể công hiệu. Bơi đến trên bờ về sau, chính là một mảnh lâm viên, trong lâm viên còn có thật nhiều đường nhỏ, còn có mấy cái mương nước này mương nước nước là theo giao trì chảy ra một mực xuyên qua lâm viên không biết thông hướng chỗ nào nhưng tây môn hạo biết này chút nước hơn phân nửa là thông bàn đào viên dùng tới tưới tiêu bàn đào cây bàn đào a ăn một cái không thành thục còn gia tăng gần trăm mười năm tu vi tây môn hạo nghĩ nước miếng đều nhanh chảy ra tại cũng khống chế không nổi cước bộ của mình vung ra nha tử theo mương nước chui vào lâm viên chạy a chạy cũng không biết chạy bao lâu bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bức tường mà lại bức tường này tả hữu kéo dài, sau đó đổi góc không thấy được. Tây môn hạo vừa tới đặt bên tường liền nghe đến một cổ ngọc liệm hương khí, đúng là hắn nếm qua bàn đào hương khí. Hắn cũng không có tùy tiện đi leo tường, mà là thối lui đến trong rừng, bắn ra một khỏa binh đậu, thẳng đến bản tường vây vùng trời bay đi. Ông, bỗng nhiên một hồi hào quang lấp lánh, cái kia viên binh đậu trong nháy mắt tan biến không còn một mảnh. Mẹ nó, cấm chế thật là mạnh a. À. Tây môn hạo giật nảy cả mình, lính của mình đậu giả giả cũng là thần vương kỳ A, trực tiếp liền cho dây. Người nào? Theo một tiếng khẽ kêu, bốn tên người mặc kim giáp nữ tiên bay tới. Tây môn hạo vội vàng giấu ở một cây đại thụ đằng sau, mượn nhờ xương trắng ẩn giấu đi, sau đó bắn ra một khỏa binh đậu cẩn thận nhìn xem. Bốn tên kim giáp nữ tiên theo tường vây dò xét một phen, sau đó lại ở chung quanh trong lâm viên bay một vòng, tại không có phát hiện cái gì dị dạng về sau, liền nhúng người nhảy lên cầm lấy vũ khí tiếp tục tuần tra. Tây môn hạo đợi kim giáp nữ tiên bay đi về sau, mới cẩn thận tra thoạt nhìn, còn thả ra một chút nguyên thần. Quả nhiên, ở bên phải có hai cánh của lớn, đứng ở cửa tám tên kim giáp nữ tiên. Hắn nhìn không ra này chút nữ tiên tu vi, bởi vì đây đều là tiên nhân, hắn không biết nên làm sao chia ra đẳng cấp. Đương nhiên, coi như là bọn hắn rất yếu, hắn cũng không dám xông vào, nắm vương mẫu nương nương đưa tới, chính mình chết như thế nào cũng không biết đánh tay lại là một khỏa binh đậu, bất quá lần này không có bay vào đi, mà là cao bay cao, nắm hình ảnh truyền vào tây môn hạo trong ốc. Chỉ thấy một mảnh mênh mông vô bờ đào viên, có nở hoa, có kết quả, có trái cây xanh biếc, có thì là đã sắp muốn thành thục. Này chút bàn đào thời gian ngắn nhất cũng muốn 3.000 năm mới có thể thành thục, dài nhất thì cần muốn 9.000 năm. Tây môn hạo nhìn xem những cái kia màu hồng phấn lớn bàn đào, những cái kia sắp thành quen tản ra hào quang nhàn nhạt, khiến cho hắn hận không thể một ngụm tất cả đều nuốt vào mẹ nó vì cái gì không thể sử dụng không gian bảo vật vì cái gì tim của hắn đang điên cùng kêu gào nếu như nếu là có thể sử dụng không gian bảo vật là hắn có thể đem những này bàn đào toàn đi lấy đi sau đó chia sẻ cho người nhà của mình bằng hữu nói nhảm ngươi nếu là thật có thể sử dụng ngươi nếu là thật dám nắm bàn đào thu hết ngươi căn bản không thể rời bỏ nơi này tiểu nhật thiên cơ hội cho ngươi có thể hay không nắm chặt liền dựa vào chính ngươi còn có rời đi thời điểm muốn theo nam thiên môn ra ngoài mới được chính ngươi cẩn thận một chút hề hề cho tây môn hảo rót một chậu nước lạnh sau đó trở nên yên lặng nam thiên môn ta đi nam thiên môn ở đâu làm hề 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 đại gia ngươi tây môn hảo mắng một câu sau đó khống chế binh đậu lăn hướng cửa lớn khối kia chỉ thấy cửa lớn bàn đào viên đại môn đóng chặt tám tên kim giáp nữ tiên không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nghĩ muốn đi vào phía trên khẳng định đừng nghĩ, chỉ có thể theo cổng đi vào, xem ra chỉ có thể dẫn dắt rời đi này chút nữ tiên mới được. Hắn hiện tại hối hận muốn chết nhanh, sớm biết không cần cái kia tờ 72 biến thần thông thẻ, như thế liền có thể giống tôn ngộ không như thế biến cái tiểu côn trùng chui vào. Nhìn xem cái kia tám cái không nhúc nhích kim giáp nữ tiên, trong mắt tốc độ cao xoay chuyển mấy lần, xem ra chỉ có thể ý nghĩ dẫn dắt rời đi các nàng mới được. Tây môn hạo cẩn thận đến bàn đào viên trước cửa một đống kỳ hoa dị thảo bên trong, thu liễm tất cả khí tức. Cổ tay rung lên, bốn khỏa binh đậu bay ra ngoài, sau đó biến thành bốn cái hồng giáp thần binh. Người nào dám xông bàn đào viên? Tám tên kim giáp nữ tiên đồng thời rút ra bên hông bảo kiếm. Bốn cái hồng giáp thần binh cũng không có công kích, mà là xoay người chạy. Truy! Trong đó một tên nữ tiên ra lệnh một tiếng, mang theo ba tên tiên nữ đuổi theo tây môn hạo lần nữa vung tay lên lại là bốn cái hồng giáp thần binh xuất hiện lợi dụng đồng dạng biện pháp dẫn dắt rời đi mặt khác bốn cái sau đó lấy ra huyển trận trận bàn đập vào ngực tốc độ cao phóng tới cửa lớn hắn không biết cái đồ chơi này có thể hay không giấu giếm được những cái kia kim giáp nữ tiên nhưng có dù sao cũng so không có mạnh cho dù là biệt tai mà đi trộn chuông cũng không tệ vọt tới cửa chính về sau thử thăm dò đụng một cái cửa lớn Tại xác định không có cấm chế về sau, liền cẩn thận đẩy ra một cái khe chui vào, sau đó lần nữa đóng lại cửa lớn. Cùng lúc đó, chính mình tám cái hồng giáp thần binh đã bị tám cái nữ tiên cho dây. Từ một điểm này đó có thể thấy được, này chút thần tiên rất lợi hại. Này xem cửa lớn ít nhất cũng là thần vương cấp bậc, chỉ mạnh không yếu. Xem cửa lớn a, cái kia vương mẫu đến mạnh bao nhiêu. May nhờ những tiên nhân này có chiến đấu tiên, có không phải chiến đấu tiên. Tám cái kim giáp tiên nữ tại giải quyết những hồng giáp thần binh đó về sau, cũng không nhìn thấy thi thể, liền biết trúng kế điệu hổ ly sơn, vội vàng trở về. Bất quá các nàng cũng không có đi vào xem xét, bởi vì bên trong đội tuần tra, sau bên ngoài còn nhiều. Tây môn hạo xâm nhập vào bàn đào viên về sau, phất tay rơi ra 10 khỏa binh đậu, sau đó 10 khỏa lại biến thành 50 viên, liền toàn bộ giải tán, toàn bộ thành ánh mắt của mình. Này một trải ra không sao, truyền đến hình ảnh là từng đội từng đội tuần tra tiên nữ, này nếu là bại lộ chính mình sẽ trong nháy mắt bị vây con kiến chui không lọt. Hiện tại chính mình là tiến đến, nhưng trời đi nhất định phải theo cổng, chỉ cần ngăn chặn cửa lớn, hắn liền là cá trong chậu. Bành, một khỏa binh đậu bị một tên nữ tiên một kiếm chém nát. Đây là cái gì? Cốt xa lạ khí tức. Cái kia nữ tiên nhắm mắt lại cảm giác một phen, hơi nghi hoặc một chút. Đội trưởng, có phải hay không này bàn đào viên lại xảy ra côn trùng rồi? một tên nữ tiên nói ra. Đội trưởng kia sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Đi thôi, tiếp tục tuần tra, cẩn thận một chút vật kỳ quái, hẳn là cái kia hầu tử lại tới trộm bàn đào. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, đều thành tiên Phật, cũng có vô tận thọ nguyên, còn tới trộm bàn đào làm gì. Ha ha, đội trưởng, cái kia hầu tử thèm chứ. Ngươi còn cười, tiếp tục tuần tra, là... Tây Môn Hạo mở ra lấy huyễn trận, trốn ở một khỏa đào sau cây, Nghe các nàng nói chuyện, nhìn xem cái kia đội tuần tra nữ tiên rời đi. Nguyên người tới nơi này ăn chẳng qua là gia tăng thọ nguyên, chính mình ăn mới gia tăng tu vi a. Hắc hắc, hạo gia nhiều lính như vậy đậu, né tránh các ngươi còn không phải chơi giống như. Thế là, mấy chục viên binh đậu toàn bộ giải tán, trợ giúp Tây Môn Hạo tránh qua, tránh né từng đội từng đội lính tuần tra. May nhờ chính mình không thuộc về nơi này, đám lính kia đậu bị phát hiện về sau, đều cho rằng là không biết côn trùng, khiến cho hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, hắn liền đến một khỏa sắp thành quen bàn đào dưới cây, phía trên kết lấy mười mấy cái lớn bàn đào, tản ra mùi thơm mê người. Hắn không biết đây là mấy ngàn năm mới có thể thành thục bàn đào, ngược lại có thể gia tăng tu vi là được. Thả người nhảy tới trên cây, mở ra huyễn trận, lấy một khỏa bàn đào, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt. Theo bàn đào vào trong bụng, tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt, loại kia không dùng tu luyện liền tăng lên cảm giác, Khiến cho hắn kém chút thoải mái hô kêu đi ra Một khỏa bàn đào vào trong bụng Vậy mà tăng lên gần 200 năm tu vi Thoải mái a à, Thoải mái chết được Ha 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 Tây môn hạo trong lòng cười lớn Sau đó đem hộp đào nhét vào trong ngực Trở về cho đáng thương tử bần đạo ăn Sau đó lại gỡ xuống một khỏa bàn đào Tốc độ cao gặm ăn sạch sẽ Bất quá kỳ quái là Đồng dạng một cái cây bên trên bàn đào Lần này tu vi vậy mà không có lần trước nhiều cũng là 180-90 năm như thế, chẳng lẽ là ăn quá nhiều nguyên nhân? Xuất hiện sức chống cự, không kịp nghỉ nhiều, ăn bàn đào mới là chính sự. Phất tay đem hộp đào nhét vào trong ngực, sau đó lại là một khỏa bàn đào ăn. Tây môn hạo tu vi vụt vụt tăng vọt, đơn giản còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Mặc dù theo ăn càng nhiều, gia tăng càng ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều A. À. Bất quá, viên này bàn đào cây ăn có chừng một nửa về sau, Tây môn hạo ngừng lại, đi tìm tìm tiếp theo viên bàn đào cây. Hắn cũng không muốn nắm một khỏa bàn đào cây ăn thành các đại gia như thế, quá dễ dàng bại lộ, ngược lại nơi này bàn đào còn nhiều. Có binh đậu làm ra đa, Tây Môn Hạo tại đây bàn đào viên bên trong có thể nói là như cá gặp nước, rất nhanh liền vừa tìm được một khỏa kết đầy trái cây bàn đào cây, ăn uống thả cửa dâng lên. Ê! Không ăn được, thật không ăn được. Tây Môn Hạo lúc này nằm tại một khỏa bàn đào trên cây, hắn nhớ không rõ chính mình đã ăn bao nhiêu, ngược lại hai cánh tay của mình cùng với ống quần, còn có lồng ngực toàn bộ lớn hơn một vòng, bên trong tất cả đều là hộp đào hoặc là bàn đào. Hắn muốn vì thần khôi suy nghĩ, cũng không thể chính mình thăng cấp, không cho thần khôi thăng cấp. Đương nhiên, còn có vợ con của mình nhóm, bởi vì này chút bàn đào ăn càng nhiều, hiệu quả càng ít. Hắn ăn quá no, đúng vậy, không phải dạ dày ăn quá no, mà là cảm giác mình thân thể muốn phát nổ. Hắn đã liên tục vào xem 4 năm viên bàn đào cây, mỗi viên phía trên đều sẽ ăn nó mười mấy hai mươi cái, Tu Vi đã phá trần, đã đạt tới đột phá thần hoàng kỳ điểm giới hạn. Nhưng không biết vì cái gì, mặc dù hắn áp chế chính mình không đột phá, để tránh náo ra động tỉnh đưa tới các lộ đại tiên. Bất quá vẫn là có thể cảm giác được, chính mình nghĩ đột phá đều không đột phá nổi, giống như vị diện này có đồ vật gì đang áp chế lấy chính mình. Không sai biệt lắm, lại ăn thật liền phát nổ, ngươi đã sớm nên đột phá, nhưng bị này vị diện áp chế mà lại hiện tại đã gia tăng không có bao nhiêu tu vi, tranh thủ thời gian tìm cơ hội rời đi đi. Hề hề tại Tây Môn Hạo trong đầu nhắc nhở. Ách! Tây Môn Hạo lại ở một cái, sau đó lại hái được mấy cái bàn đào nhét vào trên thân, mãi đến trên người mình thực sự không có địa phương nhét vào về sau mới ngừng lại được. Mấy trái lựu đạn cùng thần lực súng lục đã kẹp ở trên lưng, hai khỏa ma lực bóng thì là nhét vào giày trong ống. Hắn lúc này tựa như một cái cồng kềnh người mập mạp, nhìn qua cực kỳ buồn cười hắc 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 tiểu tử xem xét ngươi liền không chuyên nghiệp đưa ngươi cái túi đang tại hoạt động thân thể chuẩn bị rời đi tây môn hạo chợt nghe một cái trêu chọc thanh âm dọa đến hắn trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên nhảy tới một gốc cây chặt lên người nào hắn cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc nhưng bởi vì khẩn trương thái quá lại nghĩ không ra là ai hắc hắc tiểu tử làm sao không biết nhà ngươi hầu ca rồi soạt tây môn hạo bên người thêm một cái khỉ Mẹ nó, hậu ca, phù phù, tây môn hạo một đầu cắm xuống dưới, tầng tầng nện xuống đất, nhiều viên bàn đào bị đập vụn, những cái kia gặm xong hột đào đập thân thể đau nhất. Hắc hắc, ký chủ tiểu tử, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Tôn ngộ không nhảy xuống chặt cây, đưa tay nắm tây môn hạo từ dưới đất kéo lên. Hai người cũng coi là quen biết, tây môn hạo triệu hoán qua tôn ngộ không có hai ba lần. cụ cụ trong lúc vô tình tới, vừa vặn đến bàn đào viên, cho nên ngươi hiểu được. Hắc hắc, Tây Môn Hạo xấu xa cười một tiếng, sau đó đưa tay nắm trước ngực mấy quả ép nát bàn đào đem ra, có chút đau lòng lắc đầu. Hắc hắc, ta hiểu được, ta hiểu được, bất quá ngươi cái này. Chà chà, đừng nói ta lão tôn kinh bỉ ngươi, hộp đào ngươi cũng không buông tha, thật không có tiền đồ A. À. Còn có, trộm bàn đào không mang theo gia hỏa thập, thật ném A, à. cho ngươi một cái. Tôn ngộ không từ trong ngực móc ra hai cái bao vải to, ném cho Tây Môn Hạo một cái. Tây Môn Hạo mừng rỡ, không nghĩ tới may mắn như vậy hẹn đến tôn ngộ không tới trộm bàn đào, mà lại đối phương còn đem mình làm bằng hữu. Tạ hầu ca, tạ hầu ca. Tây Môn Hạo vừa nói tạ, đồng thời nắm trên người hết thảy bàn đào cùng hộp đào móc ra ném trên mặt đất. Tôn ngộ không nhìn xem đầy đất bị gặm qua hộp đào, lại một lần nữa rất khinh bỉ Tây Môn Hạo liếc mắt. Cốc tiểu tử, ngươi trộm ngươi, ta trộm ta, chúng ta người nào cũng chưa từng thấy qua nha. Ha ha ha, cốc hầu ca, ta gấp đi trước a. Tây môn hạo lúc này một khắc cũng không muốn trì hoãn, phải nhanh trang một cái túi bàn đào tranh thủ thời gian chuồn đi mới là. Đối tôn ngộ không liền ôm quyền, sau đó cầm lấy túi thẳng đến cách đó không xa một khỏa kết đầy bàn đào bàn đào cây. Tôn ngộ không nhìn xem Tây môn hạo bóng lưng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười xấu xa. Bàn tay một đám, phía trên lại có một sợi tóc, chính là thừa dịp Tây môn hạo không chú ý rút, hắc hắc ký chủ tiểu tử, không phải ta lão tôn không nghĩa khí, chủ yếu là ngươi phạm tội liền ngọc đế lão nhi đều không còn cách nào khác a. À. Xin lỗi, biến, bành, tôn ngộ không bỗng nhiên biến thành tây môn hạo bộ dáng, không chỉ tướng mạo một dạng, liền liền khí tức cũng gần như. Hắc hắc, ký chủ đại náo bàn đào viên, cái này nồi ngươi lưng định, ha ha ha, biến thành tây môn hạo tôn ngộ không đáy lòng cười ha hả, sau đó tan biến ngay tại chỗ, bắt đầu trộn bàn đào. Tây Môn Hạo không biết mình biến thành cổng nồi hiệp, liền là biết cũng không quan trọng. Công Ngộ không cho túi dài 2 mét, đường kính không đến 1 mét, trời mới biết có thể chứa nhiều ít bàn đào. Mà lại chính mình cũng là trộn bàn đào, lưng một cái nồi cùng hai cái không có gì khác biệt. Hắn hiện tại tựa như là một đầu hình người lớn châu chấu, chỗ qua bàn đào cây trong chớp mắt liền biến thành các đại gia. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa. Tây Môn Hạo không biết quét sạch mấy khỏa, ngược lại túi càng lúc càng lớn, bàn đào viên trái lại mang theo màu hồng phấn bàn đào đang ở cấp tốc tan biến. Bên này tây môn hạo trắng trợn càng quét, mà một bên khác tôn ngộ không làm bàn đào viên khách quen, so tây môn hạo thuần thục nhiều, mà lại biến thành tây môn hạo dáng vẻ, nhưng tây môn hạo biến thành cổng nồi, càng thêm tứ vô kỵ lười biến dâng lên, liền ăn đời cầm, rất nhanh cái túi liền đầy. Này, người nào lớn mật tự tiện xông vào bàn đào viên? Bắt lại! bỗng nhiên một đội tuần tra nữ tiên xuất hiện tại tôn ngộ không trở nên tây môn hạo sau lưng, cùng nhau rút vũ khí ra liền lao đến. Tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, xấu xa cười một tiếng. Hắc hắc, có bản lĩnh tới bắt ta lão, bái bay vù. Tôn ngộ không thẳng đến cửa chính bay đi. Có người tự tiện xông vào bàn đào viên. Mau mau thông tri nương nương. Cái kia đội nữ tiên một bên truy kích, một bên hô to, rất nhanh bàn đào viên náo nhiệt đang ở trộn bàn đào tây môn hạo giật nảy mình thầm nghĩ hầu ca thế nào không cẩn thận như vậy nghĩ đến trong đầu xuất hiện một hình ảnh đúng là mình lúc trước lưu tại cửa ra vào một khỏa binh đậu truyền đến rất nhanh hắn liền đến một cái lén lén lúc lúc gia hỏa cõng một cái bao vải to đến cửa chính nhìn kỹ kém chút không có la kêu đi ra họ tôn người hố hạo gia tây môn hạo rốt cuộc hiểu rõ này tôn ngộ không là để cho mình cổng nồi a oanh bàn đào viên cửa lớn trực tiếp bị tôn ngộ không đụng vỡ, mà một đội người ngựa đang từ đằng xa bay tới, dẫn đội chính là vương mẫu nương nương. Nương nương, liền là hắn, liền là hắn trộm xem chúng ta. Áo tím tiên nữ đối tây môn hạo có thể nói là hận đến tận xương tủy, coi như là đối phương hóa thành tro đều có thể nhận ra. Ha ha, không sai, liền là ta, ta, hạo gia liền trộm xem các ngươi, hạo gia liền trộm đào tử. Ha 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 tới bắc ta à, Tôn Ngộ Không học Tây môn Hạo khẩu khí bay lên trời, sau đó cổng túi hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi, cho bản cung bắt lại. Vương mẫu nương nương khí sắc mặt tái xanh, ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên kim giáp nữ tiên hướng về Tôn Ngộ Không đuổi theo, mà nàng thì lại trực tiếp bay vào bàn đào viên, đầu tiên là tại vườn bên trong dạo qua một vòng, phát hiện rất bao nhanh muốn thành thục bàn đào trên cây đều trở nên trơn bóng. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy một gốc cây dưới có đầy đất hột đào cùng đập vụn đào tử vẻ mặt càng thêm khó coi bản cung mặt kệ ngươi là ai ngươi nhất định phải chết oanh vương mẫu nương nương trực tiếp theo bàn đào viên vùng trời bay lên sau đó vung tay lên trên không bỗng nhiên xuất hiện một bộ to lớn chân dung chính là tây môn hạo toàn tiên giới truy nã cái này người chết hay sống không cần lo đuổi bắt người tất có coi trọng nói xong bàn tay lớn lần nữa vung lên Tây môn hạo chân dung bỗng nhiên trên không trung bay lên, trong chớp mắt tan biến vô tung vô ảnh, rõ ràng vương mẫu nương nương lệnh truy nã, sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiên giới. Vương mẫu nương nương có thể là bị chọc tức, cũng không có chú ý tới cách đó không xa cất giấu một người. Tuyên bố xong lệnh truy nã về sau, liền biến mất ở viên nội, bắt đầu an bài truy nã cái kia trộm đào người. Tây môn hạo trốn ở một khỏa bàn đào trên cây, sững sờ nhìn xem phía trên, khóc không ra nước mắt. Tôn ngộ không? đại gia ngươi hạo gia lần này bị ngươi hố chết ha 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 tiểu nhật thiên lần này chơi lớn rồi nha gặp được cái kia hầu tử tính ngươi không may tranh thủ thời gian chạy đi hề hề lúc này nhảy ra ngoài cái kia cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ khí tây môn hạo hàm răng ngứa chạy chạy ngươi muội hạo gia ngược lại cũng cổng nồi trước tiên đem cái túi đổ đầy lại nói tây môn hạo nhìn thoáng qua còn không có đổ đầy túi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu hiện tại bàn đào viên đã lộn xộn, hoặc là nói là toàn bộ giao trì đều loạn, ai cũng còn quản hắn trộn đào tử A, mà lại đi qua như thế một hồi tiêu hóa, trong cơ thể cuồng bạo thần lực dần dần ổn định lại, dứt khoát một bên trộm, một bên ăn, so tôn ngộ không còn điên cuồng hơn. Cũng không biết qua bao lâu, Tây Môn Hạo lại ăn quá no, trong tay bao vải to cũng chứa tràn đầy. Sau đó đóng tốt lỗ hổng, nắm trên người áo bào trắng xé thành lập tức giáp, nắm kéo xuống tới quần áo biến thành vải, sau đó đem túi từng vòng từng vòng một mực cột vào trên lưng. Cũng may nhờ y phục này cũng không phải là phàm vật, bằng không thì thật đúng là không chịu được nửa cái kia một bao vải to bàn đào. Trói kỹ về sau, lại nhìn Tây Môn Hạo, nhìn qua càng thêm tức cười. Trên thân vải trắng bí danh, hạ thân lớn quần cộc tử, bên hông cài lấy một thanh súng lục ổ quay, treo mấy quả cao bạo lựu đạn, dưới chân giày đen tử trong ống còn căng phòng, bên trong là hai khỏa ma lực bóng. Cổng ở sau lưng một cái so thân thể của hắn còn lớn hơn túi, ở trên người cuốn một vòng lại một vòng. Suy nghĩ một chút, dứt khoát giải khai búi tóc, lấy mái tóc làm tán. Đáng tiếc hắn sẽ không biến hóa thuật, chỉ có thể làm cái đơn giản dịch dung. Ai? Hy vọng này huyễn trận bàn có thể giấu giếm được tất cả tiên nhân đi. Tây môn hạo thở dài, sờ lên trước ngực trận bàn, sau đó rời đi bàn đào viên. Hề hề, nam thiên môn đi như thế nào? đi về phía nam bao xa rất xa đại gia tiên giới lăng tiêu điện chúng tiên quang cái này người là các ngươi người nào quản hạt tiên nhân có thể hay không tra ra tại kim loan điện một tòa thật to kim ghế dựa bên trên tướng mạo uy nghiêm đầu đội hoàng miệng thân mặc áo bào vàng ngọc hoàng đại đế ngồi ở phía trên tại hắn gốc trái trên cùng ngồi vương mẫu nương nương bất quá nương nương sắc mặt nhìn không tốt dưới gốc phải thì là ngọc đế trung thành nhất chân Thái Bạch Kim Tinh. Phía dưới là trên trăm văn võ tiên quan, có bị Tây Môn Hạo triệu hoán qua, nhưng phần lớn người không biết Tây Môn Hạo. Đương nhiên, những cái kia bị triệu hoán qua sẽ không nói cho Ngọc Đế đó là ai, bọn hắn nếu có thể bị hề hề triệu hoán, hề hề liền có nắm mắt không để bọn hắn nói ra. Khởi bẩm Ngọc Đế, đi qua tiên mỏng đăng ký thẩm tra, tiên giới cũng không cái này người, bệ hạ, ngài nói có phải hay không là người nào đó biến, Thái Bạch Kim Tinh cho Ngọc Đế nháy mắt ra dấu, ý tứ tại rõ ràng cực kỳ. Hiểu được cao siêu biến hóa thuật, lại yêu trộm đào tử, có thế tiên giới chỉ có một người. Ồ, người nói là cái kia hầu tử. Ngọc Đế một sợi râu đẹp, sau đó quay đầu nhìn về phía vương mẫu nương nương. Sẽ không, cái kia hầu tử khí tức bản cung nhận ra, không phải hầu tử khí tức, là một loại hết sức xa lạ khí tức. Vương mẫu nương nương nói với tôn ngộ không dâng lên rất quen, cái kia hầu tử thỉnh thoảng liền sẽ tới trộm đào tử hừ dám nhìn lén thất tiên nữ tắm gội lại thèm ăn còn hiểu đến biến hóa thuật bệ hạ sao không thỉnh cái kia tịnh đàn sứ giả tới hỏi thăm một phen một tên người mặc kim giáp tay nâng bảo tháp tiên tướng ra khỏi hàng chính là nâng tháp thiên vương lý tịnh lý ái khanh nói là cái kia trư bác giới ha 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 trẫm cho là hắn không có lá gan kia mà lại theo trẫm hiểu rõ những năm này hắn đang ở như lai nơi đó nghe giảng bài cho nên trẫm cam đoan không phải hắn. Ngọc Đế vuốt râu cười nói, Dương Tiễn, dùng nhãn lực của ngươi, có thể hay không nhìn ra cái này người có không có biến hóa. Vương Mẫu Nương Nương bỗng nhiên nhìn về phía một mực không nói gì Dương Tiễn. Dương Tiễn nheo mắt, hắn đều không cần mở mắt liền biết người kia là ai, thế nhưng hắn không thể nói, bao quát dưới chân hắn con chó kia. Hồi Nương Nương, không nhìn thấy bản thân, mặt tướng cũng không dám suy đoán lung tung. Hừ, xem ra chỉ có thể truy nã đến người kia mới là chẳng qua nếu như hắn dùng biến hóa thuật vậy liền khó khăn dạng này thông tri đấu chiến thắng phật tôn ngộ không đến đây lăng tiêu điện vương mẫu nương nương rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng nàng tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ người nào ha 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 vương mẫu nương nương ngọc đế lão nhi không cần thông tri ta lão tôn tới theo một hồi cười to tôn ngộ không trực tiếp bay vào lăng tiêu điện đầu khỉ chớ có vô lễ vì sao không đợi tuyên liền tự tiện xông vào lăng tiêu điện. Ngọc Đế chỉnh ngay ngắn thân thể, hiện tại tôn ngộ không đã không phải là năm đó tôn ngộ không, cho nên hắn cũng không phải hết sức kiên kỵ đối phương. Hắc hắc, Ngọc Đế lão nhi, ta lão tôn có thể là thấy vương mẫu nương nương lệnh truy nã, đặc biệt để giải thích một phen, để tránh sinh ra hiểu lầm, hắc hắc. Tôn ngộ không thật là có loại dấu đầu loài đuôi tư thế, bất quá người nào cũng không có chứng cứ chứng minh việc này là cái con khỉ này làm. Chúng tiên quan tập thể yên lặng, cái con khỉ này hiện tại tới này sao vừa ra, rõ ràng tình nghi rất lớn, có thể là có chứng cớ hay không, người nào cũng không thể cầm gia hỏa này làm sao bây giờ. Báo, đúng lúc này, cổng xuất hiện một tên tiên quan, này tiên quan tướng mạo xấu xí, dáng người thấp bé, nhưng lại có một đôi khoa trương con mắt, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Thiên lý nhãn, chuyện gì bẩm báo? Ngọc đế hỏi, nguyên lai like cái này người là thiên lý nhãn. Khởi bẩm ngọc đế, vi thần phát hiện trong lệnh truy nã người. Thiên lý nhãn lớn tiếng bẩm báo nói, Ồ, cái này người hiện ở đâu? Vương mẫu nương nương không đợi ngọc đế mở miệng, liền xúc động đứng lên. Hồi bẩm nương nương, người kia lúc trước tại quảng hàng cung chung quanh, bất quá cái này người thi triển huyễn thuật, vi thần chẳng qua là bắt được hai lần. Cái gì? Tại quảng hàng cung một vùng. Ngọc đế trực tiếp từ trên ghế đứng lên, phản ứng quả thực có chút lớn, nhưng các vị tiên quan từng cái biểu lộ cổ quái. Hừ, quản hàng cung, bản cung muốn nhìn hắn còn có thể chạy đến đâu bên trong. Vương mẫu nương nương nói xong, trực tiếp bay ra lăng tiêu điện. Ở ngoài điện, một đội kim giáp nữ tiên vội vàng cùng thần. Bệ hạ, thần đi hiệp trợ vương mẫu nương nương hàng phục cái thằng kia. Lý tịnh lần nữa ra khỏi hàng. Ừm, vậy làm phiền Lý Khanh nhà. Ngọc đế nhẹ gật đầu. Lý tịnh lần nữa thi lễ, sau đó nhìn chính mình hạ thủ ba người nói. Kim tra, Mộc tra, Na tra, theo ta đi hàng phục cái thằng kia. Phải, phụ thân, ra bốn cái đằng vân bay khỏi lăng tiêu điện, thời điểm ra đi còn điểm một đội tiên binh tiên tướng. Ai, tiên giới mới bình tĩnh bao nhiêu năm a à? lại ra chuyện như vậy. Ai, Ngọc Đế thở dài, ánh mắt lại theo bản năng liếc qua tôn ngộ không? Uy, Ngọc Đế lão nhi, nhìn như vậy ta lão tôn làm gì? Hiện tại không có ta lão tôn chuyện, ta muốn trở về tụng kinh niệm Phật đi. A Di Đà Phật. Công ngộ không giả mù sa mưa hợp thành chữ thập thi lễ, sau đó quay người lại liền biến thành một sợi khói xanh. Hô, có thể tính đi, cái con khỉ này mỗi lần tới trẫm liền vô cùng lo sợ. Ngọc Đế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Dương Tiễn ra lệnh. Dương Tiễn, trẫm mệnh ngươi mang một đội người tiến đến quản hàng cung một vùng hiệp trợ tìm kiếm, nhớ lấy không nên để cho cái kia tạc nhân làm bị thương hằng nga tiên tử mặt tướng tuân mệnh dương tiễn thi lễ sau đó nắm chó liền đi mặt khác tiên quan biểu lộ trong nháy mắt có phong phú lên thậm chí còn có người cười trộn. khụ khụ chúng tiên quan chúng ta liền ở chỗ này chờ về sau tin tức đi ngọc đế làm ho hai tiếng sau đó nhắm mắt lại đúng bệ hạ mẹ tới tích hề hề hạo gia lạc đường có thể hay không cho tìm phần địa đồ a nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha tây môn hảo lúc này đã tế ra đế vương đồ biến thành một chiếc nho nhỏ phi hành thuyền mượn nhờ phi hành thuyền tại tiên giới lắc lư tìm kiếm nam thiên môn bất quá hắn một mực cổng cái kia tràn đầy bàn đào túi tùy thời chuẩn bị thu phi hành thuyền chiến đấu nào có địa đồ a à? ngươi liền bay đi sớm muộn cũng sẽ tìm tới a à đúng không nên quấy rầy ta ta còn có chuyện hề hề nói xong liền trở nên yên lặng hề 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 hề, đại gia ngươi tây môn hạo phiền nhất hề hề này loại đột nhiên tan biến có thế là chính mình có không có một điểm biện pháp nào bất đắc dĩ chỉ có thể chính mình bay a à bay bỗng nhiên một tòa cung điện to lớn xuất hiện tại trước mắt mình mặc dù cung điện kia bị một mảnh tiên vụ tràn ngập nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng đại khái toàn cảnh nhất là tại cung điện đỉnh chóp có một vòng lóe lên hào quang trăng khuyết nhưng nhìn một cái cái kia trăng khuyết liền là giả Nhất là trăng khuyết bên cạnh còn có ba cái lập lòe hào quang chữ lớn, Quảng Hàng Cung. Giời ạ, à, thần kỳ như vậy sao? Chạy đến Quảng Hàng Cung rồi. Hằng Nga tiên tử, tiểu ngọc thỏ, hắc hắc, tìm một chỗ tránh một chút trước, thuận tiện hỏi thăm một chút đường. Vù, phi hành thuyền tại tiên vụ bên trong hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Quảng Hàng Cung bay đi. Mà hắn nhưng lại không biết, đang có nhiều đội nhân mã đang chạy tới nơi đây. Quảng Hàng Cung hàng Nga tiên tử tư nhân lãnh địa, bình thường có rất ít người đến, bởi vì hàng Nga tiên tử vẫn là chuyên môn làm ngọc đế huấn luyện vũ cơ nữ quan. Lúc này hàng Nga tiên tử đang ở quảng hàng cung một tòa thật to thiền điện bên trong, biết này hơn 10 người vũ cơ khiêu vũ, còn có mấy tên nhạc sĩ đang diễn tấu. Thỏ, các nàng nhảy như thế nào? Hàng Nga vuốt ve trong ngực thỏ ngọc, nhìn xem phía dưới 10 cái mỹ mạo vũ cơ, ngữ khí vẫn là như thế thanh lãnh. Nhảy thế nào cũng không có chủ nhân đẹp mắt. Thỏ ngọc một đôi thỏ mắt lóe lên kinh bỉ vẻ mặt, tại trong lòng của nó, ngoại trừ hàng Nga, người khác nhảy đều là rác rưởi. Ha ha, ngươi này thỏ, quá là nói ngọt, trách không được ba cánh miệng. Đúng, lúc trước bên ngoài giống như có náo động thanh âm, biết đã xảy ra chuyện gì sao. Chủ nhân, giống như là vương mẫu nương nương ban bố lệnh truy nã, không biết tại truy nã người nào, thỏ không có quá chú ý. Chủ nhân, ngươi nói vương mẫu nương nương có phải hay không thời mãn kinh rồi ngày ngày truy nã cái này truy nã cái kia. Ba, hằng Nga tại thỏ ngọc đầu nhỏ bên trên vỗ nhẹ. Ngươi này thỏ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận bị nương nương nghe được. Hì hì, thỏ ngọc đáng yêu thè lưỡi, sau đó nhắm mắt lại, chui vào hằng Nga trong ngực. Ai, hằng Nga bỗng nhiên thở dài, ông thỏ ngọc rời đi chỗ ngồi, chạy đại điện bên ngoài đi đến. Những cái kia vũ cơ cùng nhạc sĩ vội vàng dừng lại, đứng ở hai bên. Hằng Nga rời đi thiền điện, Ông con thỏ đi tới một lương đình bên trong, ngồi xuống. Thỏ, chúng ta thân ở quảng hàng cung, ngoại trừ cho Ngọc Đế Bệ Hạ khiêu vũ, không tham dự bọn hắn bất cứ chuyện gì, về sau cắt không thể nói lung tung, biết không? Biết chủ nhân. Thỏ Ngọc nói xong, theo hàng Nga trong ngực nhảy ra ngoài, chui vào dưới chân tiên vụ bên trong. Hàng Nga ngồi trên ghế, nhìn xem quảng hàng cung trên đỉnh cái kia vần loan nguyệt, biểu lộ không nói ra được thanh lãnh mà cô tịch. a à, người nào? người nào đạp ta cái đuôi. Đi ra ngoài chơi đùa nghịch nguyệt thỏ bỗng nhiên hét lên, ngay sau đó liền là một người ảnh theo một mảnh trong bụi hoa vọt lên. Chỉ thấy người kia người mặc một bộ màu đỏ áo giáp, sau lưng lộ ra căn phòng, tựa như một cái rùa đen lớn vỏ bọc, không là người khác, chính là Tây Môn Hạo. Hắn dùng đế vương đồ đem túi cùng mình bao lên, dù sao trên thân bí danh, hạ thân lớn quần cộc, này loại bộ dáng dễ dàng dẫn tới người khác hiểu lầm. Khụ khụ, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Tây môn hạo lúc này mới phát hiện dưới chân có một con thỏ nhỏ, đang cục đuôi phẫn nộ nhìn xem chính mình. Người nào? Ken. Hằng Nga tế ra một thanh bảo kiếm, mặc dù lực chiến đấu của nàng hết sức cạn bã, nhưng bảo kiếm cũng có thể dùng tới phòng thân đúng không? Mà lại có đôi khi còn muốn tiến hành múa kiếm vũ đạo, cho nên trên thân thường mang theo một thanh bảo kiếm. Khụ khụ, Hằng Nga tỷ tỷ, là ta à? Thỏ con thỏ, là ta, còn nhớ rõ sao? Tây môn hạo tận lực nhường nét mặt của mình xem người vật vô hại. Bồ thiên, ngươi không phải cái kia người nào không? Cái kia ký chủ, ngươi làm sao chạy tới đây? Thỏ Ngọc nhận ra Tây môn hạo. a à, là ngươi, ngươi làm sao qua được? Hằng Nga cũng rất tò mò, dù sao bọn hắn là người của hai thế giới. Ừm, là như vậy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiến vào vết nứt không gian, sau đó liền đến nơi này, sau đó liền lạc đường, chuyển A chuyển đã đến Quảng Hàng Cung. May nhờ gặp hàng Nga tỷ tỷ, tỷ tỷ, có thể nói cho ta biết Nam Thiên Môn đi như thế nào sao? Tây Môn Hạo trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hắn chính mình cũng không biết mình nói qua nhiều ít nói láo. Há, thì ra là thế, ký chủ tiên sinh, ngươi thật xa theo một cái thế giới khác tới, vốn nên khoản đãi, nhưng quản hàng cung bên trong không có nam tử, cho nên ta liền không ở thêm, theo cái phương hướng này bay thẳng đến, là có thể đến Nam Thiên Môn. Hằng Nga rõ ràng không muốn để lại Tây Môn Hạo chủ yếu là sợ làm cho phiền toái không cần thiết. Hoa, ta hiểu được, ký chủ, nghe nói vương mẫu nương nương ban bố lệnh truy nã, truy nã không phải là ngươi chứ. Thỏ ngọc bỗng nhiên bắt lấy Tây môn hạo trường bào vạt áo, sợ này tặc nhân chạy giống như. Cái gì? Cái gì lệnh truy nã a? À? Tây môn hạo giả vờ ngây ngốc. Hằng Nga thì là đánh giá tây môn hạo, nhất là đối phương sau lưng căn phòng, hết sức không bình thường. Phía sau ngươi lưng cái gì? Ai? Không dối gạt tỷ tỷ, sau lưng ta trúng kịch độc lớn một cái rất độc lựu cho nên mới thành bộ dạng này quỷ bộ dáng bất quá cũng không ảnh hưởng ta xuất khí không phải sao tây môn hạo lấy ra trang bức dùng quạt xếp nhẹ nhàng quạt mấy lần khoan hãy nói không nhìn phía sau nổi mục thật đúng là đẹp trai không biên giới hằng nga tin tây môn hạo mới có quỷ nàng lại không phải người ngu con hàng này theo một cái thế giới khác chạy tới sau đó vương mẫu nương nương phát ra lệnh truy nã khẳng định không có làm chuyện tốt Hừ, ký chủ, ngươi có phải hay không trộm vương mẫu nương nương bàn đào rồi? Bằng không thì nàng sẽ tuyên bố lệnh truy nã sao? Thỏ Ngọc nhảy tới Tây Môn Hạo trên lưng, nghĩ cách cái kia màu đỏ áo giáp nhìn một chút bên trong là cái gì? Đáng tiếc, Tây Môn Hạo đế vương đồ không phải dễ dàng như vậy thấy. Bàn đào, cái gì bàn đào? Vương mẫu nương nương là ai a? À? Tây Môn Hạo tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Thôi đi ký chủ, cho chúng ta còn làm ra vẻ. Đi nhanh lên đi, chớ liên lụy chúng ta nhanh đi nam thiên môn. Thỏ Ngọc nhảy tới Tây Môn Hạo bả vai, một đôi thỏ mắt quay tròn loạn chuyển. "Ký chủ, đi nhanh lên đi, ta quản hàng cung không chào đón nam tử." Hằng Nga cũng đuổi Tây Môn Hạo rời đi, mặc dù không có thấy lệnh truy nã, nhưng đoán chừng 89 phần 10 là hắn. "Đừng a, à, Hằng Nga tỷ tỷ, con thỏ muội muội, không cần thiết như thế tuyệt a. À. Cốc xấu cũng làm cho lão bằng hữu uống chén tiên gia rượu ngon a." À. Tây Môn Hạo mặt dày mày dạng không nghĩ rời đi thật đúng là gặp muội tử bước bất động bước đi nhanh lên bằng không thì bản cung hô người hằng nga mặt kéo xuống chính mình lại cùng tây môn hạo không quen tây môn hạo xem xét điệu bộ này đành phải nhún vai được a à, nếu tỷ tỷ không lưu ta đây sẽ không quấy rầy cáo từ nói xong nhún người nhảy lên có thể là mới vừa lên đi liền trong nháy mắt rơi xuống hằng nga tỷ tỷ cứu ta vương mẫu nương nương đến rồi đúng vậy hắn mới vừa lên đi liền thấy vương mẫu nương nương mang theo một đội tiên binh hướng về bên này bay tới cái gì nương nương tới hằng nga trong lúc nhất thời rối loạn tất lòng chủ nhân đem hắn giao ra đi thỏ ngọc nhảy tới hằng nga trong ngực tây môn hạo trong lòng giật mình sợ về phía bên hông thần lực súng lục thực sự không được liền uy hiếp các nàng hằng nga trầm tư một lát sau đó thở dài một tiếng ai thôi theo bản cung tới đi nói xong ông thỏ ngọc hướng về chủ điện đi đến tạ tỷ tỷ tây môn hạo thi lễ sau đó bước nhanh theo đi lên hằng nga mang theo tây môn hạo thất ngoặt nắm xoay tránh qua tránh né một chút tiên nữ tiến vào chủ điện tiến vào chủ điện về sau nắm tây môn hạo an bài vào một cái bên trong căn phòng nhỏ khép cửa phòng lại vương mẫu nương nương giá lâm vừa nắm tây môn hạo nấp kỹ bên ngoài liền vang lên một tiếng sướng hát chỉ thấy vương mẫu nương nương mang theo không dưới trăm tên kim giáp nữ tiên rơi vào quảng hàng cung chủ điện trước lúc này hằng nga cũng ôm thỏ ngọc ra đón Quảng hàng cung hằng nga bái kiến nương nương thỏ ngọc bái kiến nương nương thỏ ngọc cũng nhảy ra hằng nga ôm ấp nằm rạp trên mặt đất hành lễ miễn lễ bình thân vương mẫu nương nương hai tay chấp sau lưng nói ra tại nương nương hằng nga cùng thỏ ngọc đứng dậy hằng nga nhưng nhìn đến bản cung lệnh truy nã rồi Vương mẫu nương nương hỏi, Hằng nga lắc đầu. Hồi nương nương, ta một mực tại giáo vũ cơ khiêu vũ, không nhìn thấy, không biết nương nương truy nã chính là người nào. Vương mẫu nương nương nhíu một cái lông mày, sau đó nhìn lướt qua quãng hàng cung chủ điện, vung tay đi vào. Không có tốt nhất, đó là một nhân vật nguy hiểm. Thiên lý nhãn thấy hắn tại vùng này chuyển động, cho nên bản cung tới xem một chút. A à đúng, là người này. Nói xong, hơi hơi khoát tay đỉnh đầu xuất hiện Tây Môn Hạo chân dung. Hằng Nga thấy Tây Môn Hạo chân dung về sau, không khỏi sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục như người bình thường. Nhớ kỹ nương nương, người tới, dân trà. Trăm tên nữ tiên binh nắm toàn bộ quản hàng cung chủ điện vây quanh, chỉ có số ít mấy người đi theo vương mẫu nương nương sau lưng. Vương mẫu nương nương trực tiếp ngồi ở chủ điện trên ghế, tự do quản hàng cung cung nữ bưng trà đưa nước, mà hàng Nga thì là ôm thỏ ngọc đứng ở phía dưới. Người bên ngoài, nắm bên ngoài lục soát một chút, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Phải, nương nương, phía ngoài nữ tiên binh trong nháy mắt tán bắt, bắt đầu tại quảng hàng cung bên ngoài tìm kiếm. Nương nương, ngài là nói cái kia bị truy nã nam tiên đến nơi này. Hằng Nga cố nén để cho mình trở nên phá lệ bình tĩnh. Vương mẫu nương nương nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Bản cung cũng không xác định, dù sao thiên lý nhãn chỉ thấy hắn tại vùng này, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, vẫn là thật tốt lục soát một thoáng thì tốt hơn Quảng hàng cung bên trong đều là vũ cơ Không có sức chiến đấu gì Một phần vạn bị cái kia mâu tạc trà trộn vào tới liền phiền toái Hằng Nga vội vàng thi lễ Tạ nương nương quan tâm Đúng lúc này, một tên quảng hàng cung cung nữ chạy vào Nương nương, cung chủ, nâng tháp thiên vương cùng ba vị thái tử còn có nhị lan thần mang theo người đến Hằng Nga khuôn mặt nhỏ lại là nhất biến Này quảng hàng cung hôm nay xem như náo nhiệt để bọn hắn vào đi. Vương mẫu nương nương đổi khách làm chủ, khiến cho hàng Nga không có nửa điểm tính tình. Đúng, nương nương. Cái kia cung nữ lui xuống. Rất nhanh, nâng tháp thiên vương Lý Tịnh, Kim Tra, Một Tra, Na Tra, còn có nắm chó nhị lan thần tiến vào đại điện. Những cái kia mang tới tiên binh tiên tướng thì là tại bên ngoài cùng những cái kia nữ tiên binh nhóm cùng một chỗ tìm kiếm. Quảng hàng cung nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, mong muốn tìm một người rất khó. Chúng ta gặp qua vương mẫu nương nương, chúng ta chịu ngọc đế chi mệnh, đến đây hiệp trợ đuổi bắt tạc nhân. Lý tịnh đám người sau khi đi vào cùng nhau hành lễ. Từng, làm phiền chư vị, bất quá thiên lý nhãn cũng không nhìn thấy cái kia tạc nhân tiến vào nơi này, lục soát một chút, không có coi như xong. Vương mẫu nương nương dựa vào trên ghế, có vẻ hơi mỏi mệt. Đúng, nương nương. Hút hút, một mực ghé vào nhị lan thần dưới chân hao thiên quyển nhúng nhúng mũi, sau đó cái đuôi lay động đụng đụng nhị lan thần chân. Nhị lan thần cúi đầu nhìn thoáng qua hao thiên quyển, trong nháy mắt liền hiểu, hao thiên quyển tìm tới tây môn hạo. Con chó này bản sự khác không mạnh, mũi tiên giới đệ nhất. Bọn hắn chủ tớ hai người năm đó cũng cùng tây môn hạo cùng uống qua rượu, tán gẫu qua ngày, dĩ nhiên nhớ kỹ tây môn hạo mùi vị. Bất quá nhị lan thần chỉ là cho hao thiên quyển nháy mắt ra dấu, ra hiệu đối phương không nên kinh cử vọng động. Hao thiên quyển, cái mũi của ngươi dễ dùng, có thể nghe đến người kia khí tức vương mẫu nương nương mắt đủ nhọn phát hiện con chó kia dị dạng gâu nương nương ta chưa từng gặp qua người kia không biết người kia mùi a à. hao thiên quyển nằm rạp trên mặt đất trả lời ồ phải không vương mẫu nương nương liếc qua hao thiên quyển gâu hao thiên quyển dùng tiếng kêu của mình trả lời vương mẫu nương nương trong đại điện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc chỉ có phía ngoài tiên binh tiên tướng tìm tòi thanh âm cũng không biết qua bao lâu một tên nữ tiên tướng cùng nam tiên tướng đồng thời tiến nhập đại điện. Nương nương, không có. Nữ tiên tướng thi lễ nói. Thiên vương, không có tìm được. Nam tiên tướng cũng thi lễ nói. Hô, xem ra cái kia tạch nhân không có tới ta quản hàng cung. Hằng Nga nhẹ nhàng thở ra, giả mù sa mưa vỗ vỗ bộ ngực. Thiền điện lục sát sao. Vương mẫu nương nương cũng chưa từ bỏ ý định, bởi vì vùng này không có có thể ẩn nấp thân địa phương, chỉ có này quản hàng cung lục soát nương nương không có nữ tiên tướng trả lời vương mẫu nương nương quay đầu nhìn về phía hằng nga hằng nga tiên tử không ngại bản cung phái người nắm nơi này cũng lục soát một cái đi hằng nga sững sờ sau đó vội vàng thi lễ hằng nga đa tạ nương nương quan tâm còn mời các vị tùy ý từng hằng nga tiên tử không ngại là được bất quá nơi này dù sao cũng là quản hàng cung chủ điện lý thiên vương Người mang theo ba vị thái tử còn có dương tiễn đi tìm đi những người khác khuếch trương phạm vi lớn, đi ra bên ngoài tìm xem. Vương mẫu nương nương cũng không có để cho người ta tại đây bên trong trắng trợn tìm kiếm, cũng xem như vừa cho hàng Nga mặt mũi. Phải, nương nương, mọi người lĩnh mệnh, sau đó riêng phần mình đi chấp hành nhiệm vụ của mình, tiếp tục tìm kiếm Tây Môn Hạo. Ha ha, hàng Nga tiên tử, đều nói ngươi múa nhảy tốt, Ngọc Đế càng là đối ngươi dáng múa tình hữu độc chung, có thể hay không vì bản cung múa bên trên một đoạn. Vương mẫu nương nương kỳ thật không phải xem hàng Nga khiêu vũ, mà là hoài nghi cái kia mâu tạc liền trốn ở chỗ này. Không phải nàng tận mắt nhìn thấy, mà là một loại dự cảm, còn có hàng Nga hơi biểu tình biến hóa. Hằng Nga trong lòng máy động, tiểu tâm can mãnh liệt nhảy một cái, vội vàng thi lễ. Có thể vi nương nương muốn một khúc, là hằng Nga vinh hạnh, còn mời nương nương để cho ta gọi nhạc sĩ tới. Ừm, đi thôi, bản cung liền ở chỗ này chờ lấy. Vương mẫu nương nương bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hằng Nga thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi chủ điện. Quảng hàng cung chủ điện, trong một gian phòng. Tôn ngộ không? Chết hầu tử. Bật mã ôm. Hố chết hạo gia. Tây môn hạo lúc này trốn ở một cái bình phong đằng sau, mở ra huyễn trận, gian phòng này cũng chỉ có nơi này có khả năng giấu người. Hắn đã tại quảng hàng cung bên ngoài, còn có thông hướng gian phòng kia trên đường đều ẩn giấu binh đậu, phía ngoài hết thảy mảy may giấu giếm không được hắn, bao quát đại điện tình hình. Cái kia ngồi ngay ngắn ở đại điện vương mẫu nương nương rõ ràng đang hoài nghi hằng Nga, bằng không thì cũng sẽ không để lý tịnh đợi người tới điều tra. Nhất là nhị lan thần mang theo chó tới, khiến cho hắn không khỏi lo lắng. Trước không nói nhị lan thần cái kia con mắt có khả năng xem thấu hết thảy, chính mình huyễn trận căn bản ngăn không được. Đầu kia hao thiên quyển mũi hắn cũng không biết nên đối phó thế nào, mũi chó nhất linh liền trong lòng hắn hỏi thăm tôn ngộ không thời điểm, trên hành lang binh đậu truyền đến một hình ảnh, là nhị lang thần nắm chó, sau lưng còn đi theo tiểu na tra. Mà Lý Tịnh thì là mang theo kim tra cùng một tra đi một bên khác. Tây môn hạo tâm kinh hoàng không thôi, cũng không biết này ba cái nhận biết gia hỏa, có thể hay không giống hàng Nga như thế giúp mình một thoáng. Hút hút, chủ nhân. Hào thiên khuyển bỗng nhiên ngừng lại, nhúng nhúng mũi, đối cửa một gian phòng biểu biểu miệng chó, chính là tây môn hạo giấu kính gian phòng tìm được na tra bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên hao thiên tìm được nhị lan thần cho hao thiên quyển nháy mắt ra dấu go gâu không có chủ nhân nơi này không có hao thiên quyển dây hiểu cái kia tiếp tục đúng chủ nhân hao thiên quyển tiếp tục vương thẳng trước mũi tiến vào nhị lan thần theo sát na tra thì là theo ở phía sau rất nhanh nhị lan thần cùng hao thiên quyển như không có chuyện gì xảy ra đi tới mà Na Tra thì là ngừng một chút, nhắm mắt lại cảm ứng một phen, không khỏi biểu lộ cổ quái. Này Tam nhãn gia hỏa sẽ không cũng nhận biết ký chủ a. Không sai, Na Tra cảm ứng được Tây Môn Hạo khí tức, hắn đi qua hai ba lần vị diện kia, dĩ nhiên biết người nơi đâu khí tức. Chính mình cũng có thể cảm giác được, Hao Thiên quyển khẳng định cũng không có khả năng buông tha. Chỉ bất quá này một người một chó giả bộ như không có phát hiện, khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn bị Tây Môn Hạo triệu hoán đều là bí mật không thể nói, trừ phi cùng một chỗ bị triệu hoán qua, bằng không thì vĩnh viễn không sẽ tiết lộ. Quy, Na Tra, Đi A. À. Nhị Lan thần sợ Na Tra nhìn ra, vội vàng thúc giục. Há, tới. Na Tra nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh hơn. Bên trong Tây Môn Hạo xem rõ rõ ràng ràng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hô, mấy ca, đủ ý tứ, còn có hao thiên khuyển, hạo gia lần sau cho ngươi bao cái đại hồng bao hắn biết là người ta cố ý buông tha mình bằng không thì căn bản không gạt được bọn hắn trong đại điện hằng nga một khúc coi như thôi lý tịnh mấy người cũng nắm quản hàng cung lục soát một phen kết quả có thể nghĩ hết thảy năm người một con chó tiên hữu hai người một chó là nội gian dĩ nhiên không có kết quả gì vương mẫu nương nương thấy điều tra không có kết quả đành phải mang theo người rời đi tiếp tục đi địa phương khác tìm kiếm cái này khiến hằng nga cuối cùng nhẹ nhàng thở ra ký chủ ngươi mau chóng rời đi. Lần này tính ngươi may mắn, lần sau ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Ngươi đi nhanh lên đi. Hằng nga nhìn xem Tây môn Hạo, hiện tại tiểu tâm can còn phù 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 nhảy đây. Nếu để cho Vương mẫu nương nương biết mình chứa chấp tội phạm truy nã, liền là Ngọc đế cũng không bảo vệ được chính mình. Bởi vì cái gọi là thiên vương lấp mặt đất hổ, Ngọc đế sợ Vương mẫu. Được a, à, lần này đa tạ tỷ tỷ, ta đi. Tây Môn Hạo liền là da mặt dù dày cũng không tiếp tục chờ được nữa, chấp tay thi lễ, sau đó bay khỏi quảng hàng cung. Hô! Cuối cùng đã đi, thỏ, ngươi nói hắn có phải hay không chuyên môn trộm bàn đào tới. Hằng Nga nhìn xem dần dần đi xa Tây Môn Hạo, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ai nha? Chủ nhân! Hỏng! Thỏ Ngọc bỗng nhiên cao giọng kêu lên. Hằng Nga tay lắc một cái, kém chút nắm Thỏ Ngọc rơi trên mặt đất. Thỏ! Làm sao vậy? Ai? Chủ nhân, hắn khẳng định là tới trộm bàn đào, trên lưng hắn lưng khẳng định là bàn đào, chúng ta vậy mà quên muốn mấy cái nếm thử, người ta còn chưa từng ăn qua đây. Thỏ ngọc khóe miệng nhỏ xuống một giọt ống ánh chảy nước miếng, hối hận muốn chết nhanh. Hằng Nga trong nháy mắt ngạc nhiên, này thèm con thỏ, sẽ còn dọa người, nhịn không được duỗi ra thiên thiên ngón tay tại thỏ ngọc trên mũi vuốt một cái. Thèm thỏ, chỉ có biết ăn thôi. Bỗng nhiên, hai đạo lưu quang từ không trung rơi xuống, thẳng đến hằng Nga kéo tới. Hằng Nga một vất ống tay áo, ngăn cản cái kia hai đạo lưu quang, thân thể nhất chuyển vòng, thấy rõ bay tới đồ vật, lại là hai khỏa hương khí bốn phía bàn đào. Hoa, bàn, ô ô ô, thỏ ngọc miệng bị Hằng Nga che, chớ quấy rầy, cẩn thận bị người thấy. Hằng Nga nhìn bốn bề vài lần, sau đó đem bàn đào nhét vào trong ngực, ôm thỏ ngọc vội vã tiến vào chủ điện, còn đóng lại cửa điện. Bàn đào, nàng cũng không nhớ rõ bao nhiêu năm trước nếm qua một lần, sao có thể không thích. Ha ha ha, quả nhiên phía trên có người dễ làm sự tình a. À. Hằng Nga, Thỏ Ngọc, Nhị Lan Thần, Hao Thiên Quyển, còn có Na Tra, Hạo Gia cảm ơn các ngươi. Tây Môn Hạo trong lòng hướng mọi người nói tạ, đồng thời chạy Hằng Nga chỉ dẫn phương hướng đi Nam Thiên Môn. Nếu như không phải có này chút nhận biết các thần tiên, đoán chừng tại quảng hàng cung hắn liền bị vương mẫu nương nương bắt lại, hắn đều không dám suy nghĩ hậu quả. Hắc hắc, này còn không phải công lao của ta hề hề lúc này nhảy ra tranh công cút ngươi không phải không để ý tới hạo gia sao tây môn hạo thường ngày đổi hề hề Móa ngươi có hay không lương tâm hề hề ủy khuất mắng đúng rồi ngươi là thế nào đem bọn hắn làm đi qua tây môn hạo này đổi chủ đề bản sự càng ngày càng lô hỏa thuần thanh hề hề dây yên lặng quy không phải đâu nói một chút thôi còn có a ngươi nói nơi này cùng ta xuyên qua địa phương là hai cái vị diện cái kia còn có hay không cái khác vị diện đâu tây môn hạo vấn đề này đã sớm muốn hỏi có rất nhiều hoặc là nói vô số hề hề lần này không có dấu giếm tây môn hạo dù sao đối phương đều mặc toa đến vị diện khác tới có phải hay không chỉ cần trở thành sáng thế thần là có thể sáng tạo một cái vị diện từng hề hề trả lời hết sức ngắn gọn tây môn hạo nhẹ gật đầu xem ra cùng chính mình tưởng tượng một dạng cái kia sáng thế thần đâu bọn hắn cuối cùng đi tới ngươi thật muốn biết hề hề hỏi lại nói nhảm ngươi nói xem tây môn hảo trắng hề hề liếc mắt mặc dù đối phương nhìn không thấy ừm làm sao nói cho ngươi đâu so như thần vực thần vực quản lý rất nhiều đại lục sau đó này chúc đại lục cường giả đỉnh cao hội tụ đến thần vực mà này chúc vị diện cường giả đỉnh cao tại sáng tạo ra thế giới của mình về sau liền sẽ đi cao cấp hơn địa phương cao cấp hơn địa phương. Địa phương nào có hay không có thể vĩnh sinh bất tử. Tây Môn Hạo Tâm bỗng nhiên nhảy lên một chút, phản phất biết cái gì bí mật kinh thiên, có khả năng vĩnh sinh bất tử nhưng sẽ bị giết chết, còn có, nói cho ngươi một cái bí mật. Hề hề ngữ khí bỗng nhiên biến âm u dân lên. Bí mật gì? Tây Môn Hạo Tâm cũng nhấc lên. Hắc hắc, lão nương liền đến từ cái này bên trong. Hề hề lời nhường Tây Môn Hạo vẻ mặt cự biến khống chế máy phi hành đều hoãn chuyển động tây môn hạo lúc này nội tâm nhất lên sóng to gió lớn hắn một mực liền hiếu kỳ hề hề tới từ nơi đâu hôm nay mới biết đối phương vậy mà đến từ so thần vực cao cấp hơn địa phương đó là một cái địa phương nào có thể xuất hiện hề hề này loại biến thái hệ thống cách không được chính mình khiến cho tài liệu tại đối phương trong mắt đều là rác rưởi một đống lớn trân quý tài liệu cũng bất quá bị đối phương biến thành mấy dọc dịch thể nguyên lai like đối phương đến từ một cái siêu cấp vị diện thế giới. Bỗng nhiên, hắn phản phất toàn hiểu rõ, đối phương chọn trúng chính mình không phải ngẫu nhiên, mà là chắc chắn. Đối phương như thế giúp mình, giúp đỡ chính mình tốc độ cao tăng lên, có lẽ chính là vì chính mình thanh đối phương mang đi lên. Đương nhiên, đối phương càng giống trở thành người. Đi qua cố gắng của mình, trợ giúp đối phương trưởng thành, hai người bọn hắn giúp đỡ cho nhau. Hề hề tại năm đó địa cầu cứu mình, mang theo chính mình linh hồn xuyên qua, sau đó một đường trợ giúp chính mình mạnh lên. Mà hề hề thì mỗi một lần thăng cấp đều mang ý nghĩa đồng dạng đang thay đổi mạnh, dùng về phần hiện tại có khả năng xuất hiện giả lập ảnh hình người. Còn có mỗi lần đều lấy đi hàng loạt tài liệu, nói cái gì đi chữa trị, chữa trị cái gì. Còn có rất nhiều bí ẩn cần chính mình đi mở ra, còn có rất nhiều những thứ không biết cần chính mình đi tìm hiểu, tất cả những thứ này hết thảy, có lẽ chỉ có chính mình trở thành sáng thế thần sau mới có thể biết. Quy, Tiểu Nhật Thiên ngươi phiền phức tới hề hề lời đem tây môn hạo theo trong lúc miên man suy nghĩ kéo lại tây môn hạo đột nhiên hoàng hồn quay đầu nhìn lại lập tức kinh hãi chỉ thấy một đội tiên binh tiên tướng đang hướng phía chính mình bay tới mặc dù mình làm rối loạn tóc nhưng chỉ cần tới gần khẳng định sẽ lộ tẩy người đến ngừng bước tiếp nhận kiểm tra dẫn đầu một tên tiên tướng quát to ken két tây môn hạo rút ra thần lực súng lục đồng thời cũng lấy xuống một khỏa gia cường phiên bản cao bạo lựu đạn. Tiếp nhận kiểm tra, tra ngươi muội đi. Phát âm nhi nã hầu, vù, oanh. Theo một hồi nổ vang, chói mắt kim quang lấp lánh, cái kia một đội đại khái 20 tên tiên binh tiên tướng trong nháy mắt bị kim quang thôn vệ. Phanh phanh phanh, Tây Môn Hạo đánh sạch sáu phát, sau đó trong lòng khẽ động, phi hành thuyền đổi một cái phương hướng tốc độ cao bay lượng. A, à. kim quang bên trong phát ra một chuỗi kêu thảm, lại bị lựu đạn nổ thương, còn có bị Tây Môn Hạo thần lực súng lục trực tiếp nổ đầu. Đợi kim quang tan biến, 20 tên tiên binh tiên tướng còn lại không biết đủ 10 tên, lại toàn thân mang thương. Hắn là tội phạm truy nã, truy, thông tri mặt khác đội ngũ. Tên kia tiên tướng thụ thương nhẹ nhất, ra lệnh một tiếng liền đuổi theo, đồng thời xuất ra một mặt lệnh bài, thông tri cái khác đội ngũ tuần tra. Mẹ nó, đừng đuổi theo, hạo gia không muốn giết người, còn không có hồng bao. Tây Môn Hạo một bên điên cuồng chạy trốn, một bên chửi mắng. Vừa rồi giết chết 10 cái, mặc dù nhìn không ra tu vi, nhưng một cái hồng bao đều không có tuôn ra đến, nhưng ban đầu chỉ muốn rời đi hắn càng không giết người hứng thú. Có thể là những tiên binh kia tiên tướng chẳng những không có giảm bớt, hơn nữa còn theo bốn phương tám hướng bay tới từng đội từng đội tiên binh tiên tướng. Mẹ nó, chọc cổ ông vò vẻ. Tây môn hạo nhìn xem bốn phương tám hướng bay tới tiên binh tiên tướng, chính mình rõ ràng bị bao vây này nổi bật tiểu tặc kia mau mau chặt đầu phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn chỉ thấy một tên người mặc hoa sen chiến giáp tiểu tướng chân đạp hai cái phong hỏa luân chính là na tra tây môn hạo xem xét là na tra chẳng những không có sợ hãi trái lại mừng rỡ tăng nhanh tốc độ vọt tới ha 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 ngươi chính là tam thái tử a hai ta đánh một chầu này rút nát chuột nhắc xem thương na tra tăng nhanh tốc độ thẳng đến Tây Môn Hạo vọt tới, trong tay hỏa tim thương sáng lên một hồi ánh lửa. Tây Môn Hạo xem bí mắt trực nhảy, hắn cuối cùng hiểu biết đạo na tra thực lực, tuyệt đối cao hơn chính mình, hơn nữa còn cao không ít. Nhưng cao về cao, nếu na tra tới, chính mình liền muốn phản kích. Trong lòng hơi động, dưới chân phi hành thuyền biến thành yển nguyệt đao, dơ lên nên đón tiếp lấy. Công, nhất kích, Tây Môn Hạo chỉ cảm thấy cánh tay rung lên. Mà Na Tra thì là một cái lắc mình, cùng tây môn hạo đi cái vị trí xoay tròn hỏa tiêm thương lại là một thoáng tây môn hạo vội vàng lần nữa nâng đao đón lấy công họa tàu tây môn hạo cảm giác mình bị núi đụng cả người bay ngược ra ngoài so với chính mình tốc độ phi hành nhanh hơn mà na tra thì là cũng bay ngược ra ngoài đồng thời hô lớn mọi người cẩn thận này tặc lợi hại những cái kia đuổi theo tiên binh tiên tướng rõ ràng sửng sốt một chút na tra tam thái tử thực lực là rõ như ban ngày có thể bị đối phương nói lợi hại đoán chừng rất lợi hại cho nên bọn hắn do dự một chút dù sao thần tiên cũng sợ chết liền là này một lưỡng lự tây môn hạo đã biến mất tung tích hừ truy na tra hừ lạnh một tiếng sau đó hướng về tây môn hạo chạy trốn phương hướng đuổi theo bất quá tốc độ so lúc trước chậm rất nhiều mà tây môn hạo đâu đã sớm bay xa ha 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 mẹ nó đủ ý tứ Tây môn Hạo dĩ nhiên biết Na Tra là cố ý thanh chính mình đánh bay. Này Tam Thái Tử thật đặc biệt đầy nghĩa khí. Bất quá, quy, hề hề, Na Tra làm sao mạnh như vậy a? À? Vậy cái này tiên giới không là cường giả vô số. Tây môn Hạo lắc lắc trung lên cánh tay, hắn còn là lần đầu tiên bị người đánh bay xa như vậy. Bởi vì cái này vị diện, sau người vị diện kia cao cấp lại đặc thù, tồn tại thời gian dài, xây dựng vị diện đại thần cũng mạnh, hiểu chưa? vô số cái vị diện có mạnh có yếu mà thần vực chỉ là bình thường hề hề nhảy ra để giải thích một phen há thì ra là thế thật nghĩ đi vị diện khác đi xem một chút a à. tây môn hạo cảm khái lên không biết này vô số vị diện đều là dạng gì có gì đáng xem nỗ lực a à thiếu niên chờ ngươi mở ra chính mình vị diện cảm giác kỳ thật cũng là như thế tốt tiếp tục đào mệnh đi bị vương mẫu nương nương bắt lấy ngươi đã có thể thảm rồi nha hề hề lại nhói một cái tây môn hạo tâm, sau đó có biến mất tung tích. Làm, tây môn hạo khoa tay một thoáng ngón giữa, sau đó tiếp tục hướng về phía trước chạy trốn. Bất quá nam thiên môn phương hướng đã có rất nhiều tiên binh tiên tướng, chỉ có thể lượng quanh cái vòng đi nam thiên môn. Hắn lúc này tựa như là tiên giới một đầu chuột, vẫn là một đầu tướng mạo bại lộ chuột. May nhờ người ở đây ít rộng, bằng không thì liền thật thành chuột chạy qua đường. Có lẽ là na tra nguyên nhân, từ khi hất ra lần kia bao vây về sau gặp phải tiên binh tiên tướng rất ít liền là xa xa thấy chỉ cần cẩn thận ẩn giấu vẫn có thể tránh thoát đi kỳ thật hắn không biết hắn đã tại nhị lan thần dẫn đầu đội ngũ tiền phi một vòng hao thiên quyển mũi chó thật xa đã nghe đến tây môn hạo mùi sớm thông truy nhị lan thần sau đó trực tiếp nhường nhường tây môn hạo thông qua đi tây môn hạo bay a à bay chẳng qua là nhớ kỹ một cái phương hướng căn bản không biết mình bay tới nơi đâu khoảng cách Nam Thiên Môn vẫn còn rất xa. Tiên giới đuổi bắt Tây Môn Hạo động tác càng ngày càng tấp nập, cho dù là mở ra lấy huyễn trận, giống như cũng không thể hoàn toàn tránh thoát những tiên nhân kia nhóm. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thanh tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, mau chóng trời đi mới là. Hắn đã lấy một ngụm túi bàn đào, này chúc bàn đào muốn an toàn mang về phân cho mọi người trong nhà, đây mới là hắn chuyện trọng yếu nhất. Này, nổi bật cái kia tên giặc, dừng lại đang ở đi đường tây môn hạo bỗng nhiên thắng gấp thần lực súng lục trực tiếp dơ lên bất quá thấy rõ người tới sau liền nhẹ nhàng thở ra nhất là thấy đối phương cười khanh khách bộ dáng càng thêm yên tâm ha 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 lữ ca đã lâu không gặp a tây môn hạo khống chế phi hành thuyền nên đón tiếp lấy đối diện một tên anh tuấn công tử đang đạp lên một thanh tiên kiếm bay tới chính là lữ đồng tân ha 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 ngươi tiểu tử này làm sao các ngươi cái kia chứa không nổi ngươi rồi chạy này sống tới lữ đồng tân tiên kiếm đứng tại tây môn hạo trước mặt ai tiểu hài không có mẹ nói rất dài dòng a lữ ca đây là muốn đuổi bắt ta sao tây môn hạo đang nghe truyện trên tv audio cv hỏi ha ha vương mẫu nương nương sự tình bản tiên mới lười nhát quản bản tiên muốn đi một vị tiên hữu nơi đó làm khách a à đúng ngươi còn không mau chóng rời đi tại đây bên trong bay loạn cái gì hiện tại toàn bộ tiên giới rất nhiều người đều gặp ngươi lệnh truy nã ai ta cũng muốn mau chóng rời đi a à. tại đây không đang tìm nam thiên môn à chỉ có đó mới có thể rời đi tây môn hạo thở dài nam thiên môn lệch ngươi hẳn là hướng cái kia bay ngươi cái phương hướng này lại bay đã đến đâu xuất cung nếu như bị thái thượng lão quân phát hiện ngươi đã có thể thảm đi lữ đồng tân làm tây môn hạo chỉ cái hướng đi đâu xuất cung tây môn hạo nhãn tình sáng lên nhớ tới tây môn hạo trộm tiên đang sự tình tà tâm không khỏi rối loạn lên. Đúng vậy a, à. nhanh đi nam thiên môn đi, bản tiên cũng đi, bị người phát hiện nên hiểu lầm. Ký chủ, cáo từ, lữ đồng tân liền ôm quyền, sau đó trực tiếp đạp lên tiên kiếm hóa thành một đạo lưu quan. Ai? Tây môn hạo vốn định cho đối phương một khỏa bàn đào, có thể là con hàng này rõ ràng là sợ làm cho hiểu lầm không cần thiết, căn bản không cho mình cơ hội. Uy. tiểu nhật thiên, ngươi sẽ không thật đi trộn tiên đan A. À? hề hề lại nhảy ra ngoài. Hắc hắc, ngược lại bàn đào cũng trộn, không bằng đi đâu xuất cung đi dạo, tiên đan A, ăn có khả năng gia tăng tu vi. Tây môn hạo liếm môi một cái, hai mắt lập lòe tiểu tinh tinh. Trước không nói tạo hóa đan, bình thường tiên đan chính mình cũng nếm qua, có thể gia tăng mấy chục năm tu vi đây. Bàn đào mình bây giờ ăn đã gia tăng không có bao nhiêu tu vi, có thể là tiên đan còn có thể tiếp tục gia tăng A. Lần này xuyên qua là đúng là mẹ nó đáng giá lại sau khi trở về, không chỉ chính mình, người bên cạnh mình cũng sẽ làm cho cả phiền thần quốc chấn động. Lần này sau khi trở về, chính là phát động tổng tiến công thời điểm. Ngược lại hình nguyệt phân thân đã bị chính mình cho ba bột, không bằng trực tiếp làm rõ. Đâu xuất cung, thái thượng lão quân luyện đang chỗ tu luyện. Tây môn hạo theo lúc trước đi chệch phương hướng bay thẳng đến, tránh thoát mấy chi đội ngũ tuần tra, cuối cùng thấy được một mảnh dãy cung điện, nói ít cũng có vài chục tòa lớn nhỏ cung điện mẹ tới tiếp. Này có thế làm thế nào a? À? Tây môn hạo nhìn trước mắt dãy cung điện, đây là một mảnh trôi nổi tại tiên vụ phía trên dãy cung điện, có thể nói ngoại trừ đi vào, bằng không thì không có bất kỳ cái gì ẩn giấu địa phương. Nhưng vì tiên đan, vẫn là mở ra huyễn trận, cẩn thận bay đi, hy vọng thái thượng lão quân lúc này không ở nhà, hoặc là tại bế quan tu luyện, lại hoặc là chuyên tâm luyện đan, không phát hiện được chính mình. Có lẽ cầu nguyện của hắn có tác dụng, mãi đến tiến vào dãy cung điện, cũng không có gặp được ngăn cản mà lại chẳng qua là gặp mấy cái vội vàng mà qua tiểu đạo sĩ tây môn hạo không biết thái thượng lão quân luyện đang điện ở đâu chỉ có thể một tòa tòa tìm kiếm liền rải đậu thành binh đều không dám sử dụng bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra thái thượng lão quân rải đậu thành binh hẳn là so với chính mình còn ngưu bức dù sao rải đậu thành binh là đạo thuật mặc dù mình cùng thái thượng lão quân nhận biết còn gặp qua hai mặt nhưng mình không phải thần khôi cùng đối phương không có giao tình gì. Mà coi như là nhận biết, cũng cũng không thể nói, lão quân, ta là tới trộm ngươi tiên đan, tạo thuận lợi quá. Nói như vậy, đoán chừng sẽ bị một bàn tay chụp chết. Cung điện to lớn bầy mặc dù đều lơ lửng giữa không trung, nhưng cũng gấp cuốn quyết, mỗi một tòa cung điện cùng cung điện ở giữa đều có ngọc thạch trải đường, thậm chí còn có cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ cây cối. Này này, sư huynh nhanh lên, khó được sư tổ đi thăm bạn, chúng ta nhanh đi hạ giới chơi đùa một phen ngay tại tây môn hạo mở ra lấy huyễn trận lén lén lúc lúc tìm kiếm luyện đan điện thời điểm hai cái đạo đồng theo một ngọn núi giả đằng sau đi ra tây môn hạo vội vàng giấu ở một cái to lớn thông đỉnh đằng sau dựng lên lỗ tai sư đệ không tốt a à? ngươi quên năm đó kim giác sư thúc cùng ngân giác sư thúc sao bọn hắn hiện tại còn bị sư tổ trừng phạt diện bích hối lỗi đây một tên đạo đồng có chút sợ hãi nói ha ha sư đệ ta có thể là nghe nói sư tổ lần này thăm bạn muốn đi một tháng đây đừng quên trên trời một ngày dưới mặt đất mười năm chúng ta chơi mấy ngày liền trở lại một tên khác đạo đồng cười nói thật sao người sư đệ kia tâm động hắc hắc đi thôi sư đệ hạ giới chơi cũng vui người sư huynh kia đã đợi không kịp kéo người sư đệ kia liền bay ra đâu xuất cung tây môn hạo tại thông đỉnh đằng sau nghe nhếch miệng lên thái thượng lão quân không ở nhà thật sự là cơ hội trời ban a hắc. lão quân hạo gia hôm nay xin lỗi rồi a oanh ngay tại hắn đắc ý thời điểm toàn bộ đâu xuất cung vang lên một hồi vang trầm toàn bộ đâu xuất cung đều lung lay một thoáng không tốt rồi nổ lô á nhanh cứu hỏa mau mau luyện đan điện đang lô nổ nhanh đi cứu hỏa toàn bộ đâu xuất cung trong nháy mắt lộn xộn hàng loạt đạo sĩ hướng về một chỗ bay đi tây môn hạo thừa cơ lách mình ra tới sau đó cùng những đạo sĩ kia sau mặt ngó về phía luyện đang điện chạy đi chính mình đang lo tìm không thấy đâu lại gặp nổ lô có lẽ thật giống người của thần vực nhóm đối với mình đánh giá như thế mình tới đâu thế nào liền lộn xộn đến giao trì vương mẫu nương nương phát lệnh truy nã đến quản hàng cung trước lấy một đám người điều tra hiện tại chính mình vừa tới đâu xuất cung liền nổ lô tây môn hạo đi theo một đám đạo sĩ đến một tòa cung điện trước sau đó giấu ở nơi xa ném ra một khỏa binh đậu, khoảng cách gần xem xét. Luyện đang điện, thái thượng lão quân luyện đang địa phương. Bất quá lúc này theo cửa điện nhìn lại, chỉ thấy bên trong ánh lửa ngút trời, một đám đạo sĩ đang đang dập lửa. Này thái thượng lão quân luyện đang hỏa diễm có thể là tam muội chân hỏa, cho nên bọn hắn cứu hỏa đồ vật không phải nói, mà là một loại cắt đất, là chuyên môn dập tắt tam muội chân hỏa. Tại cửa đại điện, hai cái đã bị đốt cha mẹ không nhận đạo đồng quỳ trên mặt đất, một tên râu dài lão đạo đang đứng tại trước mặt hai người lớn tiếng quát lớn chuyện gì xảy ra sư tôn nhường các ngươi hai cái nhìn xem đang lô làm sao lại nổ lão đạo kia râu ria đều nhanh vểnh lên đi lên vẻ mặt vô cùng khó coi hồi hồi bẩm sư thúc tổ đệ tử cũng không rõ ràng quạt quạt bỗng nhiên hỏa diễm không ổn định dâng lên liền nổ một tên đạo đồng thân thể khẽ rung may nhờ mới vừa rồi không có tạo thành thương vong nếu không mình không có bị nổ chết cũng sẽ bị đánh chết. Sư, sư thúc tổ, là, là, đệ tử sai, đệ tử ngủ gật một thoáng, cho nên sư huynh bên kia hỏa diễm tràn đầy, đệ tử bên này hỏa diễm yếu đi. Còn mời sư thúc tổ tha mạng, tha mạng A, một tên khác đạo đồng cuốn quyết dập đầu, đập cái trán đều phá. Ngươi, các ngươi, ai, này một lò có thể là tạo hóa đan, cứ như vậy nổ, chờ sư tôn trở về tiếp nhận trừng phạt đi. Ai? lão đạo kia thở dài, sau đó quay người tiến vào luyện đan điện. Mà cái kia hai cái đạo đồng dọa đến tê liệt ngồi dưới đất, nếu như không phải mặt bị đốt tối đen, đoán chừng là cho tàn chi sắc. Phá của A, phá của A, Tây Môn Hạo nứt trong bóng tối đau lòng không thôi, tạo hóa đan A, một khỏa một vị chủ thần kỳ A. Luyện đan điện hỏa rất nhanh bị dập tắt, xem ra những đạo sĩ này làm không ít việc này, dù sao nổ lô cũng là thường sự tình, trừ phi lão quân tự mình giám sát luyện đan luyện đan điện bị tạc khắp nơi bừa bộn, đan lô cũng xuất hiện vết rách, cái nắp đã sớm theo đại điện đỉnh chấp bay ra, không biết bay đến người nơi đó, chỉ lưu lại một lỗ lớn. Tây môn hạo đã sớm thừa dịp loạn đến luyện đan điện nóc nhà, cách lỗ thủng lớn nhìn xem phía dưới. Bất quá hắn thất vọng, nơi này chẳng qua là luyện đan, cũng không có thịnh đan dược hồ lô, mà lại một chút đạo sĩ đang ở thu thập tàn cuộc, nghĩ muốn tìm đan dược không thể nào. Các ngươi làm sao cũng tới. Tàng Đan Điện người nào đang tại bảo vệ? Ngay tại Tây Môn Hảo thất vọng muốn rời khỏi thời điểm, chợt nghe lão đạo kia thanh âm khiến cho hắn tinh thần vì đó chấn động. Sư thúc tổ Tàng Đan Điện có thanh ngưu trong coi chúng ta là tới cứu lửa, nhanh đi về cẩn thận cái kia hầu tử lại đến trộm đan. Lão đạo kia lớn tiếng quát lớn là ôi không lại là hầu tử, hầu ca chẳng lẽ hiện tại còn thường xuyên trộm tiên đan mẹ nó lần này cũng không nên gặp lại ngươi a à. tây môn hạo trong lòng thầm mắng nếu không phải bàn đào viên tôn ngộ không hố chính mình một thanh chính mình khắc khổ bị vương mẫu nương nương hạ lệnh truy nã a à. uy ngươi cũng là tới trộm đan Ách! tây môn hạo thân thể cứng đờ bởi vì bả vai bị người vỗ một cái cái thanh âm kia lại vô cùng quen thuộc duỗi tay lần mò bờ vai của mình quả nhiên sờ đến một cái lông xù bàn tay hầu ca không phải đâu ta có thù oán với ngươi sao Tây Môn Hạo vẻ mặt đau khổ quay đầu nhìn lại, Tôn ngộ không cái kia hàng, không biết lúc nào liền ghé vào bên cạnh mình, còn đang nắm bờ vai của mình. Hắc hắc, tiểu tử, đừng quên, nếu không phải ta lão tôn cho ngươi cái này túi, ngươi còn trong ngực nhét hộp đào đâu. Tôn ngộ không vỗ vỗ Tây Môn Hạo phía sau lưng nổi mục. Có thế ngươi thành công vung nồi cho ta a? À? nhưng vương mẫu nương nương đầy tiên giới truy sát ta. Tây Môn Hạo ngẫm lại liền muốn thổ huyết. Hắc hắc, đi, không muốn nói cái kia lão nương môn. Ngươi có phải hay không tới trộm tiên đan? Ngươi thế nào biết lão quân không ở nhà? Tôn ngộ không xem ra tình báo so tây môn hạo muốn làm sung túc, đã sớm biết thái thượng lão quân ra cửa. Ta, ta muốn từ nam thiên môn trở về, thế nhưng lạc đường, này không tới cái này sao? Tây môn hạo nói dối há mồm liền ra, còn gương mặt quỷ khuất. Ồ, lạc đường, tôn ngộ không con ngươi đảo một vòng, sờ lên cằm. Tây môn hạo lớn mau so khỉ còn tin, có thể là hắn không có trường mau, cho nên còn không lừa được cái này khỉ. Cụ khụ, hầu ca, ngươi là tới trộm tiên đan sao? Tây môn hạo lại một lần nữa chỗ dùng nói sang chuyện khác đại pháp. Hắc hắc, bằng không thì ngươi cho rằng ta lão tôn tới nơi này làm gì? Tốt, xem ở ngươi thay ta lão tôn cổng một lần nổi mức, hôm nay ta liền mang ngươi trộm tiên đan, không có ta lão tôn ngươi không thể được nha. Ngươi cũng đã biết, lò luyện đan này nổ lô, cũng là ta lão Tôn làm ra. Hì hì ha ha. Tôn Ngộ không che miệng trộm cười rộ lên, lộ ra là đắc ý như vậy. Ồ, nhưng ta nghe nói là một cái xem đang lô đạo đồng ngủ thiếp đi a. À. Tây Môn Hạo coi là Tây Môn Hạo lại hướng sắc mặt mình thiếp vàng. Lại, xem đây là cái gì? Tôn Ngộ không buông tay, trong tay xuất hiện một cái màu đen tiểu côn trùng. Tây Môn Hạo con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên nghĩ đến trộm ăn nhâm sâm quả kiều đoạn. Sâu ngủ, thông minh tôn ngộ không vỗ vỗ tay môn hạo bả vai sau đó rút ra một thanh lông khỉ đối bàn tay thổi tiên khí trong nháy mắt xuất hiện một thanh sâu ngủ tây môn hạo xem tê cả da đầu cái kia một thanh lít nha lít nhít tiểu côn trùng vừa đi vừa về nhấp nhô đơn giản không nên quá rùi trâu người tiểu tử hôm nay liền để ngươi xem một chút ngươi hầu ca thủ đoạn đi tôn ngộ không vung tay lên vô số sâu ngủ bay ra ngoài trong chớp mắt bay khắp toàn bộ đâu xuất cung rất nhanh một hồi phù phù loạn hưởng, còn kèm theo từng đợt tiếng ngáp, đâu xuất cung tất cả đệ tử toàn bộ lâm vào ngủ say, phía dưới những cái kia đang đánh quét các đệ tử trực tiếp bò tới phế tích bên trên ngủ thiếp đi, còn ngáy lên. Ngưu bức A ta dọc hầu ca, dậy một chút ta thôi. Tây môn hạo quả là nhanh sùng bái chết tôn ngộ không, đây quả thực quá thần kỳ. Ha ha ha, tốt, bất quá đầu tiên ngươi phải có lông khỉ có thể rút, bằng không thì ngươi điểm này mau mau, đủ rút mấy lần đâu. Tôn Ngộ không nói xong, liếc qua Tây Môn Hạo phía dưới, sau đó bay về phía tàn đan điện. Tây Môn Hạo một cái giật mình, lấy tay xoa bóp một cái, hắn cũng không muốn mình bị rút thành thanh long. Ai? Hầu ca, chờ một chút ta a. À. Tàn đan điện, thái thượng lão quân đặt đan dược địa phương. Tại tàn đan điện cửa chính, bốn tên thủ vệ đạo sĩ đã ngủ say như chết. Tây Môn Hạo đi theo Tôn Ngộ không tiến vào tàn đan điện, đập vào mắt là từng dãy giá đỡ, phía trên trưng bày từng cái dược hồ lô, còn lập loè nhàn nhạt vần sáng. Tại đại điện chính trung tâm, một đầu to lớn thanh ngưu nằm rạp trên mặt đất, ngáy khò khò đang ngủ say, mỗi một lần hơi thở đều sẽ thanh trên mũi kim cương mài bay lên, lộ ra cực kỳ buồn cười. Nhưng Tây Môn Hạo lại nhìn xem cái kia kim cương mài hai mắt tỏa ánh sáng, món đồ kia có thể là chuyên môn thu các loại pháp bảo bảo bối A. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không ngốc đến thanh lỗ mũi trâu bên trên rút kim cương mài, mà là học tôn ngộ không dáng vẻ nhào tới trên kệ cầm lên một cái dược hồ lô mở ra miệng tử ra bên ngoài khẽ đảo một khỏa tiên đang xuất hiện trong tay còn kèm theo một hồi mê người mùi thuốc đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được bình thường tiên đang một khỏa mẹ nó một trong đó mới một khỏa tây môn hạo lại đổ đảo đúng là một khỏa uy nhanh lên cầm thanh ngư tỉnh lại liền không dễ chơi tôn ngộ không một bên thúc giục tây môn hạo một bên đem thanh đang dược rót vào một cái hồ lô bên trong, lộ ra là nhẹ như vậy xe con đường quen thuộc, cũng mặc kệ cái gì chủng loại. Tây môn hạo không dám trì hoãn, cầm lấy lại mở ra một cái hồ lô, sau đó miệng đối miệng khẽ đảo, vậy mà đổ hai khỏa. Không cho phép suy nghĩ nhiều, vung tay lên, rơi ra một thanh binh đậu, biến thành mười mấy cái hồng giáp thần binh. Này chút hồng giáp thần binh mỗi một cái cầm lấy hai cái hồ lô, sau đó hai cái cũng một cái, lại sau đó hai cái hồng giáp thần binh hồ lô từ đó hợp nhất cái Cứ thế mà suy ra Ha 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 Sao nhiều người sao Tôn ngộ không thấy Tây môn hạo như thế sẽ chơi Cũng tới hào hứng Thanh một thanh lông khỉ Thổi một ngụm tiên khí Lập tức một bầy khỉ hầu tôn liếu ríu nhào tới trên kệ Nói ít cũng có lớn mười mấy cái Ha 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 Hầu ca ngư bức A Tây môn hạo dị bảo khen lớn Một bên thanh tất cả đang dược một mạch chứa vào một trong đó Tàng đan điện dược hồ lô nói ít cũng có bốn năm trăm cái có bên trong có một khỏa tiên đan có bên trong có hai khỏa hoặc là nhiều viên ngược lại số lượng không giống nhau một cái có được năm mươi cái hồng giáp thần binh tây môn hạo một cái có được một bầy khỉ hầu tôn tôn ngộ không hai người không có một chút thời gian liền đem tàn đan điện giá đỡ thanh lý hết sạch cuối cùng tây môn hạo thu được hai cái chứa tràn đầy dược hồ lô mà tôn ngộ không thì là đạt được ba cái hậu ca chỉ những thứ này sao tây môn hạo một bên đem hai cái nút hồ lô tiến vào trong ngực một bên bốn phía dò xét nhất là phía trên rất rõ ràng còn có tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba có thế là căn bản không có cửa vào dĩ nhiên không phải nơi này chỉ là tầng thứ nhất đều là bình thường tiên đan bất quá phía trên ta lão tôn cũng không thể đi lên tốt tranh thủ thời gian lưu đi tôn ngộ không vẫy vẫy tay sau đó trước tiên rời đi tàn đan điện tây môn hạo lại liếc mắt nhìn thanh trâu trên mũi kim cương mài cuối cùng vẫn là nhịn được, thu giáp đỏ bên người liền rời đi tàn đan điện. Có thể là vừa vừa rời đi cửa điện, liền cảm giác một hồi buồn ngủ kéo tới. Ha! Buồn ngủ quá! Phát thảo đại gia chết khỉ! Tử! Phù phù! Tây môn hạo trực tiếp ghé vào một tên ngũ say đạo đồng trên thân, rất nhanh liền đánh lên tiếng la. Hắc hắc hắc! Tiểu tử! Nếu cổng một cái nồi, liền lại lưng một cái đi. Bằng không thì cái kia lão quân nhất định tìm ta lão tôn phiền toái ngươi liền không sao đi. Hì hì ha ha. Tôn ngộ không vào đầu bức tai nở nụ cười, dạng như vậy so tây môn hạo hố người thời điểm còn tiện. Tôn hầu tử đi, quăng một ngụm siêu cấp nồi lớn đập vào tây môn hạo trên thân. Tây môn hạo cái này đáng thương em bé, đầu tiên là bàn đào viên thật giả tây môn hạo, hiện tại là đâu xuất cung một đầu sâu ngủ, xem như triệt để bước lên tôn ngộ không năm đó lối cũ. Cũng không biết hắn có thể hay không bị ném vào lão quân lò luyện đang luyện một phen, sau đó làm ra một đôi hỏa nhãn kim tinh lại lớn náo cái thiên cung cái gì bất quá tôn ngộ không trong lòng hắn người bố trí đã triệt để sụp đổ bàn đào viên còn chưa tính có thể là đâu xuất cung lần này đơn giản quá ghê tởm trực tiếp đem hắn ném cho một đám lão đạo lăng tiêu điện lý thiên vương nhị lan còn không có tìm được cái kia mô tặc sao ngọc đế ngồi tại ngồi ngay ngắn trên ghế cái kia một đôi mày kiếm hơi có chút nhíu lại ai bệ hạ cái kia tặc nhân giống như biến mất, thiên lý nhãn cũng không nhìn thấy. Lý tịnh lắc đầu, hắn hẳn là trốn. Nhị lan thần mở mắt nói lời bịa đặt, hắn nhưng là nhìn lấy tây môn hạo hướng đâu xuất cung phương hướng đi. Hừ, bản cung đã sai người trấn giữ nam thiên môn, hắn có thể trốn đi đâu. Vương mẫu nương nương vẻ mặt có chút không dễ nhìn, có thể nói là đau lòng. Trước đây không lâu nàng lại về tới bàn đào viên kiểm lại một chút, những cái kia sắp thành quen bàn đào, cơ hồ bị hái xong, xem ra lần sau bàn đào đại hội muốn trì hoãn, mà lại theo gây án thủ pháp đến xem, không hề giống cái kia hầu tử. Cái kia hầu tử có đôi khi tới liền là ăn vụng một chút, hoặc là lấy đi một chút, nhưng sẽ không làm như thế tuyệt. Nhất là cái kia sạch sẽ hộp đào, càng không muốn cái kia hầu tử gặm đến, cái kia hầu tử gặm không được như vậy sạch sẽ, thậm chí có rất nhiều chỉ gặm đỏ địa phương. Mà lần này, những cái kia hộp đào tựa như là mèo liếm một dạng, sạch sẽ làm người giận sôi hắc hắc, vương mẫu nương nương, ngọc đế lão nhi, ta lão tôn lại tới. Tôn ngộ không hố tây môn hạo về sau, lại tới lăng tiêu điện soạt tồn tại, tốt rủ sạch tiếp xuống tình nghi. Đầu khỉ, ngươi lại tới làm gì? Ngọc đế thấy tôn ngộ không liền đau đầu. Hắc hắc, ngọc đế, các ngươi phong nam thiên môn, liền không sợ thanh cái kia nhỏ. Tạc nhân làm phát bực, đại náo thiên cung sao. Tôn ngộ không cũng tính còn có chút nghĩa khí, biết cho Tây Môn Hạo Thanh đường đi ra ngoài đã thông. Cái gì? Đại náo thiên cung. Ngọc Đế nghe xong bốn chữ này, thần kinh nhạy cảm trong nháy mắt bị kéo chặt, hơn nữa còn là xuất từ tôn ngộ không miệng. Đầu khỉ, đừng muốn nói bậy, thật sự cho rằng ai cũng giống như ngươi vô pháp vô thiên sao. Vương mẫu nương nương lên tiếng quát lớn. Hắc hắc, nương nương kia ngươi lại vì cái gì phát lệnh truy nã. Tôn ngộ không đổi trở về, đổi vương mẫu nương nương ngậm miệng không trả lời được. Khụ khụ, theo ta lão tôn xem, không bằng thả hắn rời đi, không phải liền là một chút bàn đào nha, không có còn có thể dài không phải. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vương mẫu tức giận nói. Bệ hạ, mặt tướng coi là đấu chiến thắng Phật nói không sai. Này tặc nhân thần thông quảng đại, đến bây giờ đã có mười mấy vạn tiên binh tiên tướng đang tìm kiếm, y nguyên tìm không đến bất luận cái gì tung tích, không bằng liền để hắn rời đi đi. Nhị lang thần cũng tới trước một bước nói ra. Sai. Bản thái tử thấy được, Na Tra tiến lên một bước, tất cả mọi người nhìn về phía Na Tra. Ồ, Tam Thái tử thấy được, vương mẫu nương nương nhãn tình sáng lên. Không sai, bất quá lại bị cái kia tặc nhân một đao đã thương, khụ khụ khục. Na Tra giả mù sa mưa làm ho hai tiếng. Gâu gâu, cái kia tặc nhân ẩn nấp thủ đoạn không phải bình thường, thậm chí ngay cả ta cũng ngửi không thấy mùi của hắn. Hào Thiên Quyển cũng theo nhị lan thần dưới chân bò lên ra tới. Ồ, nha. Công Ngộ không nhìn xem ban Tây Môn Hạo nói chuyện hai người một chó, con ngươi đảo một vòng, giống như hiểu rõ cái gì. Lăng tiêu điện trong lúc nhất thời lại rơi vào trầm mặt. Na Tra cùng nhị lan thần bản sự là rõ như ban ngày, hao thiên quyển mũi cũng rất nổi danh, có thể là bọn hắn vậy mà cũng nhận sợ. Cái này, Ngọc Đế nhìn về phía vương mẫu nương nương, ý kia là muốn cho vương mẫu nương nương thanh nam thiên môn binh rút lui, nhưng cái kia tặc nhân rời đi, để tránh thật một lần nữa đại náo thiên cung hắn cũng không muốn lại để cho người thanh thiên đình huyên náo náo loạn. Hừ, các ngươi sợ hắn, bản cung không sợ, các ngươi không tìm, bản cung mệnh toàn tiên giới nữ tiên tìm kiếm, bản cung cái này nữ tiên chi chủ không phải cho không. Vương mẫu nương nương bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, bay khỏi lăng tiêu điện. Đến, tiểu tử, tự cầu phúc đi. Tôn ngộ không nhúng vai. Nhị lan thần cùng na tra cũng là ủ rũ cúi đầu lui trở về. Ai, Vương mẫu những năm này tính tình càng ngày càng không xong. Ngươi nói cái kia tặc nhân cũng thế, trộm mấy cái bàn đào còn chưa tính. Vì sao muốn như vậy lòng tham a? À. Ngọc Đế thở dài, biết việc này không thể kết thúc yên lành. Chúng tiên qua ngươi nhìn ta, ta nhìn một chút, sau đó tập thể yên lặng, liền liền thích náo nhiệt tôn ngộ không đều cúi đầu không nói. Đâu suốt cung, ha, thoải mái a. À. Rất lâu không ngủ như thế chân thật. Tây môn hạo đánh cái thật dài ngáp, sau đó dụi dụi con mắt. Tại tại chỗ sửng sốt một hồi, hiển nhiên là tại hồi hồn. Thế nhưng tỉnh hồn lại về sau, toàn thân lông tơ trong nháy mắt toàn bộ dựng lên, vụt một thoáng liền từ dưới đất đứng lên. Đợi thấy thêm chìm xuống ngủ bốn cái đạo đồng về sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chết hầu tử, tính ngươi trượng nghĩa, nhưng hạo gia trước tỉnh lại. Tây môn hạo thấp giọng mắng một câu, sau đó liền muốn thả người rời đi. Bò, ờ, à, ta giọt cái mẹ ruột a, à, tiên đang đấy còn không có tha cho hắn rời đi Tàng đang điện liền vang lên một cái nhanh khóc thanh âm không tốt tây môn hạo giật nảy cả mình lúc này mới vang lên tôn ngộ không để cho mình cổng nồi khẳng định phải tìm người chứng kiến a à. bên trong còn có một đầu đại thanh ngưu đâu một chữ chạy Tàng đang điện bên trong thanh ngưu nhìn xem rơi lả tả trên đất không hồ lô cặp kia ngưu nhãn đều muốn trợn lồi ra cái đuôi vẫn đến trên trời bỗng nhiên nó cảm giác được bên ngoài có một tia chấn động vội vàng liền xông ra ngoài, vừa hay nhìn thấy một cái cổng bao vải to nam tử xa lạ vừa mới bay lên không. bò, ờ, à, lớn mật trộn đang tạch, chạy đâu? đi ngươi đại gia. tây môn hạo trực tiếp một khỏa gia cường phiên bản cao bạo lựu đạn ném ra ngoài. ầm ầm, toàn bộ đâu suốt cung đều đang run rẩy, chói mắt kim quang đem thanh ngư đôi mắt. cùng lúc đó, những cái kia ngủ say đạo sĩ bị nổ tung tiếng đánh thức, rất nhanh liền phát hiện một cái cổng bao vải to gia hỏa đang chạy trốn bò, ờ. À, bắt hắn lại. Hắn trộm sư phụ tiên đan. Thanh ngưu lao ra kim quang, sau đó bay lên trời. Mặc dù trên thân bị tạc ra một ít vết thương, nhưng nhiều như vậy tiên đan không có, lão quân trở về còn không cần roi hút chết hắn a. À. Những cái kia vừa mới tỉnh lại đạo sĩ đầu tiên là tiến vào ngắn ngủi mộng bức, sau đó từng cái bay lên trời. Nhất là cái kia bốn cái trong coi tàn đang điện đạo đồng, vội vàng vọt vào, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Qua một hồi lâu, mới tập thể phát ra thê lương thét lên. Không tốt rồi, tiên đang đều bị trộn đi á. Sưu sưu sưu, đâu xuất cung vùng trời xuất hiện từng đạo lưu quang, cho nên trong cung đạo sĩ tất cả đều bay lên trời. Tây Môn Hạo thì là đứng tại phi hành trên thuyền, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất thẳng đến Nam Thiên Môn, nhưng hắn lại một mực nhìn lấy đằng sau. Đằng sau ngoại trừ một đầu thanh ngư bên ngoài, còn có mấy trăm đạo sĩ, đạo đồng từng cái kêu đánh kêu giết đuổi theo. Bò à tên giặc, đền tội. Thanh ngư bỗng nhiên biến thành hình người, trên mũi kim cương mài cũng đến ở trong tay, sau đó vất tay tế ra, đánh tới hướng Tây Môn Hạo. Tây Môn Hạo phất tay rơi ra một thanh binh đậu, biến thành cầm lấy tấm trắng hồng giáp thần binh, ngăn tại đằng sau. Bành bành bành, từng cái hồng giáp thần binh bị kim cương mài trong nháy mắt đánh nát, nhưng kim cương mài uy lực cũng yếu xuống dưới. Cái gì? Trải đậu thành binh? Vẫn là kỳ quái như thế khí tức. Thanh Ngưu thấy Tây Môn Hạo vậy mà lại rải đậu thành binh lập tức quá sợ hãi, nhất là cái kia kỳ, kỳ quái khí tức, rất là lạ lẫm. Vô lượng thiên tôn, tên giặc, ngươi là người phương nào? Tại sao lại ta đạo gia bí thuật? Tên kia râu dài lão đạo theo Thanh Ngưu đằng sau đuổi theo, cái này người cũng là thái thượng lão quân một tên đồ đệ. Ha ha ha, nghe cho kỹ, Hạo gia là tề thiên đại thánh tôn ngộ không huynh đệ. Nhật thiên đại thánh, Tây Môn Hạo ngang trời cười to, thanh tôn ngộ không cái kia hàng cũng cho mang tới hắn không có nói chính mình cùng tôn ngộ không cùng một chỗ trộm tiên đan bởi vì cái kia hầu tử rất tinh minh không có chứng cứ người nào cũng không thể đem hắn thế nào cho nên hắn đổi cái phương thức trả thù ngược lại là cái kia hầu tử trước bất nghĩa ừm nhật thiên đại thánh đằng sau truy kích người từng cái mộng bức hô hố người nào cũng chưa từng nghe qua tiên giới còn có nhân vật như vậy bất kể hắn là cái gì đại thánh trước cầm xuống lại nói đi thanh ngưu lần nữa vung tay lên kim cương mài lần nữa vung ra tây môn hạo đồng dạng vung tay lên rơi ra 10 khỏa binh đậu sau đó mở ra luân hồi chi nhãn bành 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 từng cái hồng giáp thần binh cùng đạp nát nhưng một đạo ngũ sắc quan mang đánh vào kim cương mài lên cong kim cương mài trong nháy mắt bị đánh trở về mẹ nó nhị lan thần thần thông thanh ngưu cùng những đạo sĩ kia lần nữa mộng bức kiếm trận công kích Trâu dài lão đạo biết đối thủ khó dây dưa, hạ đạt tru diệt lệnh. Thương thương thương. Từng thanh từng thanh tiên kiếm theo đám kia đạo sĩ trên thân bay ra, một lần bay ra 9981 thanh. Sau đó 81 thanh tiên kiếm hợp thành một cái công kích kiếm trận, mang theo nồng đậm sát khí bay về phía Tây Môn Hạo. Hừ. Tây Môn Hạo hừ lạnh một tiếng, phi hành thuyền đột nhiên biến mất, biến thành yển nguyệt đao. Cùng long trảm. Ngang. Một đầu lớn long bay ra ngoài, xông về kiếm trận. Bành, kiếm trận nát, cự long đồng dạng cũng nát. Có thể là, tại khoảng cách vỡ vụn một khắc này, theo kim quang lóe lên, cái kia kim cương mài vậy mà lại bay tới. Tây môn Hạo trong lòng hơi động, đế vương đồ biến thành một mặt tấm trắng. Bành, kim cương mài đập vào đế vương đồ bên trên, đập Tây môn Hạo liên tục bay ngược. Thu, thanh ngưu bỗng nhiên đánh một cái pháp quyết, một cổ to lớn hấp lực theo kim cương mài trên thân phát ra vậy mà bắt đầu hấp thu Tây Môn Hạo trong tay đế vương đồ. Thảo, Tây Môn Hạo mắng một câu, sau đó đối Thanh Ngưu phát động nguyên thần công kích. Hừ, cáp, oanh. Thanh Ngưu chỉ cảm thấy nguyên thần một mộng, trên tay pháp quyết một chầu, hấp lực trong nháy mắt tan biến. Dết A. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng vậy mà vang lên từng đợt tiếng la dết, ít nhất có bên trên ngàn tiên binh tiên tướng lao đến. Mẹ nó, chơi lớn. Tây Môn Hạo lần nữa vung tay lên, lại là 10 cái hồng giáp thần binh, bên trong một cái cầm trong tay một khỏa hỏa hệ ma lực bóng. Sau đó đế vương đồ lần nữa hóa thành phi hành thuyền, đem tay môn hạo hoàn toàn bao bọc, trong nháy mắt biến thành một đạo lưu quan, phóng tới thả tại phía trước tiên binh tiên tướng. Cùng lúc đó, phi hành thuyền bên trên xuất hiện một cái lỗ hổng, thần lực súng lục biến thành 98k, nhắm chuẩn xông lên phía trước nhất một tên tiên tướng đầu. 3. Một viên đạn bay ra ngoài. Phốc phốc, cái kia tiên tướng đầu bị đánh ra một cái hố, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền từ không trung rơi xuống. Mà lúc này hắn đã bay ra rất xa, thanh ngư mấy người cũng đem 10 cái hồng giáp thần binh cho vây quanh. Quanh! Ma lực bóng nổ, một hồi ánh lửa trong nháy mắt tản ra, thôn phệ phương viên ngàn mét bên trong hết thảy đạo sĩ, tiên binh. Tu vi thấp trực tiếp bị đốt đi cái phi hôi yên diệt, tu vi cao không phải trọng thương, chính là bị thương nhẹ, chỉ tiếc những tiên nhân này cũng không thể làm Tây Môn Hạo tuôn ra hồng bao. 3. Tây Môn Hạo căn bản không quản phía sau nổ tung, bởi vì hắn hiểu rõ ma lực bóng uy lực, hắn hiện tại một mực thanh đằng trước mở ra một đạo lỗ hổng. Theo 98k bay ra một viên đạn, lại là một tên tiên tướng rơi xuống. Công kích, công kích, sưu sưu sưu. Từng sợi mũi tên bắn về phía Tây Môn Hạo phi hành thuyền, bất quá toàn bộ bị bắn ra, căn bản không phá được phòng ngự mà Tây Môn Hạo thừa dịp loạn ngay cả đánh ba phát, sử dụng hết 98k kỹ năng. Ba phát lại đánh chết ba cái tiên binh tiên tướng, ngược lại cũng nhìn không ra tu vi, người nào xông ở phía trước liền đánh người đó. Trước mặt tiên binh tiên tướng xem xét không chỉ không phá được đối phương phòng ngự, còn không có dây năm cái tiên binh tiên tướng, một từng cái đáy lòng thật lạnh thật lạnh. lăn đi, đều cút đi, phanh phanh phanh. Tây môn hạo liên phát sáu thương, sáu viên đạn lại đánh chết đã thương sáu cái tiên binh. Này một con thoi đạn đánh xong về sau, những tiên binh kia cuối cùng dọa đến toàn bộ giải tán, Nhưng Tây Môn Hạo trong nháy mắt lao ra vòng vây. Bò, ờ, à, tên giặc cường hãn nhanh, nhanh thông tri Ngọc Hoàng Đại Đế, nhanh thông tri Sư Phụ. Thanh Ngư một bên tiếp tục truy kích Tây Môn Hạo, một bên quát to lên. Còn lại đạo sĩ cùng tiên binh tiên tướng trong nháy mắt sát nhập, lái một mảnh to lớn tường vân gia tốc trùng kích. Tây Môn Hạo, đây là sự thực muốn đại náo thiên cung A. Đáng tiếc, không gian bảo vật bị hạn chế, không thể sử dụng điên cuồng sử dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Báo, không tốt rồi. Ngọc đế bệ hạ, không tốt rồi. Một tên tiên quan trong nháy mắt vọt vào lăng tiêu điện, khiến cho chỗ trồng người trong lòng siết chặt, liền liền tôn ngộ không cũng khẩn trương lên. chuyện gì xảy ra? nhanh chóng báo tới. Ngọc đế dự cảm được một tia không ổn. Khải, khởi bẩm bệ hạ, bị truy nã tạc nhân tại đâu suốt cung trộm tiên đan tại chạy trốn trên đường giết rất nhiều đâu xuất cung đạo sĩ cùng với tiên binh tiên tướng. Cái kia tiên quan lớn tiếng bẩm báo nói, cái gì? Hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà như thế gian lớn trùng trời. Ngọc Đế cũng gấp mắt, không nghĩ tới cái kia tặc nhân trộm bàn đào còn không hết hy vọng, vậy mà đi trộm tiên đan, còn giết người. Hồi bẩm bệ hạ, cái kia tặc nhân nói, hắn, hắn. Cái kia tiên quan nói xong, nhìn thoáng qua tôn ngộ không, xem tôn ngộ không toàn thân lông tóc tất cả đều nổ. Hắn cái gì? Nhanh chóng nói tới. Ngọc đế mất mặt hỏi. Cái kia tiên quan vội vàng cúi đầu xuống, nói ra. Hắn nói hắn gọi Nhật Thiên Đại Thánh là, là đấu chiến thắng Phật huynh đệ. Thả con mẹ ngươi cái rây cái rắm. Khục, ta lão tôn không cha không mẹ, ở đâu ra huynh đệ? Vu oan, xích lõa, trắng trợn vu oan. Tôn ngộ không bỗng nhiên đến cái kia tiên quan trước mặt, đem đối phương đề xuống dưới đại thánh gia gia tha mạng đại thánh gia gia tha mạng tiểu nhân chỉ là chi tiết bẩm báo a cái kia tiên quan dọa đến trắng bệt cả mặt này tôn ngộ không người nào là ma thần a đầu khỉ đừng muốn trêu chọc nghe hắn nói xong ngọc đế vội vàng cho lý tịnh đám người nháy mắt ra dấu lý tịnh vội vàng tiến lên đem tôn ngộ không mở ra đồng thời khuyên nhủ đại thánh không ai hoài nghi ngươi nhất định là cái kia tên giặc vu hãm ngươi bất giận bất giận hừ các ngươi hiểu rõ liền tốt ta lão tôn căn bản cũng không nhận biết cái gì nhật thiên đại thánh tôn ngộ không một vung tay đứng qua một bên nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa hoa ca ca tiểu tử ngươi lợi hại nhật thiên đại thánh ngươi ngưu bức sao ta lão tôn tề thiên đại thánh còn muốn cần ăn đòn nói tiếp kia cái gì nhật thiên hừ nhật thiên hắn thật không sợ lão thiên đè gãy hắn điêu ngọc đế bị tức vậy mà lái xe cái này khiến chúng tiên quan tập thể im lặng một chút nữ quan trực tiếp cúi đầu xuống trong lòng khinh bỉ ngọc đế nói cái kia tên giặc đi đâu hồi bẩm bệ hạ giống như là nam thiên môn phương hướng quả nhiên ngọc đế đứng dậy xem ra nếu là ngăn đón cái tên này hắn thật đúng là dám nhật thiên dám đại náo thiên cung bất quá hiện tại đã náo đi lên hắn làm ngọc đế không thể làm sự tình mặc kệ hết thảy tiên nghe lệnh tại phía dưới tiên tướng toàn bộ ra khỏi hàng chỉ lưu quan văn đứng ở một bên triệu tập nhân mã đuổi bắt tên giặc cần phải ngăn cản tại nam thiên môn bên trong đúng sưu 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 tất cả tiên tướng một lên bay ra ngoài ngọc đế lão nhi ta lão tôn cũng đi giúp ngươi đuổi bắt cái kia tên giặc tỏ vẻ trong sạch tôn ngộ không đối ngọc đế liền ôm quyền sau đó bay ra ngoài bất quá là đuổi bắt tây môn hạo vẫn là đi hỗ trợ cầu cái tâm lý an ủi cũng chỉ có này đầu kỹ rõ ràng. Ai? Cái này nhật thiên đại thánh đến cùng là nơi nào xuất hiện. Thái bạch kim tinh, khả năng nhìn ra mánh khóe. Ngọc đế lại lần nữa ngồi xuống lại, bắt đầu tò mò tây môn hạo thân phận. Thái bạch kim tinh tốc độ cao kết động mấy lần ngón tay, sau đó lắc đầu. Bệ hạ, cái này người có vẻ như lai lịch hết sức thần bí. Hắn có thể tính ra mà tính gặp quỷ. Tây môn hạo căn bản cũng không phải là vị diện này người. Lai lịch bí ẩn. Ai? Hy vọng cái này người không muốn như năm đó cái kia giống như con khỉ đi. Ngọc đế chỉ có thể cầu nguyện đừng có lại ra một cái tôn ngộ không, thiên đình có thế rốt cuộc trải qua không vẫy vùng nổi. Phanh phanh phanh, ha ha ha, đừng đuổi theo, cẩn thận hạo gia lại cho các ngươi một khỏa ma lực bóng A. Tây môn hạo tránh tại phi hành trong đò, nhìn xem đằng sau càng ngày càng nhiều truy binh, thỉnh thoảng nổ vài phát súng. Ma lực bóng cầm hai cái, gia cường phiên bản cao bạo lựu đạn cũng bất quá còn có hai ba viên còn chưa tới nam thiên môn không thể đều dùng đi tên giặc giao ra chỗ trộm tiên đan cúi đầu nhận tội bằng không thì đợi lão quân trở về muốn ngươi mạng chó thanh ngưu tại đằng sau lớn tiếng chửi mắng ở phía sau hắn cộng lại không dưới hơn vạn tiên binh tiên tướng tây môn hạo tốc độ quá nhanh bọn hắn chỉ có thể ở đằng sau kêu đánh kêu giết, nhưng cũng chỉ có thể truy truy đánh gần đủ không đến đánh xa lại không phá được đối phương phòng ngự, còn thỉnh thoảng trúng vào một hai khỏa đạn, cũng thực nhất cả trứng. Ha ha ha, lớn mang ngưu, có bản lĩnh ngươi truy ta à, ngươi tới a à? Tây môn hạo đứng tại đuôi thuyền, tốc độ cao động đến mấy lần ngón tay. Hừ, cáp, đang ở đầu thuyền phát lãng tây môn hạo bên tai vang lên một tiếng quen thuộc chợt vang, nguyên thần một hồi mộng bức, kém chút một đầu cắm xuống dưới. Này, nổi bật cái kia tên giặc, thúc thủ chịu trói thúc thủ chịu trói chỉ thấy theo bên trái đằng trước bay tới một kim giáp một ngân giáp tiên tướng chính là hanh cáp nhị tướng tây môn hạo dùng sức lung lay đầu theo cái kia thần thông bên trong liền đoán được thân phận của hai người mặc dù nguyên thần của mình thần thông là theo hai người nơi này học nhưng bọn hắn không có bị chính mình triệu hoáng qua càng chưa từng gặp mặt cho nên đừng nghĩ lấy cho mình lưu tình hanh cáp nhị tướng bắt được này tặc râu dài lão đại cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cũng chỉ có những cái kia nổi danh tiên tướng mới có thể bắt được cái này người. Hừ. Cáp. Hanh Cáp nhị tướng lần nữa phát ra thần thông, đồng thời hai người tế ra vũ khí, thẳng đến Tây Môn Hạo vọt tới. Tây Môn Hạo lần này có phòng bị, đối hai người há mồm hô lên thần thông. Hừ. Cáp. Oanh. Hai loại giống nhau thần thông đụng vào nhau, trên không trung phát sinh nổ tung. Cái gì? Khốn nạn. Chúng ta thần thông. Bị hắn học được. Hanh cáp nhị tướng ngươi một câu ta một câu, thật bất ngờ là Tây Môn Hạo đoạt bọn hắn phát hồng bao. Phát âm nhi nã hầu. Tây Môn Hạo phất tay ném ra một trái lựu đạn, sau đó hướng trong miệng ném đi một khỏa nguyên thần đang dược, tiếp tục chạy trốn. Hắn hiện tại cũng không dám cùng hanh cáp nhị tướng đại chiến 300 hiệp, đằng sau còn có trên vạn người tại truy đây. Oanh! Theo một tiếng nổ tung, hanh cáp nhị tướng bị uy lực to lớn đỉnh hướng về sau bay ra ngoài, Tây Môn Hạo cũng thừa cơ chuồng mất. Hừ! truy, cáp, truy. Hành cáp nhị tướng cũng mặc kệ trên thân bị cắm mảnh đạn, dung nhập vào đại bộ đội bên trong, gia nhập truy kích Tây Môn Hạo đội ngũ. Mẹ nó, hề hề, còn bao lâu đến Nam Thiên Môn A? Tây Môn Hạo nhìn xem đằng sau càng ngày càng nhiều truy binh, thấy một hồi cảm giác bất lực, này tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị người vây quanh. Ta nào biết được, tranh thủ thời gian bay đi, cũng nhanh. Bất quá, đoán chừng Nam Thiên Môn cũng không dễ xong hề hề vô tình đã kích lấy tây môn hạo tây môn hạo môi rung rung mấy lần thanh chửi mắng nuốt trở vào chuyên tâm chạy trốn dần dần hắn thấy phía trước một cái to lớn màu vàng cổng chào còn tản ra chói mắt kim quang cái kia kim sắc cổng chào lớn bao nhiêu có thể nói rộng cao có trên trăm trượng bất quá khoảng cách còn rất xa nhìn qua rất nhỏ tại màu vàng cổng chào bên trên mơ hồ có khả năng thấy ba chữ to nam thiên môn ha 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 hề 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 Nam Thiên Môn đến, có phải hay không xuyên qua là có thể rời đi. Tây Môn Hạo đứng dậy, nắm tay khoác lên trên trán, thậm chí còn mở ra luân hồi chi nhãn, để cho mình thấy rõ điểm. Ừm, đi qua liền trở về. Hề hề nhàn nhạt trả lời. Hắc hắc, chỗ cát. Tây Môn Hạo tâm tình cuối cùng mỹ diệu một chút, đoạn đường này không phải là bị hố liền là đào vong, khiến cho hắn cảm giác hết sức thao đảng. Có thể là, muốn đi Nam Thiên Môn, rất khó. Hô ha ha ha. Tiểu tử, ngươi muốn đi đâu a? À? Theo một hồi đinh tai nhức ốc cười to, một cái khổng lồ đại hán, cầm trong tay hai cái đại phủ, mang theo một đội tiên binh bỗng nhiên theo tiên vụ bên trong sông ra. Tây môn hạo xem xét, người quen, cự linh thần. Ha ha ha, to con, ngươi cũng muốn cản ta sao? Tây môn hạo căn bản không giảm tốc độ, bởi vì một giảm tốc độ người phía sau liền sẽ đuổi kịp. Công, cự linh thần trong tay hai cái cự phủ dùng sức đụng một cái, lóe ra một rất nhiều đống lửa. Tiểu tử, cái gì cũng không nói, đón lấy bản tướng một chiêu, thả ngươi đi qua, bằng không thì liền cùng bản tướng đi lăng tiêu bảo điện. Tới đi, Ken, cự linh thần vung lên hai lưỡi búa, kéo dài khoảng cách. Ha ha ha, tốt, Tây Môn Hạo trong lòng hơi động, phi hành thuyền biến thành đế vương đồ, hơn nữa còn là 40 mét đại đao. Sau đó tốc độ không giảm chút nào, dơ yển nguyệt đao vọt tới. Cuồng long trảm, trống một đầu siêu cấp to lớn máu long bay ra ngoài, thẳng đến cự linh thần. Vỡ đi, cự linh thần đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, hai lưỡi búa đối cự long đánh xuống. Bành, cự long bị một bổ hai bên, nhưng theo sát mà lên chính là 40 mét yển nguyệt đao. Công, yển nguyệt đao chém vào cự phủ phía trên, có thể là cự linh thần y nguyên còn tại tại chỗ. Xoạt, tây môn hạo thừa cơ rơi ra 10 khỏa binh đậu, biến thành 10 cái thần vương kỳ đỉnh phong hồng giáp thần binh, ôm chặt lấy cự linh thần. Ha ha ha, bái bai to con, đều tránh ra, cuồng long trảm, trống. Tây môn hạo vượt qua cự linh thần, trong tay yển nguyệt đao quét ngang, một đầu hồng long hoành thẳng đến trước mặt tiên binh tiên tướng. Oanh, a, à, cản đường tiên binh tiên tướng đều bị hồng long đụng bay, trong nháy mắt đụng vỡ một đầu lỗ hổng. qua nha nha, tiểu tử, ngươi dở trò lừa bịp. Cự linh thần quay người lại, đem những hồng giáp thần binh đó hất ra, giơ hai lưỡi búa đối tây môn hạo quát to lên bất quá hắn cũng không tiếp tục truy kích mà là đứng tại chỗ phô trương thanh thế rõ ràng cũng là đang nhường ha 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 to con binh bất yếm trá sau này còn gặp lại tây môn hạo cười lớn thẳng đến nam thiên môn bay đi đồng thời lấy ra một viên cuối cùng kim hệ ma lực bóng còn có cuối cùng hai khỏa gia cường phiên bản cao bạo lựu đạn trong lòng hơi động tung tóe ra 10 cái thần vương kỳ thần binh trong nháy mắt hợp thành hai cái thần hoàng kỳ thần binh bay đến bên cạnh mình. Sau đó một cái cầm lấy hai cái cao bạo lựu đạn, một cái cầm lấy kim hệ ma lực bóng, nhảy tới phi hành thuyền lên. Đông đông đông. Một hồi tiếng trống trận vang lên, theo Nam Thiên Môn trước tiên vụ bên trong xuất hiện lít nha lít nhít tiên binh tiên tướng, nói ít cũng có mấy vạn người. Tại Nam Thiên Môn khẩu, Vương Mẫu Nương Nương không biết lúc nào đã ngồi ở Nam Thiên Môn khẩu, sau lưng còn đứng lấy hàng loạt nữ tiên binh mà tại nam thiên môn vùng trời tứ đại thiên vương đã cầm lấy riêng phần mình phát bảo chuẩn bị kỹ càng chỉ cần tây môn hạo đã đến liền vào đi công kích mẹ nó chỉ có thể ngạnh xong tây môn hạo biết lúc này đánh là không được chỉ có thể dựa vào đế vương đồ phòng ngự cưỡng ép đột phá qua đi chỉ cần bay qua nam thiên môn là có thể rời đi soạt đế vương đồ lại một lần nữa đem tây môn hạo bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tạo thành một cái hai đầu nhọn con thoi, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Dết Líp nha líp nhíp tiên binh tiên tướng vọt lên, từng đạo đạo quang mang đánh vào phi hành thuyền lên. Bất quá, đế vương đồ trình độ cứng cáp đã khủng bố như vậy, chỉ có thể đối tây môn hạo sinh ra mãnh liệt chấn động. Tây môn hạo hiện tại cái gì đều mặc kệ, chỉ muốn lên lên lên. Hiện tại thái thượng lão quân còn chưa tới, nếu như nếu là tới, hắn liền thật muốn khóc chết rồi. Bành 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 từng người từng người tiên binh bị xông bay ra ngoài, cái kia nhọn đầu không biết đụng bị thương đụng chết nhiều ít tiên binh tiên tướng. Bất quá, bên trong tây môn hạo cũng không dễ chịu, thậm chí nhét vào hai khỏa thần đang đến miệng bên trong, nhường con thoi sáng lên một hồi thần quang, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Mụ bán phê, chết hầu tử, hạo gia hận ngươi. Tây môn hạo lần nữa chửi mắng nổi lên tôn ngộ không, nếu như không phải đối phương, hắn cũng có thể lặng lẽ rời đi. Hắc hắc, tiểu tử, sau lưng mắng chửi người cũng không tốt a. À. Ôi không, chết hầu tử, ngươi vào bằng cách nào? Tây Môn Hạo quay đầu nhìn về phía bên người, chính là cái kia đáng giận hầu tử, vậy mà chui vào kính không kẻ hở con thoi bên trong, chính mình còn chưa phát hiện. Phải biết, đây chính là chính mình bản mệnh bảo vật a. À. Ha ha ha, ta lão Tôn thần thông sao có thể là ngươi hiểu rõ, làm gì Nhật Thiên đại thánh, lúc nào thành ta lão Tôn huynh đệ, ngươi cũng là trong viên đá bỗng xuất hiện tôn ngộ không mở đùa giỡn sao ngươi có thế để cho ta lưng hai lần nồi ta liền không thể cho ngươi cũng ác tâm một lần tây môn hạo lời oán khí trùng thiên là thật hận cái này chết hầu tử ha 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 tốt làm sao so ta lão tôn còn tiểu khí tôn ngộ không vỗ vỗ tây môn hạo bả vai sau đó nói yên tâm ta là sẽ không để cho ngươi bị bắt lại bắt lấy ngươi ta lão tôn không phải cũng bại lộ không có việc gì mới điểm này tiên binh tiên tướng không tính là gì, ta giúp ngươi ra ngoài. Ngươi giúp ta, thế nào bang? Tây môn hạo liếc qua tôn ngộ không, cái kia hỏa khí căn bản tiêu không được. Hắc hắc, yên tâm, ngươi một mực xông về phía trước, ta lão tôn bảo đảm ngươi cái này con rùa vỏ bọc vỡ không được. Tôn ngộ không rất có cẩn thận cười cười, sau đó vung tay lên, bên trong xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng ống, khiến cho cảm giác chấn động lập tức yếu xuống dưới. Đi thôi tiểu tử chỉ cần không phải thái thượng lão quân cấp tên khác ra tay bảo đảm vỡ không được tây môn hạo nhìn thoáng qua kim quang che đậy biểu lộ hòa hoãn rất nhiều được a à, ta ngay tại tin ngươi một lần ngươi nếu là lại hố ta ta nhưng không xong a à. may mà ta như vậy sùng bái ngươi hạo gia lấy ngươi làm thần tượng ngươi lại lấy ta làm cổng nồi hiệp ồ ha 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 ngươi tiểu tử này ta lão tôn tuổi đã cao còn lừa ngươi sao mà lại ngươi đều nói rồi ta lão tôn là thần tượng của ngươi, ta làm không thể để cho người ái mộ thất vọng đau khổ có phải không? Tôn ngộ không dùng cái kia lông xù bàn tay vỗ vỗ tay môn hạo bả vai, loại nào tử đâu còn có lúc trước hố tay môn hạo thời điểm bộ dáng. Tay môn hạo hiện tại đối cái này tôn ngộ không là thật không yên lòng, không làm được cái con khỉ này bỗng nhiên đào hố, liền đem chính mình chôn. Bất quá lúc này tình huống này cũng chỉ có thể liều một phát, không có tôn ngộ không hỗ trợ, chính mình rất khó từ nơi này chạy đi phía ngoài tiên binh tiên tướng còn tại công kích lấy đế vương đồ hóa thành con thoi mặc dù không đánh tan được nhưng bọn hắn vứt bỏ mà không bỏ cũng may nhờ có tôn ngộ không kim quan che đậy a à. bằng không thì đế vương đồ vỡ không được chính mình cũng sẽ bị đánh chết nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha